6 luôn. Dạ. Số chị bán đất. Dạ. Số đỏ ơi. Trời ơi, tâm thứ thương quá. Cảm ơn em số đỏ ơi. Bé thơ ơi, chị Mai. Cảm ơn em chia sẻ rồi. À, Trung Hồ chia sẻ chị Mai cảm ơn em luôn. Dạ. Dạ. Thúy Hằng chia sẻ chị Mai cảm ơn em luôn. À, Quy Ngô ơi, chị Mai chào em, cảm ơn em luôn. Ngọc Dung chào Ngọc Dung nha. Dạ. À, có bông tai dài không? Dạ có. Dạ có bông tai dài Thảo Ly ơi, 200 đôi em, 200 đôi. Má chế ơi. Chia sẻ em cái nha, chia sẻ em cái đi. Em sẽ tặng hai chiếc nhẫn cho mấy trái và một cái son. Nhẫn đồng vàng cũng không bao giờ phai, không bao giờ đen nha. Giờ em sẽ tặng cho mấy trái nha. Và em tặng hai cái nhẫn. Một. Cái này là mỗi thứ còn chiếc không chiếc nào giống chiếc nào nha mấy trái. Nhẫn đồng vàng đeo như vàng 24K. Đeo hoài không phai màu. Dạ, không đen không phai. Hôm nay mặc đồ đẹp rực rỡ. Thiên Thanh ơi, chào Thiên Thanh nha. Trời ơi, đồ đây đâu mà đẹp mấy chế ơi. Cái áo này em có bán nha mấy chế. Áo này có bán luôn nha mấy chế. Mặc áo dày áo dày ở trong màu đen cũng được, mặc áo này cũng được. Dạ, áo này em có bán nha mấy chế, đẹp. Em có bán luôn nha, đẹp lắm. Cái này là trong năm em có bán rất là nhiều nè. Chế nào lấy áo nè. Áo nè, đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm nha mấy chế. Áo đẹp lắm. Chế nào lấy áo em đang mặc. Áo khoác ở ngoài thôi nha. Chứ em áo trong là áo dây. Dạ. Áo em có bán nha mấy chế. Màu kim sa vàng, kim sa trắng. Kim sa vàng, kim sa trắng và kim sa đen. Kim sa đen nha mấy chế. Em là kim sa đen. Dạ. Một cái 380 màu xích. Mấy chế mặc 10 năm vẫn không quê, không quê. Em bao luôn. Hàng của em là áo, là em không có bán quần áo, nhưng mà em bán cái mẫu là độc lạ cho mấy cái mẫu duy nhất. Mấy cái đẹp mắt, mấy cái mặt không chị nào mà chập lộn mặt được hết. Cái này là nó tròn ở trên vậy thôi nè, đó nha, chỉ là tròn trên vai mình thôi. Cái nào 50kg cũng mặc vừa, mà cái nào 100kg cũng mặc vừa nè. Mấy cái nhìn nè, cái nào có mua áo là kim sa đen, kim sa vàng và kim sa trắng giùm em nha. 380 màu xíu, em nói thiệt đẹp lắm, em mới bán cho mấy cái đẹp nha. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp, để dành đi đám, đi cưới đồ, Tết đồ mình mặc mấy cái. Đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Ôi trời ơi, bán đồ bây giờ bán áo, ừ, dạ. Bán đồ không đẹp, bán áo. Cái nào có tặng kem, em có bán kem luôn nha mấy cái. Kem nám, em có một loại kem bôi này, kem nám Thái thôi. Kem nám Thái và...
chống da và trị mụn và kem body sức tay nha. Em chỉ có bán một loại áo này thôi và một loại kem thái thôi. Rồi em bán vàng không xong nữa mà em nói thiệt, mấy chị mối em nói mai ơi em xài kem gì đẹp quá, cứ tối ngày hỏi em. Dạ hồi xưa em nám nhiều lắm mấy chị, em mua hũ kem 1 triệu mấy em xài không hết luôn. Kem nám có 380 thôi nha, em bao ship mấy chị mà xài gấp rất là đẹp. Cái nào có lấy áo này là em bao mấy chị đẹp luôn nè, mấy chị nhìn sao nè. Nha. Đi đá thì để mặc cái áo dây màu trong, ở trong màu đen rồi phát thêm cái áo này. Mấy chị em bao đẹp mấy chị luôn. Một cái 380 em bao ship nha, cái này kim sa. Kim sa này là nó nè, mấy chị giật nè. Nè, nó kết vô trong cái chỉ trong đây nè, nó không có như phải kim tuyến đâu. Cái này là kim sa, nó kết chỉ luôn nha. Dạ, nó kết chỉ luôn mấy chứ không có phải như kim tuyến mà đụng cái là nó sẽ gớp. Còn cái này là nó kết từng hộp chỉ hết chân. Nha mấy chứ đẹp. 380. Em làm đẹp cho mấy chứ mình. Để dành 10 năm mặc cũng được nha. Áo mặc 10 năm cũng được nha. Dạ. Em hỏi kỳ hưu vàng. Kỳ hưu vàng có em ơi. Kỳ hưu vàng là nhẫn đồng vàng ha. Xin lỗi, nhẫn đồng đỏ mà 150 chứ bao ship. 150 chứ bao ship. 150 chứ bao ship. Mấy chị đẹp ơi, bữa nay em có bộ thôi mấy chị. Trời ơi cái bộ này nó đẹp, mấy chị thấy kiện không? Em có cắt là nhiều màu nha. Dạ một bộ 2,1 triệu em bao ship. Bộ này em không có chia lẻ cho mấy chị được nha. Dạ em không có chia lẻ cho được. Chia lẻ xong cái đầu em còn đó. Bộ nè. Bộ mấy chị thấy nhẫn tím nè. Nè, cái bộ này 2,1 triệu cho mấy chế ơi, em có đủ nghi nha. Chế nào đi máy em cũng có nha. Nè, cái mặt này. Đó, đẹp chưa? Dạ. Đẹp lắm, em có nhiều màu nha. À, Lon Trần ơi, chị Mai chào em. Mấy chế thương em chia sẻ, mấy chế đẹp ơi. Bấm nút chia sẻ hộ em nha. Dạ, bữa nay cái Facebook nó bị post tương tác em rất là nhiều. Dạ, em sẽ tặng thêm một cây son cho mấy chế nha. Đó, cây son rất là đẹp nha. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng đẹp. Mấy chế thương em chia sẻ nha mấy chế. Em cảm ơn mấy chế đẹp nhiều luôn. Dạ, chị ơi cho em một bộ tên chị Mai Vàng ơi. À, bộ dòng cement hả em? Bộ dòng cement cái đang đeo là 600 một bộ em. 600 một bộ. Không dị ứng, không ngứa nha. Cái dòng này nó rất là đẹp luôn. Không ngứa, em đeo 2-3 ngày rồi đó. Mai đeo 2-3 ngày nha mấy chế. Khoái quá đeo luôn à. Lời làm biết, gỡ ra quá. Gỡ ra nó tại nó tới 3-4 bộ. Gỡ ra nó bị hơi lâu thôi đeo luôn. Đeo cho mấy chế coi luôn. Rồi mấy chế đẹp mối ơi. Bữa nay em có nhẫn kim tiền có 200.000 bao ship. Dạ Nga Hồng ơi, chị Mai chào em. Dạ em chào mấy chế đẹp đang xem em. Thích Trinh đây mà chào Thích Trinh nha. Dạ em chào cả nhà hết nha. À Nguyên Nguyên ơi, chị Mai chào em. Nguyên Nguyên ơi, cho em một bộ cement chưa chị. À Nguyên Nguyên ơi, bên trái có xin số điện thoại em là trái gửi rồi em. Ở dưới tỉnh tất cả 3-4 ngày có nha. Dạ ở dưới tỉnh có 3-4 ngày có. Dây chuyền mới chưa có em ơi. Dây chuyền mới dây chứ còn nhiều lắm á, chứ còn tới mấy ngàn cọng dây. Nói chung ra là dây chuyền nó đâu có mẫu mới. Dây chuyền thì nó chỉ có mẫu Phan Lập, mẫu anh rồi dây chuyền là nó có mấy mẫu thôi. Dạ. Dây chuyền có mấy mẫu thôi nha mấy chế. Mẫu Phan Lập, mẫu anh mẫu trái kế hay là mẫu chữ công đồ thôi. Dây chuyền thì xưa nay là nó chỉ cỡ 20 mấy mẫu á, dây chuyền may gấp thì nhiều. Dạ. Kim Cương ơi, chị Mai chào em. Kim Cương ơi, chị Mai ơi, xem nhắn tin của em có gửi hàng cho em không chị? Em ơi, em nhắn tin bên Messenger hả? Ok em. Cháu Bích đây, con coi nhắn tin Kim Cương cho con Bích. Dạ. Ok, cảm ơn em nha. Mấy chị đẹp ơi, nhắn kim tiền có nha mấy chị ơi. Hàng đẹp lắm nè. Dạ. Hàng rất là đẹp. À, em nhắn tin để cháu coi tin nhắn lại các em ơi. Chứ nhiều đơn quá chứ nhớ không nổi thiệt luôn. Thông cảm nhìn cái Mai nha Kim Cương. Rồi, nhẫn kim tiền 200 nha mấy chế. Nhẫn kim tiền 200. Đẹp quá. Mấy chế thương em chia sẻ mấy chế đẹp ơi. Chia sẻ hộ em tặng hai cái nhẫn đồng vàng. Dạ, em tặng hai cái nhẫn đồng vàng. Dạ một mâm. Đây, chế nào muốn chọn lấy chiếc nào lấy. Chế nào muốn chọn lấy chiếc nào lấy. Dạ Nguyễn Trang ơi, chứ Mai chào em Nguyễn Trang ơi. Tỳ hưu đồng vàng đeo chuỗi. Tỳ hưu đồng vàng đeo chuỗi hả? Tỳ hưu đồng vàng đeo chuỗi 100.000 con mà không biết còn không nữa em yêu ơi. Lấy đồng đỏ đi em. Đồng vàng không biết chắc chế hết rồi, qua lâu lắm rồi chứ không có làm đồng vàng nữa. Không biết còn mấy con đồng vàng còn không con. Tỳ hưu đồng vàng một con có 100.000
Em lấy đọc đỏ đi nó đẹp hơn nha. Cái này đâu phải con, cái này xì á. Không phải đâu, bỏ từ 7 thằng 3. Đồng dạng hết rồi em ơi. Lấy kỳ hưu đồng đỏ đi, có 175.000 con. Dạ. À, mấy trái thương em chia sẻ nha mấy trái. Em tặng hai chiếc nhẫn đồng vàng. Dạ, đồng vàng thì giống vàng 24 nha mấy trái. Nè, đồng vàng nè. Dạ, đồng vàng giống vàng 24. Đồng vàng giống vàng 24 nha mấy trái ơi. Kim tiền 200k, đẹp. Đẹp dữ lắm mấy trái ơi nè. Bữa nay con đi nhỏ luôn nha. Mấy nàng công chúa ơi, bữa nay mày làm đi nhỏ đi 4 nè. Nè đó, đeo con út muốn chặt luôn nè. Nha. Đó. Bữa nay mấy tiểu thơ và ta nhỏ nhỏ bữa nay mà có hết luôn nha. 200.000 mấy bao ship. Nè. Nè, đó. Nhỏ xíu luôn đó. Nhỏ xíu luôn nha. Nhỏ xíu đó mấy nàng công chúa ơi. Bữa nay mày có nhỏ nha. Đó. Quá trời luôn. Đây. Bữa nay đẹp chưa? 200 bao ship. Bữa nay có nên nhỏ xíu luôn rồi. Miền Tây quê tôi ơi, nhẫn kim tiền. Ok, cảm ơn em, kim tiền 200. Có nên nhỏ xíu luôn, có nên to luôn. Mấy chị đẹp ơi, chia sẻ hộ em mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ hộ em nha. Em sẽ quay tí xíu, em quay trúng thưởng cho mấy chị nha. Dạ, hai cái nhẫn đồng vàng, một cây son. Cây son đẹp lắm nha mấy chị. Cây son mà đắp rất là đẹp nha. Dạ, em bây giờ em lên ra, lên bộ cho mấy chị trước nha. Em lên bộ cho mấy chị trước, em lại nhẫn cho mấy chị. Em sẽ lên bộ cho mấy trái 2.1 bộ nha mấy trái. Nó đẹp cỡ này nè. Dạ cái bộ nó đẹp cỡ này nè. Lấy mẫu vàng thiệt làm xong. Nè mấy trái nhìn đẹp nha. Dạ cái đầu bông nè. Cái bông nè, cái mặt nè. Cái bộ đẹp, nhức nhối luôn. Rồi em lên bộ cho mấy trái nha. Dạ, em sẽ lên bộ cho mấy trái. Nhẫn kim tiền mã số 1 giùm em nha mấy trái. Kim tiền 200 một chiếc, 100 bao ship. Dạ, chị Mai ơi cho em xem bông. Bông sát tay đi chị. Ok em Ngọc Trinh đây. Đợi chế cắt cho lấy bông kem liền. Dạ. Mấy trái cô ta lắc tay em nó đẹp nè. Nha. Cô nó đẹp nè. Lắc kim tiền. Bộ nha mấy trái. Bộ nha. Bộ màu tím. Chế nào lấy bộ màu tím mã số 1 giùm em. Bộ màu tím nha. Rồi. Cái nhẫn màu tím. Đó. Đẹp chưa. Dạ. Nhẫn màu tím. Con lấy cái bông. Cái bông màu tím này vô cái bông xanh nó sáng vô bông trắng con đứa nào vô cắm bông hả cô con ơi. Cái bộ đẹp quá mấy chị ơi. Nè đó thấy gì chưa, cắm bông hậu cô đi con. Bộ tím mấy chị ơi 2.1 nha. Dạ em có đi 48 50 52 54 56 58 60 62, sao có đủ đi cho mấy chị đẹp luôn đó. Có 2.100.000 mấy trái thay rẻ hơn tiền công luôn nha, rẻ hơn tiền công luôn, rẻ hơn tiền công của vàng 18 nha. Rồi em cho mấy trái coi nó đẹp cỡ này nha, em lấy mẫu vàng thiệt làm không cho mấy trái như vàng thiệt nha. Đó đẹp chưa, em nhập cái lắc bên shop rồi mà cái móc cái phá bấm lại không có vô, vậy là sao chị? Cái phá bấm này hả? Cái phá bấm này hả em? Em ơi, nè, cái phá bấm này đúng không? Nè, cái phá tròn này phải không? Ngân ơi, Ngân Nguyễn ơi, nè, cái phá này đúng không? Cái phá này đúng không? Nè, cái phá này bấm không vô đúng không? Em bấm mạnh vô, em lấy cái kiệm em bấm mạnh vô là vô liền nha. Em bấm mạnh vô vô liền em. Bấm mạnh đi em, bấm mạnh là nó vô liền. Nè, cái phá này nè, bấm mạnh là nó vô liền nha. Nè, em chết rồi, mấy đứa nhân viên chị nó không có để sẵn, nó không có bút. À chú ơi, phải mấy đứa đó nó chị chỉ nè, mấy đứa nó giao hàng á, kêu Linh với nhân tiền cái phá này nè, em phải bóp sẵn vô cho khách, bóp sẵn vô cho khách. Em mở ra, tại mới làm á, em mở ra một lần cái em gài em bóp lại cái mở ra lần nó cho khách rồi hay bóp lại nữa cho dễ nha. Dạ có em này bóp không vô nè. Ngăn ơi, em lấy kìm em bóp mạnh vô giùm chế đi, em sao đâu, không có hư đâu. Nha, có gãy cái đòn cho không sao hết em. Lấy cái tay. Không bóp vô kêu, lấy cái kìm bóp mạnh cái vô em. Vô liền nha. Con hộ cô mấy đôi bông màu này học, lấy hộp vào, lấy cái dĩ màu xanh vô mấy đôi này đi. Bữa nay em có nhiều bộ màu lắm nha mấy chị ơi. Dạ, bộ tím nè, bộ vàng nè. Rồi bộ xanh rêu nè. Rồi bộ trà nha. Dạ em lên bộ tím cho mấy trái thấy trước nha. Dạ bộ đẹp chưa mấy trái. Trời ơi, đi gắn đây bông gì đâu mà chích đập chích cái nha không. Sao quay gì kìa, rớt cái đít luôn rồi.
xuống sông rồi. Rồi cho cô đứt khác đi. Đứt mũ đó con. Đứt mũ đi, giống chừng nào gửi cho khách thấy gửi đến đứt này. Nè, má cháy nhìn cái bộ của em nè, đẹp nhức nhối luôn. Đó, thấy gì chưa? Sang chảnh đẹp nè, có 2 triệu mốt đó má cháy ơi. Đó, đẹp cỡ này nè. Dạ, bộ vuông nha má cháy. Bộ hộp tím vuông. Dạ, chị Văn Khanh ơi, chị Mai chào em, chị Văn Khanh ơi. Dạ, nhẫn đầu gồng còn không chị? Nhẫn đầu gồng còn chứ, còn. Lê Đăng ơi, nhẫn đầu gồng 250 hả? Còn rất là nhiều, còn nha. Đây, mấy chế ơi, trước nữa. Lâu quá không có lại bộ đó, lũng củng lùng tung. Dạ, mấy chế thương em chia sẻ. Cảm ơn chị Hạnh Hạnh. Dạ, cảm ơn chị Văn Khanh. Cái xíu quay phiếu. Dạ, cô Mai ơi, gửi hàng cho con chưa cô Mai? Cô Mai có nhớ mới lại luôn á. Có gửi hàng chưa? Con ơi, gửi hàng cho anh đẹp trai Hoàng Nam cho con. Gửi rồi em, gửi rồi. Gửi rồi Hoàng Nam ơi. Cháu cô nói gửi rồi. Bộ đây quá trời đẹp, màu tím qua cà. Đẹp thiệt luôn chị Hiền Hậu. Dạ chào chị, không có thấy rõ. Không thấy rõ hả? Chị Hiền Hậu thấy em rõ không? Yêu ngày ngày làm đồ đẹp tới cỡ này nè mấy chế ơi, đẹp lắm đó nha, thấy gì không, đẹp không chị Mai ơi, có chốt đơn em không vậy? Mai vàng ơi, nói em cho số điện thoại đi em yêu, cho số điện thoại em lấy bộ vòng chế đang đeo đúng không, bộ vòng kim cương chứ Mai đang đeo đúng không, 600 chế bao xích. Dạ khánh chặn ơi, chị Mai chào em, khánh chặn ơi, có kim tiền chưa chị? Có thế nè. Cái gì vậy? Có kiếm chưa chị hả? Có kiếm chưa chị hả? Có kiếm là cái gì? Tưởng đâu có nhẫn kim tiền, mừng quá. Đây nhẫn kim tiền nè. Có đi nhỏ luôn nè. Nhẫn kim tiền có đi nhỏ. Vòng 1 triệu có chưa không? Chưa có em ơi. Hồng Lê ơi, chưa có em. Vòng 1 triệu chứ đang làm. Đợi chứ vài bữa đi. Rồi, bộ 2 triệu cái mấy 2 triệu mốt cái mấy chứ ơi. Bộ này 2 triệu mốt cái mấy chứ ơi. Bao ship nha. Màu tím qua cà nha. Rồi nó bông nè. Em đang đeo. Trời ơi màu tím phía sau mới cháy dễ nhìn. Dạ em có bộ màu trà nó đẹp dữ lắm. Bộ màu trà nó đẹp dữ lắm. Rồi màu miêu cũng đẹp, để em lên từ từ. Màu tím nha. Bộ màu tím. Đẹp quá, lấy được nhà, không lấy hết đó thiệt. Bộ này làm kịch lắm mấy chế ơi. Dạ màu tím nè. Rồi bắt đầu. Bộ màu, bao nhiêu bông bộ nào rồi? Chế nào hợp màu nào lấy màu đó giùm em nha. Ôi ôi thấy gì chưa mấy chế đẹp ơi. Ôi nó đẹp cỡ này nè. Đẹp ơi á, thiệt á. Đẹp quá trời đẹp rồi. Sang ơi là sang. Chảnh thiệt luôn. Để dành đi đám đi tiệc đi chơi đeo mấy chế ơi. Ê vô dòng thiệt nha. Dạ em lấy mẫu dòng thiệt. Dạ chúc chị mua mai bán đất. Dạ chị Hiền Hậu cảm ơn chị. Chào chị Mai, em nhận đồ rồi, đẹp lắm. Nguyễn Tiên, chị Mai chào em, Nguyễn Tiên. Chị Mai cảm ơn em. Ủa đâu bông đâu con? Này, cô đang lên màu xanh mà. Dạ, em cho mấy chế coi bộ màu riêu nha. Trời ơi, màu riêu nó đẹp á. Đẹp à. Này, được. Màu hiu nè mấy chế ơi, màu hiu nè. Dạ bộ màu hiu giùm em nha. Ủa cô thấy nhẫn này nó lộn lộn vậy. Nhẫn màu hiu cho cô coi. Bộ màu hiu nè, rớt cái mặt rồi. 2 triệu mốt bộ nha mấy chế, 2 triệu mốt bộ mấy chế ơi. Có lắp kim tiền nha mấy chế, kim tiền. Trời ơi nó đẹp quá. Nè. Dạ cái này em bán bộ nha. Em chưa có chia lẻ ra cho mấy chế được nha. Dạ mới làm bộ. Dạ, bộ lẻ. Chưa có, em mới chế bộ 2 triệu mốt.
máy chế lấy lắp tay 48 cũng có, 50 cũng có, 52, 54, 56, 58, 60, 62 em có đủ hết trơn nha máy chế. Đó. Dạ, bộ này mẫu view nha. Dạ, bộ này mẫu view. Mẫu view giùm em nha. Dạ, mẫu view. Rồi. Máy chế thương em chia sẻ mấy cái đẹp ơi, chút xíu em sẽ quay phiếu tặng hai chiếc nhẫn và một cây son cho máy chế nha. Em gửi không đồng bao ship. Dạ. Chiếc nhẫn kim tiền có em ơi. Chiếc nhẫn kim tiền có nè. Mỹ kim ơi. Đây nè em. Chắc có đi ba luôn nè, đi ba đi bốn nè, đi nhỏ xíu nè. Đó, đi nhỏ xíu nè mấy nàng công chúa ơi. Bữa nay em có nặng nhẫn đi nhỏ nha. Nhỏ xíu nhìn siêu cũng có nha. Kim tiền này nó đẹp dữ lắm. 200 em bao ship. Nha. Đẹp như vàng nè mấy cái nhìn nè. Đó, đẹp cỡ này nha. Dạ kim tiền 200 bao ship. Rồi em gì lấy dòng kim cương cái mai đang đeo là kim vàng ơi. 200 chứ bao. Xin lỗi 600 cái bao ship nha. 600 bao ship. Đây cái dòng kim cương mai đang đeo đây nó đẹp lắm. Đây. Đó, 200 bao ship. 200 nữa. Lấy cái nhẫn kim tiền 200 cứ quên 200 hoài. Dạ, dòng kim cương 600 bao ship nha mấy cháy, 600 bao ship cho em một chiếc nhẫn thị hưu. Dạ ok em ơi, chiếc nhẫn thị hưu. Chiếc nhẫn thị hưu hộ con vòng mình đeo thường không có bay. Dạ, nguyên nguyên cái này đồng. Cái này động mà phải vậy. Bộ xi măng chữ luôn xì. Dạ ok, ok Quỳnh Anh ơi. Đây gu xì nè em. Gu xì đây nè em ơi, bộ này 780 nha em. Cái này đồng không có phai, đồng mấy cháy đeo ngày thường mới đẹp nè. Lửa xì bông lửa cho anh. Sáng bóng đẹp nha. Dạ, chị Mai ơi cho em một chiếc nhẫn. Chị Mai ơi cho em một chiếc lắc tay N850. N850 là lắc nào ta? 880 em, lắc N, lắc N bên kế 880 nghe Phúc. Phúc Phúc Tâm ơi, 880 có. Có. Rồi, chữ ngu xì nè. Chữ ngu xì nè mấy chế. Trời ơi đồng mà nó đẹp hơn vàng nó mới chịu rồi nha. Đẹp cỡ này nè. Đẹp cỡ này nè mấy chế. Cú xì nè em ơi, cú xì nè quần ánh đây. Đây, chắc cảm ơn em. Cú xì có, chờ neo có nha. Rồi em gì lấy một cái nhẫn tì hưu màu vàng nè em ơi. Tì hưu màu vàng 150 trái bao ship em ơi. Tì hưu màu vàng 150 trái bao ship nha. Cái hộp vàng đúng không? Có hộp vàng đúng không? Rồi, em cứ chọn màu giùm chị. Chị còn đủ màu. Đen nè, hồng nè, xanh nè, đỏ nè. Đó, trà nè, màu trà nè. Rồi, chọn màu dùm cho Mai nha. 150 cho bao ship em. Cảm ơn em luôn. Rồi. Một bộ màu trà. Một bộ màu trà đây nè. Lấy màu trà lên cho tôi nè. Ôi ơi lấy đi mấy chế ơi, đẹp lắm. Cái bộ này làm khó làm lắm nha. Rồi, cái bộ màu. Cái bộ màu trà là như vàng thiệt luôn. Ở ngoài nó đẹp như vàng thiệt luôn. Và tại vì trên hình á, mấy chế nhìn nó hơi đó. Bộ này bộ màu vàng. Quá xa đẹp ạ. Dạ, cái bộ màu trà đây. Cái bộ màu trà đây. Nè, bộ màu trà đây. Mấy cái đẹp ơi. Cái màu trà này như vàng thiệt nha. Như vàng thiệt nha. Cái bộ màu trà này là vàng thiệt. Đang bị hết luôn á. Mấy chế, bộ màu trà của em nè. Em cho mấy chế coi. Ủa cái này con nó bung cho cô chưa. Nè. Đó. Em có đủ size đủ ni nha mấy chế ơi. Em có đủ size đủ ni nha. Mấy chế ơi bộ đẹp quá trời. Lấy cho mấy chế 2 triệu mốt rẻ hơn tiền công luôn. Mấy chế mua cái bộ này vàng thiệt thật nhất mình cầu ha. 4-5 triệu nha. Đó. Mà cái này đồng bên em mấy chế mua hoài mấy chế biết nè. Dạ, em còn khỏi cần nói luôn. Khỏi cần quảng cáo luôn. Bán mối không à. Dạ bữa nay cái Facebook em nó bị ẩn tương tác. Nó bị bớt tương tác em. Dạ mấy chế thấy đó. Bữa nay nó có 158 người thôi. Nó không có tụt, nó không có lên được 200-300. Bữa nay nó bị ớt tương tác chắc cỡ cả tháng luôn á. Em mưa đông lại được. Dạ. Mấy cái đẹp rồi. Cái bộ màu trà đây nè ha. Cái bộ màu trà đây nè. Dạ, cái bộ màu trà 2 triệu mốt cái mấy chế. Dạ, cái nhẫn nha. Cái nhẫn. Dạ, cái này là cái dòng cái này đang like. Trần ơi đang trực tiếp. Mẹ Việt Nam ở dưới Bạc Liêu lên chơi. Dạ. Cái mẫu này là 2 triệu mốt cho mấy chế bộ màu trà. Dạ, bộ màu trà ngồi xích cho trong kia kìa mẹ Việt Nam ơi. Con đang lên. Sao vô đây không? Vô đây lên hơi đi. Hai ngàn đơn tới đây coi. Dạ chị cho em cái nhẫn kỳ hưu đi chị. Dạ ok. Ok em Hoàng Lưng ơi. Dạ. À, chị Mai ơi có thêm một bộ gu xì. Dạ ok Mai Vàng ơi, chứ cảm ơn em Mai Vàng ơi. Dạ bộ đó là bộ màu trà nha mấy chế. Tay gu xì em ơi, gu xì nè.
xì nè. Đây ngu xì. Đẹp như vàng nha mấy trái. Em để gần 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 cho mấy trái coi. Đó em đó cái chữ ngu xì nè. Nha. Đẹp lắm mấy trái ơi. Dạ lên lắp tay đi chị. Dạ đợi em cái chị. Em lên hết bộ xong em lên lắp tay cho mấy trái coi liền. Ximen có móc phá gì vậy chị? Em coi ximen này là phá được lưới gà em. Ximen này một bộ 7 chiếc. Con bỏ khóa hộp luôn cái con. 7 chiếc 7 chỉ. Cái đó bụng mấy trái ơi. Kiều Nga ơi, Kiều Nga ơi, chào Kiều Nga ơi. Mấy đàn công chúa ơi, mua cái áo em mặc đi. Đẹp lắm. Có nhiều 380 nhưng mà ship nha. Đẹp, em cho mấy trái coi nè. Không bao giờ nào xúc cái hộp này là nó kết cho trong cái này luôn nha. Đó, mấy trái thấy đẹp không? 380 nhưng mà ship. Bộ này là kim sa đen. Đẹp không? Đang la vàng mà lấy áo cho mấy trái coi. Kim sa vàng. Đẹp chưa? Dạ, kim sa trắng nha. Có 3 màu. 380 màu ship mấy trái. Để dành đi đám thì đẹp mặc áo dây nha. Ví dụ mình hơi ngại thì mình phát thêm cái áo này vô nó đẹp nha. Đẹp nhức nhối luôn. Dạ, 380 một cái màu ship mấy trái nha. 380. Đẹp lắm. Dạ, đu xì có ni 56 rồi ạ. Có, đu xì có đủ ni. Mấy trái đẹp ơi. Dòng đu xì 780. Rồi dòng chờ neo. Ủa chờ neo đâu rồi? Chờ cái này là gu xì nè. Rồi cái này chờ neo nè. Ủa sao con mở cái phá một cái thôi. Phá lưỡi gà như dằn thiệt nè chị ơi. Chị ơi, phá lưỡi gà như dằn thiệt nha mấy chế nè. Đó, phá lưỡi gà như dằn thiệt nha. Cái bộ của em là nè, phá như dằn thiệt. Trong chiếc vòng có đóng hộp bình mai 10k nha. Dạ. Đẹp quá. Mặc cái áo nào cũng đẹp. Dạ ok chị Kiều Nga chúc thưởng. Cho số điện thoại lại. Không biết ngày mà hôm hình như em nhớ hôm qua hôm tối chị có chúc rồi đó. Chị cho em số điện thoại chúc thưởng để nhân viên kiểm tra sẽ gửi cho chị để thiếu nha. Thiếu á. Em nhớ chị chúc nhiều lần rồi đó, 3-4 lần rồi đó chị. Chữ này chữ trò neo nghe mấy chế. Vui vàng không mấy chế, đẹp chị nè. Dạ, vui vàng. Em chia sẻ quà trang cá nhân rồi chị. Ừ thấy rồi, cảm ơn em Tiết Trinh rồi, chị Mai cảm ơn em nhiều. Dạ mấy trái thương em chia sẻ quá trời luôn. Dạ chị Nguyễn Trung Khánh cũng chia sẻ cảm ơn chị luôn. Mấy trái chia sẻ là ôi chị Kiều Nga bữa nay fan cứng luôn. Ghê cho ta. Fan cứng giờ bữa tặng quà nha mấy trái. Mấy trái thương em, mấy trái coi em quà. Mấy trái chia sẻ quà là thành fan cứng nè. Bữa nay chị Kiều Nga fan cứng luôn nè. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cho lòng lớn rồi nha. Thấy mặt chị thấy hình phật không, không biết chị lớn hơn em chắc khá là nhỏ hơn, xin vậy thì cho nó tiện chút xíu. Dạ nha mấy chế, chữ này chữ trò neo nha mấy chế ơi. Dạ chị Lê Hạnh Hạnh chia sẻ nữa nè. Dạ cảm ơn chị. Rồi xi men kim cương em đang neo nè mấy chế nha. Đó mấy chế đẹp ơi. À chị Văn Khanh lâu lắm rồi sao được phanh cứng rồi à. Chị Văn Khanh lâu lắm không được phanh cứng ta kỳ vậy ta. Dạ mấy trái đẹp ơi, 600 nha mấy trái, em mau ship nha. Rồi cái bộ này 650 nè, 650 nè, 650 em mau ship nè. Bộ này là ximen kim cương mà bản dẹp nha. Đợi em cái, mấy trái hỏi gì em lấy cho mấy trái liền đó. Dạ, có bông sắp tay chữ gì ta? Chữ em ơi, bông sắp tay chữ chứ không có đâu, có bông sờn thôi, bông sờn với bông ngôi sao với bông ngọc trai thôi, có 150 một đôi, có đôi 150 thôi kim ngọc. Đợi chế lai mấy bộ xong chế lai bông cho em liền. Đợi chế 3 phút thôi nha. Dạ, đợi chế 3 phút thôi em. Đợi chế chút xíu liền. Dạ, chị Yêu Linh ơi, em chào chị. Hello chị. Em nhận đồ rồi chị Yêu ơi. Em nhận đồ bây giờ chị lựa cái gì đi. À, nó bắt em đóng tới 750 ngàn đó chị. Chị Yêu Linh, lựa đồ nghe chị. Nè, chị coi em gái mới làm bộ thím xong nè. Chị thấy đẹp nhức nhói không? Nè chị, em có đủ ni. Em có đủ ni. Nhận đồ rồi nghe chị. Em lấy đồ rồi. Dạ. Chị cứ lựa cái gì đi, một hai ngày em gửi cho chị nha. Cái dòng em làm 15 cái dòng chạy vô lấy cho cô Julin con. Em làm rồi. Em làm cho chị rồi. Dạ. Rồi mấy trái đẹp ơi. Mẫu này 750 nha mấy trái. Gì trời. Mất hồn gì trời. Dạ chị Julin ơi. Đây nè, của chị nè. Ok nha. Dạ lấy thêm đi chị. Lấy thêm đồ đây rồi 1-2 ngày em gửi chị. Coi cái bộ đi. Hợp màu nào lấy màu đó. Dạ em có màu vàng và màu trà và màu riêu.
Bác chế ơi, màu vàng nha bác chế. Vàng chanh nha, vàng chanh nha. Vàng chanh nha. Đi lên đi, chị Thu Linh ơi. Cho cô ra bông đi con, cho cô ra bông. Cho cô ra bông vàng đi, cho con ngắn chưa? Này còn màu kêu mà. Có mấy màu đi con? Như vàng, già thôi có 4 màu đúng không? Bộ này bộ màu vàng nha bác chế. Màu vàng này bác chế đeo nó đẹp lắm. Ở ngoài nó đẹp lắm nha. Đó, sang chưa? Cái này giống màu trà quá vậy. Cái này màu trà, tụi con bỏ đâu rồi? Màu vàng. Nãy giờ cháu em không biết nó sạn tới sạc lui mất mẹ hết chiếc phong của người ta rồi. Mấy cháy ơi, coi đỏ giùm em nha. Mấy cô nương mày. Dạ. Bộ nha mấy chế ơi. Bộ màu vàng nha. Trời ơi đẹp chút nhói luôn, lâu quá không có lại bộ lỏng cổng á. Mới rớt hoài luôn đây nè. Bộ màu vàng giùm em nha mấy chế. 2 triệu mốt bộ mấy chế ơi. Chị Dung Linh ơi, chọn màu giùm em nha chị. Dạ. Ximen Gu Xì Ni 58. Dạ ok chị Đào Nguyễn ơi. Ximen nè, em cho mấy chế coi ximen lại nè. Gu Xì nè chị. Chữ gu xì nè chị, đẹp lắm nha. Dạ. Cho em bộ màu trắng. Bộ màu trắng hả? Bộ màu trắng chắc tối mai mới có em ơi. Chứ đang làm chưa xong. Dạ. Tối mai mới có thì hệ Lê ơi. Bộ màu trắng mới có nha. Gu xì nè mấy chế, gu xì 780. Gu xì 780. Ơi đồ đẹp lắm mấy chế ơi, lấy đi thiệt á. Nhói luôn. Dạ. Trò neo 780. Trò neo 780. Long Quỳnh ơi, cảm ơn Long Quỳnh. Dạ em sẽ quay một phiếu trước cho mấy chế nha. Em quay một phiếu trước cho mấy chế nè. Tối nay em tặng 2 nhẫn đồng vàng và 1 cây son nha mấy chế đẹp. 2 nhẫn đồng vàng 1 cây son. Rồi. Bộ này mẫu kim cương nha mấy chế. Mẫu kim cương 1 nhẫn nam 380. Ok, ok Quỳnh Anh ơi. Dạ. Ok em, nhẫn nam 380 là nhẫn làm chưa chế nó chụp hình lên đúng không? Thấy hình chưa? Ôi giời nó đẹp dữ lắm nha. Không chế nào chơi nổi. Con lấy nhẫn nam 380 hộ cô cái con. Dạ mấy chế đẹp ơi, kim cương này 650 nha. Kim cương này bản dẹp. Kim cương em đang đeo là bản tròn nha. Em đeo không dị ứng không ngứa nha, em đeo luôn đó. Em đeo luôn nè. Thấy đẹp quá, phái quá, không cởi ra luôn, đeo luôn. Dạ. Cái dòng ximen trơn này là em 680 một bộ. Nhưng mà em có đi 48 thôi nha mấy chế. Em có đi 48 thôi, mấy chế đợi em về bữa đang sợ đang làm. Rồi đây, nhẫn đây em ơi. Quỳnh Anh ơi, em chọn nhẫn cùng chế mai nha. Nè. Nhẫn này là mấy chế mua về tặng không anh nào chê. Dạ em tặng 2 nhẫn đồng vàng mà em tháo lên tí xíu em sẽ lấy cho mấy chế coi nha. Em bao đẹp luôn mấy chế đẹp ơi. Nè, cái nhẫn 380 nè. Ở ngoài nó đẹp dữ lắm nha. Rồi trong cái lồng nhẫn nè. Đó, có chữ phước trong lồng nhẫn nha. Bao đẹp mấy chế đẹp luôn. Chiếc này mã số 1 giùm em. Quỳnh Anh ơi, mã số 1. 380 mã số 1. Chiếc này đúng không? Chiếc này không đẹp không lấy tiền. Mau luôn. Rồi. Chiếc này số 2. Để em đeo cái bộ này. Em đeo cái bộ này cho mấy chế nhìn nè. Có 4 màu nha, vàng, trà. Vậy đây này. À rêu, tím. Hợp màu nào lấy màu đó nha mấy chế. Mấy chiếc nhẫn này em có đi nhỏ luôn nha mấy anh ơi. Chiếc nhẫn này là đi nhỏ rất là nhiều nha. Dạ, em sẽ quay phiếu cho mấy chế liền nè. Nè, chiếc này con trâu và chiếc này con tỳ hưu 380 nha mấy anh. Ôi ôi nó đẹp dữ, đẹp nhất luôn á. Dạ, bây giờ em sẽ tặng 2 chiếc nhẫn đồng vàng 1 cây son cho mấy chế trước nha. Em quay phiếu cho mấy chế liền. Dạ. 2 cái nhẫn đồng vàng và 1 cây son. Nhẫn đồng vàng đeo hoài cũng chỉ tê tay không bao giờ bay màu nha. Dạ cho mình một bộ màu tím dòng đi 52 dạ có, nhẫn đi 5 dạ có luôn. Kim Phượng ơi. Có đủ đi, nhẫn đi 5 có nha. Nhẫn đi nhỏ xíu có, cái nào cũng có hết trơn. Nè nhẫn đi nhỏ nè. Nè, nhẫn đi nhỏ bên mày nè. Đó. Có đủ đi nha. Đẹp quá trời đẹp mấy chế ơi, coi đẹp chưa? Nhẫn kim tiền bữa nay em có đi 4 luôn nha mấy chế. Nhỏ xíu có luôn nha. Rồi nhẫn này đi 5 có luôn. Chị đang đeo chứ nhẫn đi 5 luôn nè em. Đẹp lắm mấy chế ơi. Rồi bộ màu tím 2 triệu mốt mấy chế ơi. Em bao ship nha. Rồi em like cho mấy chế coi nha. Quá trời đẹp luôn. Cho mình xem một
cho mình xem một dòng một cây đồng vàng giá. Dạ, ok chị, em tặng quà cái em lấy cho chị liền. Chị Quỳnh Hằng, Quỳnh Hằng ơi. Dạ, dòng một cây nè chị, dòng một cây nè. Rồi em có đủ size, cái này là em đang, cái này là nông nha chị ơi. Dạ, chị nào thích có khóa thì đợi em vài bữa nó thợ đang làm nha. Chiếc này là đeo nhúng vô dòng thiệt luôn nè. Dạ, Ngọc Dung ơi, cảm ơn Ngọc Dung chia sẻ nha. Dạ, em cảm ơn mấy chị đẹp chia sẻ nha. Đó, nhẫn đẹp lắm mấy chị ơi, đồ em làm thiệt luôn. Có ai mà dầm vàng giả mà giống y như vàng thiệt mà không phai không? Mấy chị coi thử là em này có đâu, thiệt luôn nha, em bán cả thế giới. Chị Du Linh ở Mỹ nha, mua biết là bao nhiêu luôn, biết bao nhiêu tiền của em luôn. Chị Du Linh ơi, có lựa gì thêm nữa, còn hai ngày em gửi cho chị nha chị. Có lấy thêm mấy cái dòng đồng vàng này mở khóa đẹp lắm chị Du Linh. Dạ, một hai ngày nữa em có, em đang làm nha, mấy dòng đồng vàng đeo đẹp lắm nè. Dạ chị ơi, chị gì coi dòng đồng vàng một cây là dòng tròn này chị. Dạ, đợi em cái, đợi em cái chúc mừng chị yêu này đây. Dạ, Hương Nguyễn nha, Hương Nguyễn chúng là một chiếc nhẫn đồng vàng và một cây son và hai cái nhẫn đồng vàng và cây son. Hương Nguyễn ơi, hai nhẫn nè, hai nhẫn này nha, đây chúc mừng Hương Nguyễn nè. Rồi hai cái nhẫn đồng vàng và một cây son. Hương Nguyễn ơi, cho số điện thoại, cho địa chỉ, cho số khí, chiều cao, may đáy dừa cho nha. Tại vì cái nhẫn đồng vàng bên may đó là mỗi thứ còn chiếc à. Rồi Hương Nguyễn nè con, đi xíu hộ con đi con. Đây màu tím hoa cà đẹp quá. Dạ, à, số 1, à, Mai Văn Lợi ơi, lấy nhẫn số 1 là nhẫn rồng, nhẫn kỳ hung nha. Dạ, 380 mã số 1, cho số điện thoại giùm em đi, cho số điện thoại giùm em nghe mấy cái các anh. Em mới thấy số điện thoại một chút xíu nữa, em nghĩ like mới chạy số điện thoại mấy anh chị ra. Rồi, nhà ba nhân viên em điện, xin số ký chiều cao gửi vừa cho anh chị hết nha. Dạ, bên em nhẫn rất là nhiều đi nè, đó, một năm thì mấy trăm chiếc rất là nhiều đi nha. Mẫu này em bán rất là đắt luôn, rất là đắt luôn, không anh chị nào chơi được. Dạ, cái nhẫn này, cái bây giờ em tặng một phần quà cho chị Hương Nguyễn trước nha. Dạ, ok, cảm ơn chị Hương Nguyễn nè. Dạ, chị Mai ơi, dây chuyền làm cái móc lại giùm em. À, gửi lên đi sẽ làm cho, mới gục, thấy thương quá. À, Quỳnh Mai ơi, trời ơi, chị em mình có duyên lắm mới gặp nha mấy chế, từ từ chị em mình sẽ gặp, thương lắm. Rồi, một chút xíu nữa em quay phiếu cho mấy chế trước. À, em lai bộ rồi, bây giờ em lên bông nha, hồi nãy có em gì hỏi bông lâu quá rồi. Dạ, em lên bông liền, con lấy bông hộ cô con, chút xíu em lai nhẫn cho mấy chế nha. Chút xíu lai nhẫn, đồ nhiều quá, dữ lắm, em lai mà tới sáng luôn cho hết mẫu nghe mấy chế. Mè, cái đàn công chúa đẹp ơi, bữa nay em có nhẫn nhỏ đi 3 đi 4 có luôn nha. Nè, đeo muốn út chặt luôn nè. 200 bao ship. Su Su ơi, chứ mai xào em Su Su ơi. Dạ, cho em một cái nhẫn đi 22. Chị nhẫn nam đó chị. Ừ, biết rồi em yêu. Đây, chiếc nhẫn này đẹp nè. Tỳ Hưu Anh Châu. Hai chiếc nhẫn này là nó đứng đầu nhẫn bên em luôn, đứng đầu luôn, 2221 đẹp nhất nhối luôn. Lên bông nha. Bông này là bộ. Dạ, bông bộ nha mấy chế, bông bộ không có bán nha. Dạ, em sẽ lên bông cho mấy chế đẹp nè. Rồi, em ơi, coi bông giùm chị em ơi. Ngọc ơi, nè, bông mã số 1 200. Bông mã số 1 200. 200 mã số 1 giùm em nha mấy chế. Ok chị ơi, Quỳnh, à, chạy lẹ quá em động kịch. Dạ, nhẫn này em có đúng đi. Nhẫn này nhiều lắm nè mấy chế ơi, đi 4, đi 5, đi 6, đi 7, đi 8. Dạ, em có đủ luôn. Mai Hạnh ơi, chị Mai chào em, Mai Hạnh ơi. Dạ, à, Tiến Kim tiệm bạc ơi, chị Mai chào em ơi. Chị Mai ơi, cho em địa chỉ một ghé shop chị lấy quê. À, cho địa chỉ hả? Ok, à, cho đọc địa chỉ em ghi dùm chén nha. Nè, em yêu, đây, địa chỉ nhà chế là ở dòng Sen Lạc. Mấy chị đẹp mình ở dưới miền Tây đi lên là phải đi ở miền Tây mình đi ra, đi lên bến xe đó là phải đi ngang cái dòng xe này. Dạ, dòng Sen Lạc mới đi ra bến xe miền Tây. Nhà chế Mai ngay dòng Sen Lạc này có cái ngã tư em, có cái đèn đỏ trên đường Trần Đại Nghĩa nha, trên đường Trần Đại Nghĩa, đường này ra cao tốc về miền Tây luôn, cái đường Trần Đại Nghĩa này đi ra cao tốc về miền Tây luôn á chứ. Nhà em số nhà 18, khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em cứ không có mà gặp chị được thì em cứ gõ lên Google trang sức đồng Bình Mai có cái địa chỉ luôn nè, gõ lên trang sức đồng Bình Mai là có địa chỉ luôn nè, để em sẽ cho mấy cái coi cái, đợi em cái nha, lên trang sức đồng Bình Mai có địa chỉ luôn nè. Em chia sẻ rồi mà không thấy, ủa Tiết Trinh đây, à,
mấy cái cô chia sẻ là nó nổi lên đó nè, chị Hạnh Hạnh, Lê Hạnh Hạnh nè, đó người chia sẻ là nó nổi lên nè. Nguyễn Nổi ơi, chị Mai chào em Nguyễn Nổi ơi, trời ơi cái bộ đẹp quá Nguyễn Nổi ơi, cái bộ đẹp nhức nhối luôn nè, 2,1 triệu nè mối ơi, lấy đi để dành đi đám cho chị cứ chơi đeo, còn cái đó đẹp cái lắp kim tiền luôn nha. Dạ đẹp lắm à Nguyễn Nổi ơi. Rồi nè mấy trái gõ lên mà bên mấy trái gõ lên không thấy em nha. Dạ, mấy trái gõ lên cái bên Google á, bên địa chỉ á, em đang trực tiếp cũng có địa chỉ nhà em nè. Nè mấy trái thấy địa chỉ nhà em nè, đó gõ vô cái chỗ đỏ đỏ này nè, là đó nha, là địa chỉ nhà em luôn. Em đang like cái trang nào cũng có địa chỉ nhà em. Dạ. Gõ lên trang có địa chỉ luôn, có cái đó cái địa điểm là có cái địa điểm nè, chấm vô đó là có địa điểm nha. Nè trang sức Bình Mai, số 18 đường số 1, khu dân cư Tiến Thắng, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha em ơi. Em về tiệm bạc á. Ok. Có gì điện cho chế không? Có gì không gần đường thì điện nhân viên sẽ chỉ em kỹ lại nha. Dạ chế cảm ơn em nha. Rồi giờ chế like tiếp rồi. Bây giờ em like nữa nghe mấy chế. Mấy chế đợi em chút xíu. Mấy chế thương em chia sẻ cái mấy chế đẹp ơi. Chút xíu em phụ bốn phần. Em sẽ quay lại cho mấy chế xem nha. Rồi em like bông nha. Em like bông. Đây. Bông mã số 1 200 em bao ship. Cái móc tay tròn nè mấy chế. Rất là đẹp nha. Dạ. Mã số 1 200 bao ship. Rồi. Mã số 2. Dạ, mã số 2. Trời ơi cái anh này gắn gì đâu mà ông ở trên ông dưới đây. Cái này quá ha. Cái con cháu em đã đổ nó gắn vậy đó mà chịu. Lấy đôi khách cho tôi đi con. Gắn lộn rồi, gắn lại con. Dạ, mã số 2 nè mấy chị ơi. Có cái sọn dưới này thật là đẹp nha. Dạ em để gần gần cho mấy cái con đẹp chưa. Dạ, mã số 2 nha. Dạ, mã số 2 200 bao ship luôn. Rồi à. Ủa con vậy còn hai đợt mẫu sao con? Còn nữa mà. Mã số 2 đôi ạ. À? Còn đôi bốn mẫu luôn mà. Ủa một cô đi. Rồi. Chờ đợi. Bông 150 bao ship, trái tim nha. Bông 150 bao ship. Em đụng đôi nào đôi nè. Like đôi nấy nha. Dạ. Bông sòn sáp tay hộp to đi chị. Ok em Ngọc, Trinh Ngọc ơi. Nè, cái lai bông em thích từ nào lấy ra đó. Dạ bông 150 bao ship luôn mấy chị ơi. Bông trò neo 150 bao ship mã số 4. Bông sòn sáp tay đây. Nè. Đôi này 150 bao ship luôn. Đôi này 150 bao ship luôn. Dạ. Rất là đẹp nha mấy chị. 150 bao ship mã số 5. Rồi ạ. Cho em coi xin bên 780-52 đi chị. Ok em Lê Mến đây. Đợi cái này bụi bông cho bỏ xuống cái lấy cho em liền. Sợ hồi chứ quên số nè. Dạ. Bông 150 bao ship luôn. Rồi, Ngọc Trinh đây. Coi giùm chị nghe Ngọc Trinh, mã số 6, Trinh Ngọc. Nè, 150 bao ship luôn. Đây. Đôi này đẹp. Coi đen. Em làm trẻ trẻ đeo cũng đẹp. Thế nào? Cũng đều đẹp luôn. Dạ, đôi này rất là đẹp nha. Đôi này là mã số 7. Rồi, đôi sòn nè. Đôi sòn nè, 150 luôn. 150 luôn, mã số 8. Đôi ngọc trai nè. Ngọc trai mấy chị ơi, ngọc trai nha, đẹp chưa? Dạ. Ngọc trai mà có cái hàng sòn xung quanh ở ngoài nha. Hai hàng sòn luôn nha. Một tầng sòn, hai tầng sòn luôn đó. Dạ. Mẫu này là mã số 9. Dạ. Mấy chị đẹp ơi, chia sẻ hộ em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chút xíu thôi em quay 4 phần quà cho mấy chế. Dạ nhẫn kim tiền nè chị ơi. Nhẫn kim tiền đẹp lắm nè chị. Em có đủ ni. Đó. Đi 8, đi 9. Cái này đi 6, cái này đi 4. Nhiều lắm. Em có đủ ni nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đi to có, đi nhỏ có. 200 em bao ship. Mẫu này chế nào cũng ghiền hết trơn. Không kịp làm, không kịp bán luôn á. Mẫu nó rất là đẹp luôn. Chào con. Dạ. Qua trễ vậy con. Dạ. Rồi, mẫu này mã số 10 nha. Dạ, mã số 10. 200 bao ship nha mấy chế. 200 bao ship mã số 10. Rồi coi giùm em nha mấy chế ơi. Coi giùm em nha. Đôi này 150 bao ship. Sòn này đủ không em ơi? Trinh Ngọc ơi, 150 bao ship. 150 bao ship mã 11. 150 bao ship mã 11. Rồi đôi sòn này đẹp xinh lung linh luôn. Đôi này 180 nha em ơi. Đôi này 180 nha. Đôi này 180 mã 12. Rồi. Em báo giá cho mấy chế, thích rồi nào lấy rồi đó. Dạ chị Mai ơi, em đặt dòng dân của chị Bảo hết rồi hả? Dòng chân hả em? Dòng chân mà sai lầm ơi. Dòng chân này chứ còn có đi 48. Dòng chân nhẹ đúng không em? Dòng chân nhẹ chứ còn đi 48.
dòng sơn nhẹ còn thiếu 48, còn dòng này chứ còn đúng đây nè, dòng này dòng nặng nè, dòng nặng chứ còn đúng đây, dòng nhẹ chứ hết còn đi 48 ngay sai lầm ơi, còn dòng nặng nè, dòng này là nặng nè, còn cái này chỉ còn đúng đi, cái này 700 rồi. Dạ Hào Lê ơi, mà đôi bông số 10, đôi bông số 10 đẹp lắm Hào Lê, mới mấy năm rồi đó, 5-6 năm rồi đó, anh sẽ chờ em Hào Lê ơi, cảm ơn em gái nè. 200 cái bao ship em rất dễ thương nha, cái sáng sáng này là sòn đó nghe mấy chế sòn nha, cái trên đây có sòn luôn nha, cái sáng sáng là sòn á Hào Lê ơi. Rồi xin cảm ơn Hào Lê. Dạ Minh Tiết à, Tiết Trinh chia sẻ đó, nổi người chia sẻ rồi đó Tiết Trinh, chị Văn Thanh chia sẻ, cảm ơn chị Văn Thanh. Dạ rồi, đôi bông này 150 luôn nè, 150 luôn nè, dạ 150 luôn nè, 150 mã 13, 150 mã 13. Dạ ok Hào Lê, chứ cảm ơn em Hào Lê là mua chăm sóc em mấy năm, 6-7 năm rồi đó. Ờ đang chích cho mai đều chấp cứu khỏi sợ khoai, khỏi sợ đen, khỏi sợ vậy cho ha, đẹp ha. Dạ bông mã số 2. Dạ ok Thảo Thảo ơi, Thảo Thảo mã số 2 nè em, mã số 2 nè, 200 bao ship ở ngoài đẹp lắm, cái này là sòn đó nha, dạ, thấy chưa, thấy kỹ chưa, dạ cái móc tay sao đẹp, rất là đẹp nha. Dạ rất là đẹp, dòng trơn, dòng trơn em đặt, em đặt mà nhân viên chị nói hết hàng rồi. À, dòng trơn là dòng nào em đặt, dòng xi men đó hả, đó là dòng trơn, trời ơi dòng này dòng 24 em, em giặt đặt dòng xi men hay là dòng 24, sai lầm ơi, dòng dòng này là còn, dòng dòng trơn là à, đồng vàng còn, cho chị hỏi lại nha, em đặt dòng xi men này là một bộ 700 nặng 2 cây, cái này là đặc biệt, cái này là đặc biệt nè, rồi nè mở phá nè, mở phá nè, được không, cái này là đặc biệt nha, rồi cái này là cái này bọn ngược chứ còn đi 48 hoặc nè, cái này bọn ngược còn đi 48, cái này bọn ngược còn đi 48 à, hiểu không, dòng 700 mà đặc con, trời ơi sao cô nương nào nói hết đây, em điện số nào vậy, cái này mà khách đặt tụi con nói hết vậy con, trời ơi mấy đứa cháu em like em đào cả cổ luôn, nó báo hết lên nó chết thấy thương rồi, còn còn nhiều lắm. Em điện số mấy vậy? Dòng 700 đặt nè con. Trời ơi thiệt mấy cô nương này, nhà nào cũng bị mất vốn. Tiểu tiểu tiêu. Dạ. À Nguyễn ơi cho ba chào em, Nguyễn ơi. Còn nha em, cho chị xin số điện thoại lại đi, nhân viên sẽ điện cho em liền. Sai lầm. Điện cho chị lên số điện thoại liền đi, chị sẽ báo liền cho em. Dạ. Lên lắp cẩm thạch đi chị. Ừ, lắp cẩm thạch đẹp mới làm rồi nữa nè. Lắp cẩm thạch đẹp nè. Không không thấy ơi. Con cho con có lắp cẩm thạch. Cẩm thạch này, cẩm thạch này, cẩm thạch này mới làm xong nè mấy chú ơi, con nó đẹp nè. Cho cô cẩm thạch bút sòn kia đi con. Dạ, mấy chú hỏi em vậy em lấy từ đợi em cái nha. Em đang lay bông đó thấy thương không? Nè đó, lắp cẩm thạch đẹp chưa? Rồi cái phá nè, cái phá nè. Đó, cái phá bên em làm đẹp lắm cho mấy chú luôn nha. Cái dây đồng hồ bốn hối sân giới luôn. Rồi cái lắp này bằng cẩm thạch nha mấy chú đẹp ơi. Dạ 550 em bao ship. 550.000 thôi. Rẻ mà đẹp mà xài hoài, xài hoài, xài hoài. Đeo hoài cả đời luôn. Dạ, xi men, em coi xi men 780-52. Ok em. 780-52. 788 là vô xì ha, chờ neo như em nha. Em lên số điện thoại lại hỏi chị đi. Sai lầm ơi. Tiếp cho nhân viên bị em này. Còn em ơi, đây nè, dòng chân này còn mà. 780 đã giấu đâu rồi. Vô xì cho neo mới đây của bộ đâu con? Mới đây bạn. Đây dạ. Mới vô xì cho neo con mới giờ cầm like thức thì đâu rồi? Trời ơi lấy ra cho tôi. Hè chị. Chút xíu em tặng bốn phần quà nữa mấy chế nha. Dạ chị ơi, chị về coi lắp giùm em nè chị. Lắp bốn là bốn thằng sòn. Bốn. Lắp bị đừng kêu luôn. Dạ bốn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 luôn nha. Cẩm thạch vuông và cẩm thạch. Cẩm thạch à, ngang giùm em đi. Cẩm thạch. Bán anh lại số nha chị. Em mới biết được luôn á. Nè. Quá trời nhiều mẫu hết cái đường kim sao luôn.
gucci nè em ơi, à lemon đây nè, à 780 mẫu em gucci, chữ gucci nè thấy không, chữ gucci nè, rồi cái chữ Chanel nè, phá lửa gà như dầm thiệt nha, cái này bộ có 7 chỉ nha mấy chế, em đập không điện gì hết. Lê Như ơi, chứ mai chào em Lê Như ơi, em đập công điện gì hết. Trần ơi, chữ này chữ Chanel nha mấy chế, chữ Chanel, chữ Chanel nè, đó chữ Chanel nè nha, chữ Chanel nha mấy chế, 780. Còn nhẫn yên lụa nhỏ không chị? Dạ còn mấy chiếc á chị Trúc Hữu ơi, dạ còn mấy chiếc chị, 100 chiếc nhỏ 100, con chiếc cái nhẫn yên lụa nhỏ hộ cô đi. Dạ lên lắc cẩm thạch chị đang đeo, lắc cẩm thạch chị đang đeo 580 đi. Ừ nói vậy dễ nhớ nè, đó lắc cẩm thạch em đang đeo 580, bữa nay em có đủ mi nha mấy chế, mấy chế mua tặng cho chị cho mẹ mình đeo, chiếc này rất là đẹp nha. Rồi mấy chế nhìn cái phá của em nè, đó cái phá em bữa nay làm phá hộp cho mấy chế luôn, đeo khỏi sợ gớt, khỏi sợ sức như cái đồng hồ mình luôn, 550 ngàn em bao ship. Dạ cái hộp em bằng cẩm thạch cho mấy chế, hộp cẩm thạch nha, nắp cẩm thạch mai đeo đi vậy cho nó dễ chị ơi. Đó cái dòng này tại nãy em tháo, em đeo nghi có 50 mà em lấy đại tới 54, em đeo đại vô cái lắc thạch em mới cho đẹp ơi, lắc cẩm thạch em đeo. Dạ chị ơi, dạ còn được có 5 chiếc à chị ơi, 5 chiếc à, hết rồi còn 5 chiếc, 1 chiếc 100, bây giờ em còn màu đỏ với màu này nha, thấy không, có 100 ngàn. Dạ em còn màu này màu gì ta, màu tím tím á chị, xanh tím tím và màu đỏ. Chị ơi 100 một chiếc em bao ship cho chị luôn. Dạ còn có 5 chiếc à, hết rồi, lấy đại chiếc bự 150 nè. Bây giờ em còn có 5 chiếc nè, 1 2 3 4 5 100 nha, em còn 5 chiếc mấy chế lấy yên ngựa 100, em bao ship cho mấy chế luôn nha, còn có 5 chiếc hết rồi chị ơi. Dạ cái này em giảm giá, giảm giá rồi em lên bao tiếp cho mấy chế nha. Con vô ra bông này vô, vô ra bông nó hộp màu xanh đi con, vô màu đó sao thấy được. Rồi em lên bông tiếp cho mấy chế nè. Dạ bông chò neo 200 nha mấy chế, 200 bao ship, 200 bao ship. Dạ bông chò neo mã 14, bông chò neo xanh nha. Rồi chò neo trắng nè, chò neo trắng nè, chò neo trắng nha mấy chế, 200 bao ship mã 10, mã 15, mã 15. Rồi chò neo màu cam, chò neo cam 200 bao ship mã 16, mã 16. Rồi bắt đầu lên nè, thế nào lấy bông chò neo này á, con em lại nhà em chị Mai ơi, em mua tới 550 ngàn tiền công, mấy chế nhìn nhận có 200 thôi, rất là đẹp nha. Dạ chò neo màu tím, rồi gấp nữa này con, con dám bút ấy vô, mất cái nữa nè. Chút xíu em lại nhẫn cho mấy chế nha. Dạ em đụng ngôi nào em like đôi đó nha, đôi này rất là đẹp luôn mấy chế, 150 bao ship, 150 bao ship. Đôi này là mã 18, kim tiền 150 bao ship. Dạ mã 19 này, để vô bộ để mất này con. Dạ bông hoa giấy 150 bao ship, bông hoa giấy 150 bao ship. Dạ mã 20, mã 20. Ủa Thoại Nguyễn ơi, bên Mai không có đổi đồ cho em hả sao? Cho chị xin số điện thoại chị kiểm tra lại, không mất đồ em đâu nha. Rồi, sò 150 bao ship, sò 150 bao ship, sò mã 21. Thoại Nguyễn ơi, cho chị Mai xin số điện thoại lại đi em. Bên chị em không có bán, không có sợ mất đồ, mất gì hết nha. Nhiều lúc có một cái em gì, em gì nãy em Nguyễn Tiên đó, gửi hàng. Dạ em đấy cũng còn đang coi mai luôn gửi hàng, đổi mà không có để tên, xin lỗi không có để số điện thoại bên cái gửi đồ, nhân viên không có biết đường gửi luôn. Dạ bữa nay gửi trả em đó rồi, không có mắc đồ đâu em yên tâm nha Thầy Nguyễn, em mua của chị nhiều lần lắm chứ biết, cái tên em là chứ quen dữ lắm. Rồi số điện thoại lại đi, kêu nhân viên kiểm tra lại. Dạ mấy cái đổi đồ mà không để số điện thoại biết đường đâu rồi đi, con em khỏi sợ mắc đồ, khỏi sợ mất tiền nữa mấy cái ơi. Khỏi sợ mắc xe nào hết, mua đồ em khỏi sợ phai, khỏi sợ mắc tiền, khỏi đồ, khỏi sợ mắc nha.
không bán từ 70-13 đâu mấy chị yên tâm. Không bao giờ chặn một Facebook chị em nào hết. Rồi mấy chị cứ mua, đồ em khỏi sợ mắc, không bao giờ mắc. Cứ điện lên shop em là khi mình gửi đồ nhớ mình gửi tên gì. Sợ nhầm khi mấy chế để tên Cát Phượng đi, cái kêu con đi gửi, cái con để tên tên con mình, tên Ngọc Dung đi, là em không đổi được nha. Mấy chế phải nhớ đúng tên gửi, đúng tên cái người gửi, đúng số điện thoại em mới đổi cho mấy chế, còn không là còn ở nhà em hết. Dạ, không có bị mắc đâu, đừng có lo. Đừng chửi tôi nghiệp, mắc công tạo nghiệp. Em không bao giờ nào lấy của một chị anh nào một chiếc nhẫn hay là một cái cộng dây hay là 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ cũng mắc đồ mấy chế. Không bao giờ mắc nha. Người mình ở phải trời thương mấy chế. Mặc gì nó chết có mang theo được gì đâu nha. Ăn chung tội duyên. Em nói thiệt, mấy chế mua đồ em hỏi sợ. Em bán mối không ạ? À? Mấy chị em đang coi em là mối không ạ? À? Bây giờ cái Facebook em nó bị giảm tương tác, nó bị bóp tương tác, nó ít cho khách thấy luôn á. Em nói thiệt, mấy chị em mua đồ em hỏi sợ mắc. Chị Dâm Khanh nè. Mấy chị mua rất là nhiều, mấy chị mối không ạ? À? Bây giờ đang coi là cà thể nè đó. Mấy chị mối không ạ? À? Dạ, khỏi sợ mắc đồ. Cái là em gì? Em thời Nguyễn rồi số thoại lại đi. Chị sẽ kiểm tra, chị giải quyết cho. Không có mắc đồ em đừng chửi tôi đẹp nha. Nhân viên nó chỉ làm ăn tháng thôi, nó không có lấy mấy chế đâu, không lấy cái gì được hết trơn á. Dạ, em lên bông cho mấy chế tiếp nha. Dạ, bông hào hồng 195, mã 22. Mã 22, dạ, bông màu vàng. Bông màu vàng, bông màu vàng, mã 23, 195 nha mấy chế. Rồi, bông hộp lớn này em ơi. Bông hộp đỏ, đỏ nghe mấy chế, đỏ mà làm giống như ngôi sao nè. Mấy chế đeo gấp rất là dễ thương nha. Đó, cái hộp sòn đỏ mấy chế đeo gấp là đẹp nha. Dạ, mã 24. Mã 24, rồi, đỏ cam. Đỏ cam, đỏ cam, mã 25. Đen nha, đen. Đen, 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 mã 26. 195 nha mấy chế. Rồi, màu trà đẹp quá trời, màu trà mấy chứ, màu trà mã 27, rồi màu tím, màu tím, màu tím mã 28, màu tím mã 28, màu trắng, màu trắng, trắng nha mấy chứ, sòn trắng lớn này em trên đây, mã 29, rồi em lên mã 30 bông thôi nha, đôi này 200 nha mấy chứ, đôi này 200, rồi 30, rồi bắt đầu em sẽ lên gì đây cho mấy chứ đây, lên lắp tay nha, dạ bộ xi men trơn như 56, bộ xi men hồng voi đây em lên xi men cho mấy chế coi lại giùm em. Rồi xi men này xi men chờ neo, dạ, chữ chờ neo nha mấy chế nè, cái rõ nha, chữ chờ neo. Anh Dương chia sẻ cho mày, cảm ơn em, bờ quá coi không có được. Còn lấy cây à, còn lấy cây gì nhá, tôi chụp cái màn hình hộ tôi đi con. Dạ ok, em cảm ơn chị Thúy Hằng ơi, bờ quá coi không có được, không biết sao luôn. Dạ mấy chế đẹp ơi. Dạ xi men này, xi men chờ neo giùm em nha, 780. Xi men này, xi men lưu xì, xi men lưu xì, xi men lưu xì mấy chị, xi men lưu xì, đó chữ lưu xì nha, 780. À, nhẫn nam mặt tợ không chị, dạ có bé heo, có nhiều lắm, nhẫn nam mặt tợ có 250.000 cái bao ship luôn em. Trinh Ngọc lấy mã 68. Trinh Ngọc mã 68 bộ. Mã 68 sòn lớn nè em, xung quanh hàng sòn luôn nè, 150 cái bao ship. Rồi, bao ship luôn 150 nha. Ngọc Trinh này, Trinh Ngọc cũng cảm ơn em. Rồi, 150 bao ship. Rồi, coi xi men giùm em nha. Xi men này là dòng 150k đẹp lắm chứ Mai. Ok em. Phương Nguyễn, cái máy trên đó không? Rõ chưa Thế Hằng ơi, coi hộ chế Thế Hằng. Dạ, dòng xi men này là 700 một bộ nè, 700 một bộ, rõ lắm chị Mai. Dạ, Nguyễn Nhân ơi, cảm ơn Nguyễn Nhân nha. Dạ, mấy chế có đổi đồ bên em á, mấy chế cứ lên xuống gọi để hai chữ đổi đồ giùm em đi. Dạ, em sẽ giải quyết cái đổi liền cho mấy chế hết à. Tối nay em like đúng không? Thì một chút xíu mấy chế lên số điện thoại, mấy chế lên số điện thoại là ví dụ gì nè. Ủa cái đồng này tụi con nhiều quá mà tụi con không... cho cô một cái phiếu cho mấy cô biết cái này không? Dạ, em sẽ lên em chút xíu người nhắn cho mấy chế nha, nhắn kim tiền một, em có đủ ni có 14 luôn, nhắn kim tiền 200, nhắn kim tiền có đủ ni nè em ơi, kiều ơi, có ni 4 nhỏ xíu luôn nè, có ni bự luôn nha mấy chế, có ni bự nhỏ nha, 200 một chút, cho cô một cái phiếu, cái cạp khi mà mấy cô điện, mấy cô
không, cái cả nước xíu chạy miêu ra. Mấy cái cứ đổi đồ lên số điện thoại hộ em, mấy cái mua đồ bên em hỏi sao bắt đầu đâu thì em không nghe máy. Dạ bên em mới là không có đổi cho mấy cái được, còn mười mấy đơn thì không nghe máy luôn nha. Mấy cái đang có thấy em á, đang coi có để hai chữ đổi đồ lên số điện thoại hộ em, mình phải nhớ mình đổi tên gì. Dạ, số điện thoại em lấy cái bọc đồ đó ra đúng của mấy chị em mới đổi, chứ còn không lấy chị này đổi cho chị khác là em sẽ lộn mấy cái chữ chắc luôn á nha. Đổi đồ lên số điện thoại hộ em, em nói mấy cái đẹp nghe. Bên em bán là có cho xem hàng trước khi nhận hàng, mấy cái có chặt có gọng được lấy. Dạ, cho bưu tá em về, em không có cọc cạc thế nào hết á, mà em không bao giờ nói cái gì hết thiệt luôn nha. Mấy cái cứ nhận hàng cho xem hàng trước khi nhận hàng, bên em là cho xem hàng trước khi nhận hàng, mở ra coi có cái đạp cái hình của em nha. Mấy cái yên tâm, mấy cái này nó hiền ghê luôn. Bên em nè có để hình nè, để địa chỉ nhà nè, đó mã bill mã quẹt hết nha, cho xem hàng trước khi nhận hàng. Mấy cái cứ mở ra coi, đổi đồ cho số điện thoại hộ em rồi cho cô. Bên em là có ký hiệu shop em nha, dạ, Bình Mai 10K, điện thoại nhân viên 15 lần bắt máy hả? Thời Nguyễn, em cho số điện thoại lại chị đi, em cho số điện thoại lại chị đi nha, tại vì nhầm khi điện. Bên chị là có 269 đang ghi, em cứ điện số đó nhầm khi bị kẹt máy nha. Em cứ cái tấm giấy mà chạy đưa ra, tụi con không hiểu hả? Chạy số điện thoại ra. Mấy trái đổi đồ lên số điện thoại hộ em nha mấy trái. Bên em sẽ giải quyết đổi cho mấy trái hết á. Nhận hàng xem hàng trước khi nhận hàng nha mấy trái. Đồ em đồ đồng, mấy trái đeo không có phai, không có đen, đừng sợ. Cứ nhận hàng xem hàng, chiếc nhẫn này nè. Lấy vừa lấy, dạ không lấy không vừa chặt cho bà đem về. Dạ, em cũng chịu tiền ship hết trơn rồi, mấy trái yên tâm đi. Dạ, đó thấy không, chị Mai uy tín dễ thương, đừng có sợ mất đồ, đừng có sợ mất tiền. Nhận hàng cho xem hàng vừa lấy. Dạ, không vừa cho bà đem về. Để chặt động mấy trái đổi cũng phiền mấy trái. Mấy trái gửi lên cũng tốn tiền ship nha. Mà em nói thiệt, mấy trái là em like, em bán một đêm em bán cả ngàn đơn, hơn ngàn đơn. Em nói thiệt luôn, không phải em nói thiệt luôn. Mấy trái coi em hoài biết đó. Em like nhiều lắm. Em chỉ nói vậy là mấy trái biết rồi, thiệt. Cái Facebook nó phải chặn em luôn á mấy trái, nó phải phá em luôn đó. Nè, mở ra coi, vừa lấy. Trong chiếc nhẫn em có đóng khắc mộc shop Bình Mai đàng hoàng nha. Mấy trái đổi hàng, mấy trái đó nè, gói này nè, mấy trái có mua hàng nè, là chút xíu nữa đó, mấy cái phiếu này nè, nè là nó sẽ chạy đơn mấy trái ra nè. À, Nguyễn Chiêu nè, Nguyễn Chiêu nè ha, ví dụ em đọc cho mấy trái coi là 0839805509 đó, là hồi tối có mua gì là điện thuê bao phải không. Mấy trái đổi hàng điện 5-7 lần luôn á, chưa bắt máy. Mấy trái có lên số điện thoại hỏi em rồi, mấy trái có đổi đồ là chút xíu, để hai chữ để số điện thoại là chút xíu, cái bill em nó sẽ chạy cái này ra nè. Bữa nay nhân viên em nó kỹ lắm, nó sợ em la luôn, hồi tối có nhiều chế nó mày ơi sao mua không điện nè, đó nó ghi vô đây, nó ghi vô mấy trái điện không nghe máy, mấy đơn này là không nghe máy nè, không nghe máy nè, là để lại đó. Là bữa nay hồi hôm em like đó, thí dụ nè, có ngàn đơn là bao nhiêu đơn không nghe máy nè, không nghe máy em đâu biết được đâu, em gửi cho mấy chế nha, gửi mấy chế cũng đâu nhận. Phải biết là mấy chế hôm tối nay mấy chế mua là nhân viên em ngày mai dắt chưa điện. Dạ, ngày mai dắt chưa được điện, cái mấy chế nghe máy là mấy chế lấy một chiếc nhẫn, một bộ vòng hay là cộng dây gì, nhân viên em sẽ cộng tiền lại rồi xin số khí chiều cao, xin địa chỉ nhà em mới gửi cho mấy chế đó. Hôm nay mua đồ chế Mai nhiều lắm, đẹp 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 đẹp, đẹp lạ luôn hả. Dạ, thu khoan ơi, chế Mai cảm ơn em nha. Mấy chế có đổi đồ có thấy lên số điện thoại hỏi em để hai chữ đổi đồ giùm em, không có mắc đồ, không có mắc tiền đâu. Mấy chế đừng có chửi tụi em, mấy nhân viên em. Dạ, có một đứa cháu bị cái chị kia chửi khóc hoài luôn. Em nói trời ơi sao phải khóc nha, có cái cháu nó hiền lắm, nó Đồng Tháp á, bị chửi sáng khóc hoài luôn. Trời ơi, chửi làm gì, em nói thiệt, chửi em nè, đừng chửi mấy đứa cháu, tội nghiệp quá. Thiệt, em nói thiệt luôn á. Nhận hàng, cho xem hàng trước khi nhận hàng. Vừa lấy, không vừa cho cô tá đem về nha. Đừng có đổi, rồi đừng có chửi, chi, trời ơi khổ quá. Mấy trái mua shop khác không bao giờ ai cho mấy trái đổi đâu, em nói thiệt luôn. Em có rất là em tám với mấy trái cái nha, rất là nhiều khách, tại vì nhà em bán có nhà, có cửa, có tiệm đàng hoàng. Em không bán tùm bậy. Dạ, có một chị khách đó mua hai bộ dòng xi men shop kia, hai bộ dòng xi men mà không có giống mẫu em đâu,
em làm em bán các ai hết á, hạt của em xưởng em làm là không có giống của ai nha, có ký hiệu có shop em đàng hoàng. Mua hai bộ dòng cement kia 600 bộ, hai bộ tặng cho một chiếc nhẫn, eo ba ngày đem thui thùi lùi giống như cục than vậy đem chạy qua. Chị Mai ơi, cứu em đi, hỏi gì em mua, em chỉ em gái của em mua shop chị, nó không mua, nó thấy bên kia mua hai bộ dòng tặng chiếc nhẫn, nó chạy qua nhà em đổi. Trời ơi sao đổi được, mua shop nào đổi shop đó. Em điện, em kêu điện lại shop ta đổi đi, cái em nó nói điện lại chặn mất tiêu rồi, vô Facebook chặn mất tiêu rồi chị, điện lấy số điện thoại khác điện cũng chặn luôn chị. Mấy trái mua rồi em không bao giờ chặn mấy trái đâu nha, không bao giờ sợ mất đồ. Dạ đồ em bán uy tín chất lượng đàng hoàng, không bán tụi bậy bạ, không bán như người ta đâu, mấy chị yên tâm. Bởi vì em bán cả thế giới, bán là như vậy đó chị. Du Linh ở Mỹ là mua em lần mấy ngàn đô, bây giờ là còn đang ngày một hai ngày gửi nữa nè. Dạ, bên Malaysia nha, bên Đài Loan nha, bên em gửi nước ngoài là rất rất là nhiều luôn á, không có bán tụi bậy đâu. Mấy chế đừng có yên tâm, mấy chế đừng có chửi chi. Trời ơi, lên số điện thoại hộ em, nhân viên em sẽ kiểm tra kỹ lưỡng đổi cho mấy chế đàng hoàng. Đừng có chửi làm gì mấy chế, chửi mất công mang nghiệp, không có nhiều tiền đâu, chửi làm gì em nói thiệt luôn. Em bán mấy chế bơm hàng em, mấy chế coi đợi nào em lên em nói mà em chửi không. Mấy chế gặp phải sốc khác rồi nó đem một đống gì lên nè, rồi nó đọc từ tên rồi nó chửi cho mấy chế thấy cảnh. Em có, mấy chế không mua thôi không sao hết nha, nhận hàng vừa lấy, không vừa cho cô tá làm gì. Dạ ok luôn, khỏi lo, khỏi chửi, không có bao giờ chửi chế đẹp nào hết á. Dạ bộ này là bộ màu tím là chị Học Diễm ơi, 2.1 chị. Tại nãy là em không có muốn nói, tại nãy là thấy Thời Nguyễn á, mấy nhân viên em nó mới nói chị cô gì đó chửi quá trời. Thời Nguyễn cho số điện thoại lại đây, đừng chửi em, nhân viên sẽ đổi cho em nha. Dạ đừng chửi em, đừng chửi làm gì, tại vì nhiều lúc nhiều quá cũng sơ sót. Mấy chế phải đúng số điện thoại đúng tên em mới lấy đồ mấy chế ra đổi được. Còn cái không có đúng số điện thoại không đúng tên em cũng để đó, lấy người này đổi lộn cho người kia sao được nhanh. Mấy chế thông cảm giùm em. Rồi bây giờ em lên lắp tay cho mấy chế nè, lên lắp tay hộ tôi đi con. Dạ em lên lắp tay đẹp xinh lung linh cho mấy chế nè. Em mua nhẫn kim tiền 200, ok Nguyễn Loan ơi, tối nay em nói nhiều quá, mấy chế thông cảm giùm em, sức phụ hồi luôn. Thời Nguyễn cho số điện thoại đi em, nhân viên sẽ kiểm tra lại của em liền. Rồi lên lắp đẹp không nè mấy chế, hàng em là như vàng thiệt. Mấy chế có mua cái shop nào mà vàng giống vậy, mà giống cái đồng hồ mà đẹp gì mà 880 ngàn không? Không bao giờ nào phai, không bao giờ nào đen nha. Em bán mối không à, mấy anh nam mua đồ em cùng điền nè, có cạp đàng hoàng nha. Không bao giờ đen, không bao giờ phai, vàng nào không đen không phai. Mấy chế coi nè, cả đất nước Việt Nam nha, em nói thiệt em bao luôn, bao hết đất nước Việt Nam. Dạ nè, đồng của em mà mấy chế coi nó đẹp cỡ này nè. Dạ mua đồ em khỏi sợ mất tiền. Hồi nãy có chị lấy lắp N 888 đây nè chị, lắp N 888 nè chị ơi, em like trước nha. Dạ mã số 1, nãy có chị yêu nè em không coi lắp được, em đang like mấy món khác. Dạ lắp N nè chị ơi, lắp N 888 nha, lắp N 888 cho em nha, em có đủ size luôn. Rồi mã số 1 rồi em lên lắp cho mấy chế nha. Lắp thêm tiền đẹp nè, 1.250.000 mã số 2 nè. Quỳnh Mai là mua gấp rất là nhiều, không sao Quỳnh Mai mới dọn gửi lên cái đổi cho, không sao hết nha, sợ mất công em thôi. Rồi 1.500.000 nha mấy chế, lắp 1.500.000, lắp 1.500.000 mã số 3. Dạ lắp 1.000.000 nè, lắp 1.000.000 nè mấy, lắp 1.000.000, lắp 1.000.000 mã số 4. Rồi lắp 888, lắp 88 chị Mai nhẫn tặng bị dọn gửi lại được không? Được chứ, được, tặng không vừa sao đeo, gửi lên chị đổi cho. À, em gì quên mất tiêu rồi, em gì cái hình bông sen bệnh Phật gửi Kiều Nga hả, Kiều Nga gửi lên Mai đổi cho nha. Rồi mẫu này lắp đồng hồ này mấy chế ơi, nó đẹp cỡ này. Dạ 880 nha, 880 mã số 5. Rồi lắp này 1.500.000 nha mấy anh nam đeo đẹp, mấy chế nữ cũng đeo đẹp luôn. Dạ mắt lắp này mã số 6, lắp này 7 cây nè, em còn mấy cái 7 cây nha, mấy anh nam đều rất là đẹp nha mấy anh ơi, bốn hới sáng giới. Dạ cộng này 7 cây là bữa nay 210.000 rồi, mấy anh đều rất là đẹp nè. Đó, mẫu này là mã số 7. Rồi lắc này là lắc xương cá 900 nha, lắc xương cá 900 mã số 8.
À, địa chỉ tới giờ chưa ai gọi. Hậu Lê ơi, cho số điện thoại em. Hậu Lê để hai chữ đổi đồ cho số điện thoại chết đi. Hồi nãy em có lấy đồ bông đúng không? Rồi số lần số điện thoại hỏi chết đi em. Em mua trái 7-6-7 năm nay em biết mà. Em biết bên shop trái bán làm sao mà nha. Em mua đồ trái rất rất là nhiều. Em biết nhà trái rồi. Em biết shop trái bán đâu có bán tầm 7 đâu. Em mua của trái năm nay là không biết bao nhiêu năm rồi, chứ phải mới mua đây đâu. Và em sợ. Em cứ lên số điện thoại hỏi trái đi. Phải nói chi mấy chị lạ đâu. Em là mua của trái rất rất là nhiều. Rồi bắt đầu lên tiếp nha mấy trái. Lên tiếp. Tóc tay 858 sủng rồi con. Em nhiều lắm mấy trái. Đợi em tí xíu. Hai nhẫn đồng vàng nha mấy cái. À, cái chị liền nhẫn đồng vàng tặng bà Rộng gửi lên em đổi cho. Xin xin ơi, nhẫn nam có ni 22 không chị? Dạ có chứ. Nam ni 22 nhiều lắm em. Nam ni 22 rất là nhiều. Đây, em sẽ để lắp tay cho mấy cái con. Cô hậu cô lắp một lắp tới thằng bà đi. Nãy giờ thấy số thoại thằng Nguyễn chưa? Thằng Nguyễn cho số thoại liền đi em. Chị kêu nhân viên kiểm tra liền đi em, liền em. Tại vì nhiều đơn quá. Giờ chị thấy em chị nhớ chị nói thôi chứ còn ngày mai nữa là chị quên. Thì nó có gọi nhân viên sẽ kiểm tra của em liền thằng Mỹ ơi. Nó sẽ điện cho em liền. Số 103 thì còn 10 cái này ra 603 học rồi. Dạ lắp tay trước nha mấy chế. Dạ lắp tay chờ neo có sòn. Dạ đẹp lắm mấy chế ơi. 1 cây 4 nha. 1 cây 4. Chiếc này 730. 730 nha. 730. 730 mã số 9. Rồi, nắp này 808 nè mấy chế ơi. 808 mở số 10. Rồi con lên nắp ra hậu cơ đi. Rồi, cái đẹp nào đấy lắp cẩm thạch nè. Lắp cẩm thạch nè. Cho cô một cái lắp cẩm thạch nè. Cẩm thạch là mẫu 1 này. Không phải mẫu ngang á không. Dạ, chị Thí Ly chia sẻ. Cảm ơn chị Thí Ly là mua của em rất rất là nhiều lần nè. Ơ, trên mai dễ thương lắm đó. Dạ, cảm ơn chị. Chạy lẹ quá em động kịp. Trần Tiện ơi chị Mai chào em. Thấy em không chế Trần. Trần Hằng ơi chị Mai chào em. Trần Hằng tối nay không thấy hiện mẹ à, Nguyễn Hằng ta. Tối nay em này em mối ruột luôn đi đâu mất tiêu rồi. Dạ em lại lắc tay nữa nghe mấy chế. Lắc tay 808 phen lật đôi nha. Phen lật đôi 808. Phen lật đôi 808 mã 11. Dạ ok ok Lê Mai mã số 10 808 ok chứ cảm ơn em. Rồi tiếp nha mấy chế. Tiếp nha. Lắc lại lắc cẩm thạch. Lắc cẩm thạch. Đồ em bao đẹp. Mấy chế rửa xà bông rửa chanh. Rửa xà bông rửa chanh. Dạ à, Mua Mỹ ngay chị Mai chào em. Mua Mỹ ngay chị cho em cái dòng xi men. Em lấy bộ nào em. Đợi chế bỏ lắc xuống trong chế lấy dòng xi men cho em chọn nha. Đợi chế chút xíu à, đợi chế à, Di Tường. Dạ, Mai chào Di Tường nha. Chị Tường với Di Tường. Chế Mai là hiện nhất Việt Nam đó. Dạ đúng rồi. Mai chế coi trên Facebook bán ai bán đồ giống em đâu. Thiệt em mấy em là quê ở Bạc Liêu nha. Em có mấy đứa em gái mấy đứa em lên như Bạc Liêu á để em tán với mấy chứ coi. Em nói thiệt nghe mày nghe chứ mày em coi cả 1 tỷ cái Facebook, 1.000 cái Facebook không ai bán giống chứ mày hết á. Thiệt không ai bán giống em đâu. Mấy chứ mua shop khác thử đi nha. Rồi mấy chứ sẽ chạy lại mua đồ em. Mấy chứ thử đi, mấy chứ thử đi. Dạ em nói thiệt em biết chị nào mua shop nào hết á, em nói thiệt luôn. Mà mấy trái cứ thử mua shop khác coi đồ coi có đẹp giống như đồ của em không nha. Em bao luôn, em bao mấy trái đeo không đen không phai, rửa xà bông rửa chanh dạ bóng đẹp như vàng thiệt. Không ai bán giống em đâu. Mấy trái cứ coi thử nha. Rồi em like cho mấy trái coi nè. Lắc 550, lắc 550 mã 12, lắc 550 mã 13, lắc này 1.450.000. Mấy chế lấy lắc mày đúng đẹp luôn. Cái lắc này nè em nói thiệt rất rất là nhiều chị đeo. Có một chị đó ở dưới Tiền Giang. Mai ơi chị đeo cái lắc này về bạn chị thấy đẹp quá, chị bạn chị chia lại rồi chạy lên em mua cái khác. Cái lắc này là em nói mấy chế nha, em bán không biết bao nhiêu ngàn cái, rất là đẹp, đẹp lắm mấy chế. Dạ 1.450.000.
1.450.314. Chàng Hiền ơi, chiều nay em điện Zalo là em đi theo chị luôn á. Đừng điện Zalo em nha. Mấy chai lên số điện thoại hộ em nha. Dạ, lắp 900. Lắp 900 nha mấy chai, lắp bảng. Lắp bảng 900 mã 15. Rồi, lắp này 900 luôn. Lắp gồng là 900 nè. Nguyên con gồng nha, nguyên con gồng chạm. Nguyên con gồng luôn, lắp này nam đeo được, nữ đeo được. Hello Nguyễn Thảo ơi, cho chào em Nguyễn Thảo ơi. Dạ, Cẩm Thạch 48 mã 13. Dạ ok chị, Cẩm Thạch mã 4 chạm. Thanh Hùng ơi, nè, mẫu mai đang đeo nè, đúng không? Dạ ok. Rồi. Nhẫn nam mã số 1 nơi 22. Dạ có, xin xin đây. Có em, có. Rồi lắp 900 nha mấy chị, lắp 900. Lắp 900 mã số như con 16. Rồi. Lắp 808 phen lật đôi. Xin lỗi. Phen lật dẹp 808 men đeo đẹp lắm nha. Chứ mẹ em bán rất là nhiều. Em bán cả 10.000 cái lắp, em nói thiệt luôn, không chỉ khách nào, không anh nào chơi. Dạ, chị Mai dễ thương thiệt luôn, không phải mua đồ của chị Mai khen chị đâu. Chị rất là có tâm. Dạ. Ok, cảm ơn em Quỳnh Mai. Mấy cái mua đồ em nói thiệt luôn. Mấy cái thử mua cái shop khác đi. Nha, mấy cái tại vì mấy em nói thiệt, mấy cái rất là gần cái trên mạng mà mấy cái thường khi đeo trang sức á là mấy cái rất là mua shop này shop kia shop nọ. Em nói em bán mới em biết có nhiều chị may ơi, em cũng mua shop khác thử nữa chị, mà đồ không có đẹp mặt của em đâu. Em nói thiệt nè, hôm qua hôm kia thì có em cũng đang coi Mai đó, Mai nói lén nữa nè. Rồi Nguyễn á, chị Mai ơi, mua đồ của em mấy năm rồi, em thấy shop khác bán em mua chị mà đâu giống của chị đâu, đâu có đẹp bằng của em đâu nha. Em bao mấy chế luôn. Rồi lắp tay em 808 nha mấy chế, 808 mã 17 cũng chạy qua em mua nữa. Dạ Nguyễn Nổi ơi, chế em đặt 4 bộ xi men à, không ai gọi chốt đơn vậy, mới ruột trần thôi, mua làm 10-20-30 triệu luôn. Nguyễn Nổi, cho Mai số điện thoại lại đi. Rồi ngày mai mấy đứa cháu nó điện cho nha. Xi men nào? Mới ruột em nè, đó là mới ruột luôn á. Mới không à? Nè, coi xi men nè. Xi men này, xi men du xì nè. Xi men du xì nè. Rồi số điện thoại Nguyễn Nổi ơi. Xi men này, xi men chờ neo nè. Chờ neo nè. Rồi số điện thoại em ơi. Mới ruột ơi. Chờ neo nè. Giỏi cái cộng dây chuyền trái khế. Mượn chà bá lửa lên Mai đóng mộc lại cho nha. Mai đóng mộc lại cho. Gửi lên đi Mai đóng mộc cho rồi Mai làm đẹp. Đẹp thiệt là đẹp, gửi về cho nha. Gửi cho chị Khái lên cho Mai đi. Đừng nổi. Bữa đó Mai quên á, nhiều quá quên. Dạ. Con quý cô lắm. Cô bán em Hoàng Nam, cô Mai chào em nha. Khách con ưng lắm. Đó, con ủng hộ cô hoài. Ừ, chồng ơi thấy thương quá. Hoàng Nam ơi. Thấy thương quá. Ủng hộ cô hoài ha. Cảm ơn em nha. Dạ. Đồ của Mai đẹp lắm đúng không? Đâu có ai đồ giả mà đeo mà đẹp cỡ này ha. Nè, coi nè. Cái này mà nó có lật qua sao cũng sao nha mấy chế. Cái này là cái kim tiền nè. Đó. Hoàng Nam ơi, cô Mai cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Rồi. Cô Mai nhiều khách quá. Em đẹp trai thông cảm giùm cô nha. Dạ. Có lấy sĩ 11 cô Mai để sĩ cho nha. Dạ. 11 cô Mai để sĩ. Trời ơi, bữa nay có ngồi ghế đâu mà đưa cái ghế này đây. Tại em chút xíu mấy chế ơi. Dạ em lay lắp nữa nha mấy chế, em lay lắp nữa nha. Bông dòng tàu sáng nay em lấy vừa chứ có vừa đó, đâu có lấy bự cho em nha em ơi. Em gì chạy lẹ quá chứ đọc không kịp. Dạ bộ tím hồng kiếm ơi, bộ tím 2.1 em, bộ tím 2.1 em ơi nè, bộ tím nè, cái bông nè, bộ tím 2.1 có đúng đây em ơi. Em gì lấy bông tàu em ơi. À, bên trái có nhỏ, có vừa có lớn, còn 5-6 đôi á nha. Rồi
cái lấy vừa cho đâu có lấy mượn đâu. Dạ, lên lắc tay tiếp nha mấy chế. Lắc tay này 600 nè, 600 tròn, 600 vuông. Lắc này lắc ta. Lắc này lắc kiểu này. Lắc này lắc thang. Lắc thang còn mấy cái à mấy chế ơi, hết luôn. Dạ, lắc thang. Lắc thang 600 nha mấy chế, lắc thang. Rồi lắc này là lắc N 503, lắc này lắc 800. Dạ. Em mua cái lắc cẩm thạch mà tới giờ chưa có. Ủa? À, phanh cứng luôn. Thanh Hồng ơi, chứ mà chờ em Thanh Hồng lắc cẩm thạch này hả em? Em cho chiếc số điện thoại lại đi. Dạ. Cho số điện thoại lại Thanh Hồng ơi, chứ cảm ơn em lắc 550. Hoàng Nam ơi, cô Mai cảm ơn em nha. Trời ơi em đẹp trai, cảm ơn em nhiều nha. Mời mốt. Rồi cứ lấy đi cô đại sĩ nha. Khách đeo yên tâm. Rồi chừng nào có cũ có gì muốn làm mới gửi lên shop. Mai làm mới lại cho y. Y như mới như làm 18 nha. Em biết rồi, em khỏi lo ha. Rồi, em like tiếp cho mấy cái nè. Dạ lắp tròn tròn 600. 600 mã 18 nha. Rồi, mã 19 600. Mã 20 600. Rồi cho tôi mong khác đây con. Dạ 530. Lắp 530. Lắp 530. Mã 21. Lắp 800 nha mấy chế. Lắp 800. Lắp 800 mã 22. Dạ. Bộ màu tím có có đỏ không Mai? Dạ không. À, chị mới chị bé chính, chị ở Đồng Tháp không chị ruột ơi, chị hợp màu đỏ, màu đỏ phải không, đi 60 đúng không, để em coi có chị có màu trà đó, chị có màu trà, có màu xanh ghiêu, à màu vàng, vàng chanh, dạ tiếp chị hợp màu đỏ phải không, rồi đợi em đi, em chưa thợ làm, có em sẽ alo chị nha. Bữa nào lên nhà chơi đó vợ ơi. À, bữa nào lên chơi nó chịu ơi. Rồi, em like lắc hộp màu cho nó thấy đẹp nè. Nè, hộp màu đỏ nè. Bộ màu tím này nè, mấy cái nhìn nè. Mấy cái nhìn y như vàng nha. Y như vàng luôn á. Rồi, cái hộp tím mặt cái sòn đá trắng ở ngoài nè. Mấy cái coi nó đẹp cỡ này nè. Nha. Tại vì cái điện thoại á, nhìn màu tím nó tối tối á, mấy cái nhìn nó sáng. Nó sáng, nó đẹp. Chứ ở ngoài màu nào cũng đẹp hết nha. Cái mẫu này là như vàng luôn á. Mấy cái coi cái lắc kim tiền nè. Đó. Cái phá nè. Cái phá nè. Cái phá nó khích nè. Đẹp dữ lắm. Bữa nay đồ em đẹp như vàng vậy đó. Dạ. Có chế nào thích bộ sòn thì đợi em về bữa nữa. 2-3 ngày nữa em có nữa nha. Dạ. Mã 21. Ok Lê Như nè. Mã 21 530 nha Lê Như. Lắc anh nào nhỏ. Rồi. Lắc anh nào nhỏ. Mấy cái coi vàng em nó đẹp nè. Dạ nó đẹp dữ lắm. Không bao giờ bay màu. Mấy chế mua hoài. Mấy chế mối không à? Dạ. Em không cần nói là mấy chế mua đồ em bán mối không á. Chị chính đó là mua đồ em 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đó, phải mới mua được năm nay. Mấy chế mới thấy em thì sợ đồ em đó làm sao. Em bán 6-7 năm rồi, mấy chế mối em mua là 5-6 năm thôi. Em thì Hào Lê ha, cũng là mua 5-6 năm bên em á. Rồi chị chính là cũng mua 5-6 năm bên em á. Chứ không phải mới mua đây mấy chế. Nha mấy chế đừng sợ mua đồ, em sợ mất tiền, mất đồ, mất kiểu trắng. Em có bán tầm bậy đâu. Ăn chung tội riêng mấy chế ơi. Hồi xưa không, 8 mấy chế nha. Em bán trái cây. Em bán trái cây mà không giờ em cân thiếu nha. Em cân là dư không á. Ký mốt, tính ký. Trái sầu riêng ký mốt, tính ký. Vừa hấu vậy nữa. Bởi vậy ông già em mất năm nay 2013 rồi. Hồi xưa là nhỏ, lúc em mới lên Sài Gòn hay là em có 22 tuổi thôi, em bán quán cơm. Em 8 mấy chai cái nữa. Em bán quán cơm mà dĩa cơm có 4.000 thôi. Em thấy mấy anh công nhân á mua cơm thêm, dĩa thêm 500. Cái em phải gấp thêm miếng đồ ăn. Cái ông già em bỗng lên ông nói, ông nói thôi con ơi, con đừng bán vàng nữa con. Ấy quên, con đừng bán cơm nữa con. Em hỏi sao vậy ba? Cái ông nói á, em nhớ ông hoài luôn. Ông nói à, ông nói là con bán cơm mà ý ông nói em có tâm á, em thấy cái người ta ăn thêm chén cơm thêm có 500 mà phải gấp thêm một miếng đồ ăn, gấp thêm cục gà hay gấp thêm miếng cá hay gấp thêm miếng rau cho người ta, thấy người ta tội nghiệp, thấy mấy ông mà khổ khổ vô ăn cơm mà hết đồ ăn là tội nghiệp, phải cho thêm miếng. Ông dạy em, ông nói em, ông nói là con bán vậy sao có lời, con cái tánh con tốt quá, con bán con thêm đồ ăn vậy.
thiệt mấy trái em bán mấy năm em đâu có dư đâu, em nghỉ luôn, nghỉ bắt công luôn. Bữa nay bà già ở dưới quê lên chơi ở Bạc Liêu mà em cũng đồ nhiều quá, phải like cho mấy trái nè. Dạ em ra em cỡ nhiêu lắc màu nha, em tám với mấy chị em mình. Dạ bữa nay ít khách tám với chị em thiệt, nhiều lúc nhớ tới đâu kể cho mấy trái nghe đó, mình có duyên mới làm cho em mấy trái đẹp ơi. Dạ em like cho mấy trái tiếp nha. Dạ màu xanh lá nha, màu xanh lá mã 23 đúng không, mã 23 là màu xanh đẹp nè, đó màu xanh tím tím nha, màu xanh mã 24 630 nha mấy chế. Dạ bảy màu mã 25. Dạ màu đen mã 26 rồi, màu vàng mã 27 rồi, màu xanh biển lắm nha, xanh biển lắm rất là đẹp. Dạ mã 28 rồi, đỏ nè chị Trinh ơi, mấy cái đỏ này đẹp quá chị, cái đỏ chị khách em mua bự không à, cái này nhỏ con triệu. Dạ chiếc này là mã số 29 rồi, em hết một màu nha, em hết một màu cho cô, có lắc 1.2 cho cô, lắc 1.2 mà em nhiều lắc lắm, bữa nay rất là nhiều. Dạ còn nhiều lắm chưa like mấy chế ơi, đợi em chút xíu. Dạ đợi em chút xíu. Mua cái mặt tím không chị? Dạ bữa nay cái bộ này em chưa bán bộ miền Tây quê tôi ơi, miền Tây quê em ơi, cứ chào em. Dạ cái bộ này bữa nay chắc chưa có hàng nhiều em, chắc có bộ không à, để bữa nào chắc làm có nhiều nhiều xong mà chắc sẽ chia cái mặt ra nha. Bộ này 2.1 triệu, bữa nay chắc có đủ bộ thôi, bữa nào để chắc làm nhiều xong mà chắc mới là chia lẻ nhẫn, chia lẻ bông bộ ra nha, tại cái bộ này khách đặt rất là nhiều, chưa có lẻ nha em ơi, hôm nào chắc sẽ bán lẻ nha, đợi chắc đi hôm nào bán lẻ. Dạ cái này cô like cho con, cái này cô like chưa, lắp 1.2 triệu chưa lai đúng không? Lắp 1.2 triệu này nè mấy anh ơi, 2 cây nha, 1.2 triệu, bóng rất là đẹp luôn. Anh chị nào mua cũng rất là đẹp nha. Đó 1.2 triệu. Dạ chị Mai ơi, chị dễ thương quá đi. Dạ ok dễ ly nha. Dạ em cảm ơn mấy chị đẹp hết. Dạ em cảm ơn chị Phạm Cúc. Dạ rồi lắp 1.2 triệu mấy anh ơi, đẹp nè. Dạ hỏi chị không trả lời. À miễn mi vậy chứ mai chào em à, nhẫn tỳ hưu có à, gửi em. Đi bị nhỏ rồi, em đổi lại như 10 được không chị? Cho được chứ em, có rộng chứ cho đổi mà. Em có rộng chứ cho đổi không sao hết em. Chặt chứ cho đổi, rộng cho đổi. Em cao bưu điện gửi lên chết, chắc nhận được, nhân viên sẽ đổi cho em liền nha. Ok em miễn mi rồi, gửi lên sẽ đổi cho. Rồi, lắp 1.2 triệu nha mấy chế. Lắp 1.2 triệu. Lắp 1.2 triệu mã 30. Dạ mã 30 nha mấy chế. Lắp 1 triệu cô lai cho, 900 cô lai cho. Nè, bên em làm một lần đó mấy trăm chiếc gì nè, mấy ngày là hết rồi mấy chế. Dạ mẫu lắc nạp nên bắt đắt lắm, mấy anh mà mua nó đẹp luôn. Cái chiếc này có 1 triệu nè nha, chiếc này mấy anh mua giặt xin nó đã 500 ngàn rồi, nhưng mà đeo nó khoai, còn đồng đeo hoài nha, không bao giờ khoai. Rồi còn mẫu nào cô cho like không con, để đây con ơi, để lên này học cô đi, đắp bi cô đây chưa, em lên nhẫn cho mấy chế nha, em lên nhẫn nữ cho mấy chế nha, mấy chế đẹp ơi, mấy chế thương em chia sẻ nha. Rồi cái đẹp nào lấy nhẫn vuông nè, nhẫn vuông đồng vàng nè, có 250 thôi, có 250 thôi, bao ship bên em bao ship cho mấy chế đẹp hết á. Rồi nhẫn này một cây nè, nhẫn một cây đồng vàng nè, in vô vàng 24 nha mấy chế, có này nhẫn này là nhẫn đúc đẹp lắm, 250 luôn. Rồi em sẽ lấy mấy chiếc cho mấy chế coi nè, cái màu nó vàng nè, đó đẹp luôn, đậm giống như vàng 24 mình luôn. Rồi chiếc nhẫn vuông nó đẹp nè chị Trinh ơi, chiếc nhẫn vuông bự đẹp lắm là chị, 24 nè chị, em có đi to luôn nha chị, mua tặng anh em chiếc đi bà ơi. Nè đó chiếc nhẫn vuông nha mấy chế ơi, một cây 250, một cây 250 đẹp lắm. Rồi em lên nhẫn cho mấy chế nha, lên nhẫn nữ kim tiền mã số 1 giùm em. Dạ, nhẫn kim tiền mã số 1 kim tiền mã số 1 giùm em nha mấy chế. Dạ mã số 1 200 em bao ship. Dạ mã 200 em bao ship. Dạ chị Mai có gia đình ở Sài Gòn hả? Dạ không, em có gia đình xa lắm, ở Nha Trang được. Dạ em mua bên chị 4 chiếc nhẫn rồi, đẹp lắm đó, thấy không? Dạ chị Thị Kiều ơi, cảm ơn chị Thị Kiều đã chia sẻ em nha, ủng hộ em, cảm ơn chị.
À, lâu rồi bận công việc không có xem chị trực tiếp. Chị Mai, dạ Hồng Quỳnh ơi, chị Mai chào em. Dạ có lắp 5 chỉ không chị? Lắp 5 chỉ út nhỏ ơi, lắp 5 chỉ là lắp 530 đấy em. Lắp N 530 đó. Có ngày nào lấy lắp 630 đi. Nãy cô có lấy lắp 630 cho con. Lắp 630 cô lấy chưa? Chưa lấy đúng không? Đây nè, lắp này 630 nè. Tại chị nhiều quá chị không có lấy hết được. Cô cái có lắp 630 em ơi, rất là đẹp, lắp phan lập chuẩn đẹp nha. Rồi em lên nhẫn cho mấy trái liền nè. Dạ, nhẫn mã số 1 kim tiền nè mấy trái ơi, mẫu này em bán đắt lắm, làm trăm chiếc là bán hết trăm chiếc, làm trăm chiếc bán hết trăm chiếc. Em có đi 4 luôn nè, đi 4 luôn nè. Đó, bữa nay cái đi nhỏ nè mấy nàng công chúa ơi, mấy nàng tiểu thơ ơi, em có đi nhỏ luôn nha. Dạ, mã số 1 kim tiền 200 một chiếc trong bao ship. Rồi em lên nhẫn cho mấy trái nha. Mã số 1 200 bao ship. Trái nào lấy nhẫn một cây đồng vàng. Em không có lai nha mấy trái. Mặt tợ vuông và nhẫn tròn một cây. Bên em có khắc một hết nha mấy trái ơi. Dạ, chiếc nhẫn bên em có khắc một shop em hết nha. Mình may 10k. Nè mấy trái nhìn nè. Đó. Chút bự bự mấy trái dễ nhìn nè ha. Đó thấy không? Nè. Shop em có ký hiệu shop em hết nha mấy trái. Mình may 10k hết nha. Rồi. Mấy trái đeo không phai, không đen, cứ rửa xà bông, rửa chanh, tắm giặt thoải mái. Dạ, không bao giờ bay màu. Bên em là đồng nguyên chất. Mấy trái đeo được chị tê tay. Rồi, mấy hôm qua có một chị khách lại. Mai ơi, chị bị nước mắt sống chảy hoài. Chị đeo cũng nhẫn em bây giờ được bớt luôn mấy trái. Mà em không, hồi đó giờ em không biết vụ nước mắt sống chảy. Hồi bữa cũng có một anh trai đó mua một cái lắp bên em. Chị Mai ơi, em mua cái lắp bên chị, em nước mắt sống chảy bữa nay cũng bớt mấy trái. Mà em chỉ biết là bị tê tay với cao huyết áp với đổ mồ hôi tay thôi. Nhưng mấy trái đeo đồng này nó rất là tốt. Đồng bên em là nguyên chất. Mấy trái đeo được cho sức khỏe mình nha. Mà y như vàng. Mấy trái coi nó đẹp cỡ này nè. Đó, còn nhiều hết nữa đó. Lấy đi. Dạ. Đẹp lắm. Sao chị đẹp mà nói chuyện dễ thương. Dạ, chị Hồng Nguyễn ơi. Em con nhà Phật mà chị. Dạ. Dạ em con nhà Phật. Em con nhà Phật mà mấy trái ơi. Ăn hiền ở lành trời thương hơn mấy trái. Dạ. Rồi em biết ăn chay. Em biết đi chùa. Dạ em biết làm từ thiện. Em biết đẹp nha mấy trái. Là thành ra mấy trái mua đồ em khỏi sợ. Dạ em biết lực nhân quả. Em biết hết. Em đã 7-8 tuổi em đã biết rồi. Mấy trái mua đồ em nói em giỡn hấp luôn. Khỏi sợ. Giỡn hấp luôn. Khỏi sợ mua đồ em nói gạt mấy chế, mà mua đồ em lừa đảo mấy chế, hay là mua nói tầm bậy tầm bạ, nói phai hay là đó mấy chế. Thôi đồ em nó đẹp cỡ này nha, như vàng vậy nè, mà không bao giờ nào phai hết nha. Thành ra không phải trời thương mấy chế nên bán nhiều là chị mắm mối không, mà chế nào cũng thương hết, chế nào cũng thương hết. Mấy chị bên Mỹ ha, mua đồ em còn phải gửi đồ cho em nữa đó, gửi quà, gửi kẹo, gửi tùm lum hết trơn. Em cho mấy trái coi đồ em nó đẹp nè. Chiếc này em còn rất ít. Mấy trái lấy đi thiệt. Để dành đi đám đi thiệt đi chơi đeo. Nó sang dữ lắm nha. Dạ, có 350 thôi. Người mình ai mặc rồi chết cũng có mang theo đâu mấy trái. Dạ. Ai mặc chết cũng mang theo đâu. Ăn chung tội riêng. Hồi xưa em bán đồ em tám mấy trái nữa. Tối nay tám quá trời tám. Em sợ nhất là cái cân thiếu nha. Em cân 1.1 kg em tính kỹ. Thiệt luôn. Em nghe mấy bà già xưa nói cân thiếu là chết xuống tội dữ lắm. Em bán trái cây. Trái sầu riêng 1.1 kg coi tính kỹ đó chị. Không bao giờ nói bậy trong mấy trái. Không bao giờ nào mà cân thiếu nha. Em nghe mấy bà già xưa nhỏ nhỏ chơi với mấy chị lớn tuổi không à. Mấy chị nói trời ơi bán đồ mà cân thiếu là tội lắm. Mấy trái có bỏ qua giùm em nha. Em like nha, em nghĩ 8 nha. Rồi, nhẫn đẹp lắm nha, nhẫn đi, nghĩ là nghĩ 8 rồi. Dạ, nhẫn xanh ghêu, nhẫn tím, nhẫn vàng, nhẫn đỏ cam, trắng và hồng sen. Mấy trái nhìn nhẫn em đẹp không? Lấy đi, không lấy hết á, thiệt á. Nè, hết nữa nè, thấy không? Em mới hết là hết á. Mẫu này là liên tục, bán rất là đẹp nha. Mã số 2 giùm em. Dạ, mã số 2 giùm em. Mã số 2 350 nha mấy chế. Chiếc này mình để dành đi đám đi tiệc đi chơi đeo mấy chế ơi. Nè em vô cho mấy chế coi nè. Ủa nó sang nha.
350 mấy chế ơi, 350. Nè, mẫu này em cũng bán đắt dữ nữa nè, em còn mấy chiếc khác nữa nè. Đang làm nữa. Cái một tiếng em hết rồi đó mấy chế thấy không? Dạ, em đang làm nữa nè. Mẫu này em làm thêm 100 chiếc nữa nghỉ rồi. Rồi. Dạ, em cảm ơn mấy chế chia sẻ tí xíu quay phiếu nữa nha. Dạ em quên đó. Giờ em đây quay phiếu cho mấy chế cái. Quay phiếu đây con ơi. Quay phiếu tặng hai nhẫn đồng vàng. Một cây son cho mấy chế nha. Con ơi, đứa nào lại quay phiếu hầu con. Dạ, hai cái nhẫn đồng vàng. Hai cái nhẫn đồng vàng. Có rồi không? Có rồi con ơi. Hai cái nhẫn đồng vàng và cây son nha mấy chế. Hai cái nhẫn đồng vàng và cây son. Dạ, tặng cho mấy chế đẹp. Một cái nhẫn này nhẫn nam cẩm thạch. Em đụng chiếc nào em tặng chiếc đó nha. Dạ, chế nào hơn chúng là em bao ship. Có chúng quà mà không có. Rồi thêm một nhẫn tay quạt. Chúng quà mà không vừa em cho đổi. Chúng quà không vừa cho đổi. Nãy có chị gì cái hình để hình Phật á, chúng không gửi lên em cho đổi chị. Dạ. Cho số ký chiều cam lấy dừa. Dạ Ngọc Dung chia sẻ, cảm ơn Ngọc Dung. Dạ Hồng Nguyễn chia sẻ, cảm ơn Hồng Nguyễn. Dạ em tặng thêm một cây son cho mấy trái nha. Son rất rất là đẹp. Rất là đẹp. Rồi. Hà Thị ơi, cái bài chào em Hà Thị ơi, tặng hai chiếc nhẫn này nha. Chiếc nhẫn nam cẩm thạch đồng vàng là cũng chị dây tay nha mấy trái. Giống như vàng 24. Không bao giờ bay màu. Dạ chị Thúy Ly chào chị. Chị Thúy Ly cũng mới em mấy năm trời đó. À, giàu cao ơi, giàu cao nghe em ơi, cho số ký chiều cao, mai lấy dừa cho nha. Đó, chị Thúy Ly là mua của em là fan trúng cộng một luôn đó, rất là lâu rồi đó mấy chị. Giàu cao nghe, giàu cao, ok, mai chiều em sẽ tặng mấy món khác cho mấy chị nha. Giàu cao nè con, rồi bây giờ em còn mấy phần luôn, quay hết cho mấy chị nha, quay hết cho mấy chị. Dạ, chế nào có buồn ngủ thì đi ngủ, chế nào muốn coi em lấy cái gì thì em sẽ lấy cho mấy chế coi nha. Dạ, đồ này đeo đẹp. Mấy chế mua nhập đẹp, mắc tiền lắm. Dạ, vừa mắc mà vừa lỗ tiền công. Đồ của em đeo thai vàng mà được cho sức khỏe mình luôn. Dạ, em sẽ còn 3 phần, em quay cho mấy chế luôn nha. Dạ, em quay cho mấy chế. Chế nào có buồn ngủ thì ngủ. Đây, chiếc cẩm thạch đẹp chưa? Chiếc cẩm thạch đẹp chưa? Rồi, em sẽ lựa một chiếc nào. Dạ, một chiếc nhẫn nam chữ phước đồng vàng luôn nha. Đó, rồi một cây son. Một cây son. Dạ. Chào Nguyễn, thôi Nguyễn. Ở đây đâu có sợ đâu chị. Mà đổi đồ ngâm hoài không ai bắt. Điện hoài bên chị không bắt là em cho số điện thoại đi. Nãy giờ em cho chế số điện thoại chưa? Thôi Nguyễn ơi, em lên số điện thoại đi. Nhân viên điện em liền cho liền. Lên số thoại hậu chế đi. Không có bắt đầu. Trời ơi. Mà chơi cho em trúng không? Nè. Ủa sao bữa nay em quay trúng em vậy trời? Đổ ghê vậy trời. Em trúng đó thấy không? Em chia sẻ em được trúng không thấy không? Em quay lại nha. Nhẫn mã 2 350. Dạ ok Nguyễn Linh này. Mã 2 bạch. Nè em chọn màu giùm cháy nha. Màu tím, màu ghiêu. Màu ghiêu, màu đỏ, màu cam đủ màu. Đẹp lắm. Ôi Ngọc Dung trúng rồi nè. Kìa đang ngồi kìa. Ngọc Dung ơi. Trời ơi thấy thương quá, chia sẻ hoài bữa nay trúng rồi nè, biết lâu không thấy trúng á. Trời ơi đẹp gái chưa. Đang mặc áo hồng xẻ dây đang hoàng anh nha. Không có chịu anh nha. Đây à, cho chị ba số ký chiều cao. Muốn lấy nhẫn nam không? Không muốn lấy nhẫn nam, lấy nhẫn nữ. Rồi, cây son. Cây son đẹp lắm á, pha son đi đắp là. Nhớ mai nha, Ngọc Dung. Ngọc Dung. Lấy nhẫn nam, nhẫn nữ luôn nghe Ngọc Dung ơi. Em đây nè, cho số điện thoại em ơi. Ngọc Dung ơi, lấy nhẫn nam không? Nè Ngọc Dung nè con. Cho số điện thoại liền giùm chị đi. Lên số điện thoại ngày mai khỏi điện. Con lấy nhẫn nam không lấy, lấy nhẫn nữ nha. Con thích nhẫn nam lấy nhẫn nữ. Em còn có công dài thòn. Dòng xi men hả? Đợi, đợi cô cái, nói cô đó, đợi cô chơi game cái. Cô quay phiếu cái rồi cô sẽ cho coi liền. Dạ. Em còn nhẫn nam, em tặng nhẫn nam. Ngọc Dung lấy nhẫn nam không em ơi? Không lấy nhẫn nam, xin tặng nhẫn nữ. Dạ, chiếc sòn trắng nam. Chiếc con công dài. Quay nữa nha. Còn hai phần em quay cho mấy chế hết luôn. Rồi Ngọc Dung ơi, cho số điện thoại cho, em có mua bên chị rồi. Cho số điện thoại giùm chị nha. Chiếc nhẫn nam đồng vàng, hộp trắng. Rồi chiếc nhẫn công công. Rồi một cây son nha mấy chế.
chị Thúy Ly tặng bông hồng. Dạ Hồng Nguyễn chia sẻ. Chế nào đây? Gia Quy ơi. Gia Quy ơi. Gia Quy. Gia Quy. Dạ. Gia Quy đẹp gái quá. Dạ. À, lấy em mã hai màu tím. Dạ ok chị Phạm Lan nha. Dạ cảm ơn chị. Thúy Nguyễn chia sẻ cho Mai, cảm ơn em Thúy Nguyễn ơi. Nguyễn Hằng ơi. Trời ơi tối nay nhắc em không thấy em. Giờ mới thấy. Đủ mới tất cả. Chào em. Em xinh đẹp. Tối nay chứ mới thấy em nãy giờ. Nãy giờ không thấy em buồn mới nhắc nãy đó. Em mới buồn. Dạ Gia Quy nghe mấy chế. Gia Quy nha. Không thích nhẫn nam lấy nhẫn nữ. Nhẫn nam mất tiền hơn nhẫn nữ luôn á. Nhẫn nam tới 250 một chiếc á nha. Em còn ít chiếc em tặng mấy chế luôn. Rồi Gia Quy nè. Một cái son này Gia Quy ơi. Lên số điện thoại giùm chị Ngọc Dung ơi. Trên mày buồn quá. Cây gì buồn chế nữa. Đừng có buồn chế em yêu. Buồn chế cái gì nói nghe coi. Rồi chiếc này đồng đỏ nè con. Buồn chế cái gì nói nghe coi. Dạ. Rồi Ngọc Dung ơi lên số điện thoại cao 49kg hả? 14 hả? Trời ơi nàng công chúa chắc nhỏ rồi. 24 à. 24 là chị phải lựa hai chiếc khác em nha. Chị phải lựa chiếc nhỏ thiệt là nhỏ. Rồi Nguyễn ơi em cho số điện thoại rồi hả? Ok ngày mai nhân viên chế điện cho em nha. Thông cảm đừng không có bắt đồ em đâu. Em đừng có sợ. 1 tỷ cũng không bắt nữa. Chứ đừng có nói 1 triệu mấy. Xô đi nha, đừng giận em, đừng giận chị, nói thiệt luôn 1 tỷ không mắc nữa nha. Dạ, nhận đẹp lắm, làm ni ba đi chị. Trời ơi, nàng công chúa ni ba là ni em bé. Có nhẫn này nhỏ xíu nè. Có này chứ, có nhẫn trên tiền nhỏ xíu xíu nè. Dạ, ni ba ít lắm mà. Bên trái là ni 4 là nhỏ nhất rồi. Dạ, tặng một chiếc hàng một món nữa nha. Đây, em sẽ tặng cho hai chế nào cuối cùng. Trời ơi, hai chiếc nhẫn đồng vàng em đẹp nhất nói không? Mấy chế này đẹp không? Ồ, đồng vàng mà đẹp chị đó nha. Rồi Gia Quy rồi ha. Dạ. Chia sẻ đêm nào cũng không trúng hả? Trời cái thương quá, ngày mai trúng hả? Trúng em luôn đây nè. Đó, quay trúng em đi, cái máy nó quay. Phải chị quay trúng em là được rồi. Ai đây? Chào Cao. Chào Cao nãy trúng rồi không? Dạ. Giàu cao nãy rồi nha em ơi. Một lần thôi. Cho chiếc khác. Tối nay chắc giàu cao chia sẻ nhiều á. Rồi chúng quầy. Trời ơi tối nay chia sẻ với Mai luôn. Thấy thương không? Bữa giờ không chia giờ bữa nay chia ta. Dạ Hà Nguyễn Hằng. Chứ biết em mà nhiều lúc chia sẻ cũng hơi kỳ đúng không? Bữa nay chia sẻ với Mai luôn hả? Thấy thương vậy. Cảm ơn em gái thật nhiều luôn. Đâu có sao đâu. Cái này đồng mà. Ai người ta giàu cỡ nào ta cũng đeo luôn nha. Em nói thiệt, mấy cái ai biết Cà Mau là 20 cây vàng. Em bán nữa nè. Mai ơi. Dạ Kim Cương trúng cái nè Kim Cương ơi. Kim Cương nãy có mua dòng xi men mà 780 nè Kim Cương ơi. Em có lấy, em cho chế số phí chiều cao chứ gửi cho em. Kim Cương hồi nãy có coi dòng vu xì. Dạ em bán em nhớ dai lắm. Nè. Em Kim Cương nha mấy chế. Kim Cương. Rồi, Kim Cương nha. Hai chiếc nhẫn tặng cho mẹ chiếc Cẩm Thạch, còn em đeo chiếc này. Rồi, ok. Kim Cương. Rồi. Chúc mừng em. Dòng em bé không? Dạ, dòng em bé hả? Kim Cương này con. Năm phần ha. Em ơi, dòng em bé có em. Dòng em bé dòng này có nè. Dòng này có 150 nè. À xin lỗi nha, có 100 nữa. Bên Mai dòng em bé có 100 luôn. Dạ, có 100 luôn. Có 100 luôn nè, dòng em bé 100 nè, có đi nhỏ luôn nha mày, mấy tháng có luôn, có 100. Dạ dòng em bé có 100 nha. Rồi con ơi để này lên đi con, lai nhẫn nữa nè mấy chế ơi, lai nhẫn nữa nha. Nhẫn em đẹp không ạ? À? Nè mấy chế nhìn đây nó đẹp. Nhẫn này là mã số 3 ha. Dạ nhẫn này lên nhẫn mã số 3 nè, mấy cái thấy đẹp, cắn coi đồ rửa rồi đó. Cái này đẹp lắm nha, sắp hết rồi. Chiếc lắc màu tím chế đang đeo. Em ơi, chiếc lắc màu tím này đang bộ em ơi. Chế chưa có lẻ được nha.
mấy ngày đó chú kêu để làm nhiều nhiều chứ sẽ chia lẻ ra nha. Bữa nay khách đặt nhiều quá chứ chưa có làm đủ, mới làm xong tối nay, thành ngày tối nay chứ chưa có lai lẻ được em ơi. À, Phạm Lan ơi, em lấy bộ đi em, bộ đẹp nhức nhói luôn nè, nè bộ đẹp nhức nhói luôn nè, đôi bông nè, bộ này 2,1 triệu nha, là bộ này 2,1 triệu. À, hồng đẹp ơi, chị Mai em mua đồ hoài không có gửi. Ủa, có xin số điện thoại không em? Bên trái có xin số điện thoại là chắc gửi rồi. Rồi, bên trái xin số điện thoại là chắc gửi rồi. Nhẵn đẹp nè mấy chị ơi, mấy đi mấy chị ơi, hàng em bao đẹp mấy chị luôn. Dạ. À, kim cương 700 còn đi 48 không chị? Kim cương 700 đi 48 hết rồi em yêu ơi. Kim cương chế đeo đi, kim cương chế đeo 600 nè, có 48 nè em ơi. Em để số điện thoại lại để chế kiểm lại còn không, còn chế giao cho em nha. 700 này nặng đặc nhiều quá chứ không nhớ nổi luôn, cái mẫu này bữa nay chế nghỉ làm rồi, cái còn đi nào chế bán đi đấy thôi nha. Em để lại số điện thoại đi, em lấy cái mẫu chế đeo đi có nè. Bộ kim cương mai đeo có 600 có đủ đi nha. Bộ kim cương mai đeo 600 có đủ đi. Nè, cái này bộ 7 chỉ em ơi. 7 chỉ, 7 chiếc, 7 chỉ. Dạ hồng đẹp ơi, xi men có gửi em chưa chị? Bên chị có xin địa chỉ em cho em, có xin là chị gửi rồi. Chào chế Mai nha. Chế Mai buồn quá. Sống qua sống sống con. Dạ. Yeah. Dạ nhẫn còn 5 màu nghe mấy chị ơi, 350 nha. Chiếc này là mấy chị nhìn nó đẹp nè. Đó nó cao nè ha. Em còn trắng, đỏ cam, tím, màu kêu và màu vàng nha. Mấy chị đã dành đi đám đẹp đi chơi đeo. Nó sang dữ lắm. Chiếc này em bán rất là nhiều. Em nói mấy chị nè. Đó nó cao nè, vui vàng thiệt nha. Rất là đẹp. Em 350 còn 5 màu. Chiếc này mã số 3 nha mấy chế. Chiếc này mã số 3. Nhẵn đẹp lắm nha. Rồi chế đẹp nào. Bữa nay chế Mai đeo vòng đẹp quá hả? Chế Mai đeo luôn đó. Cái này đeo 2-3 bữa rồi đó. Đeo 2-3 bữa rồi. Em mua cho chị. Em ở Bạc Liêu. Mà toàn gửi ở... Em là Kim Chi hả? Em mới yêu em là Kim Chi hả? Nguyễn Tươi. Em mua cho chị em ở Bạc Liêu mà còn gửi lên Lầm Tháp 6-7 lần rồi. Trời ơi nè, đứa nào đánh máy đâu rồi? Linh này. Lại chị nói nè Linh. Nguyễn Tươi ơi, cho cái số điện thoại lại đi em. Nè, em Nguyễn Tươi này nè là mua cho chị ở dưới Bạc Liêu, nhưng mà gửi Đồng Tháp 5-6 lần rồi đó. Kêu Linh đánh máy vậy sao được? Vừa bắt tiền ship mà vừa không nhận hàng nữa. Nguyễn Tươi ơi, cho cái số gọi lại nha. Nói Linh là phải gửi lên số rồi lên cái gì? Lên số điện thoại cái nó vậy. Em Nguyễn Tươi ơi, giờ chứ nói em nghe nha. Tại bên chế là khi em mua một lần là chế có lưu lên cái máy đi, cái máy tính á. Là chị lúc trước em ở Đồng Tháp đúng không? Cái giờ em đổi về Bạc Liêu đúng không? Nhân viên chế nhân nó nhầm lúc nó ẩu, nó không có quay theo địa chỉ, nó gõ xong rồi là có địa chỉ ở trên máy luôn, thành ra gửi lộn cho em. Bây giờ em đặt lại ngày mai chứ cô thủy là giùm em nha. Cái cảm ơn em nha. Dạ. Dòng kim cương có đi 58 dạ có chị ơi, có kiều thúy ơi, 600 một bộ nhẹ. Dạ lấy chị một thứ 2,1 nha. Yeah. cảm ơn chị đi 58 đúng không chị mới? 58 bộ tím nè, đẹp nhức nhói luôn, đẹp lắm chị, đẹp lắm. Màu tím qua cà. Dạ, đeo cho mấy ổng tà mấy ổng theo mấy chị ơi, đẹp lắm. Màu tím là em về nhất luôn á, để em bộ tím đeo nữa chị. Dạ mấy chị ơi, nhẫn 320 nha mấy chị, nhẫn bông mai tím đẹp chưa, đỏ cam đẹp luôn, hồng đẹp luôn, vàng đẹp luôn, tím là đẹp nhất luôn á, em nói thiệt luôn. Ngoài nó đẹp lắm, em đeo hơi rộng thành ra nó lắc qua lắc lại hoài. Bữa nay em đeo có đi 50 à, mà cái này nó rộng. Dạ mấy chế em có 4 màu nha, 320
320 mã số 4 nha mấy chị. Rồi chút xíu là nhắn 150 nhiều không? Đó. Mua hàng đã lâu rồi sao chưa có hả chị Mai? Nha Nguyễn ơi, mấy ngày em chị bán đất em đi ngủ chứ. Em đi làm. Ừ. Chị Văn Khanh ơi, chị Mai chúc em ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Cảm ơn chị Văn Khanh. Bối không ạ, mấy chị. Thế nào cũng thương. Tối nào cũng coi. Ngủ đi chị Văn Khanh đây. Chị Mai chào em nha. Tối nào cũng chia sẻ chị, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. JB đi chị. JB cho cô cộng ơi con. JB 550 Kiều ơi. JB bữa nay 550 em. Cộng JB là tối á con. Nhẫn 300 mấy xíu ơi. Mẹ, mấy cái coi nhẫn em nó đẹp nè. Hộp màu vàng. Chỉ vàng, hộp tím, chỉ tím, hộp cam, chỉ cam nha. Mẫu này hồng hồng nha mấy chế, đẹp chưa, chắc là đẹp cho mấy chế, đẹp thiệt luôn á, 300 sang thiệt là sang nha, rẻ hơn tiền công luôn. Rồi mẫu này là mã số 5. Chị Trinh ơi cảm ơn chị nha. Rồi là nhẫn nữ tóc hành cho cô đi cô ơi, nhiều quá mấy giờ em. Dạ, nhẫn nữ này đẹp lắm nè mấy chế. Mấy chế coi cái hộp đá bự nè nha. Hộp đá lớn mà làm rất là đẹp. Mấy chế nhìn nè nha, húng sáng lắm. Chiếc này 200 bao ship mấy chế luôn. Rồi, 200 bao ship, 200 mở số 6 nha. Cái nhẫn nữ lẹ hộ cô nè con bưng. Nhẫn cốc nha mấy chế. Cốc 150 em bao ship. Dạ, cốc 150 em bao ship. Đêm nào cũng xem chị mà mua thì không có được, có chốt mà không có gửi 20 ngày rồi. 20 ngày rồi là nó đi tới nhà em rồi, nó về tới nhà chị rồi đó. Bố mà chị phải không? Em ơi, Hồng ơi, cho đây em. Dạ em mua gì em đặt lại đi, chứ gửi lại cho em. Dạ. Nha. 20 ngày rồi. Chứ gửi là tối nay mua, ngày mai nhân viên chế điện là chế gửi liền. Nếu mà 20 ngày chắc sợ shipper nó điện cho em nhầm phim không, nhà máy là nó trả cái về rồi. Thiệt á, là nó trả cái rồi. Chị ơi, nhẫn số 2 90kg đeo vừa không chị? Nhẫn số 2 có đi bự em. Phạm tại đây, chiếc con đi to. Chiếc đó có đi to nhiều lắm. Chiếc đi số 2, chiếc con đi to em lấy màu gì? Nhận hàng cho xem hàng trước khi nhận hàng. Không vừa cho cô tái đang về nha. Phạm tại. Bao em vừa luôn, chiếc đó chiếc con đi lớn. Chiếc này chiếc con này lớn. Gia Nguyễn rồi xong tuổi chứ mai, cảm ơn em Gia Nguyễn rồi. Nhẫn cốc có 150 nè mấy chị. Dạ. Ngọc Dung ơi, tối nay Ngọc Dung trúng thưởng rồi. Đi nhỏ xíu. Để chứ lựa chiếc nào nhỏ chứ gửi em nha. Hai chiếc hồi nãy là em không vừa đâu. Hai chiếc nãy bự. Tối nào cũng chia sẻ cho thấy thương lắm. Đó, tối nay trúng vậy nha. Rồi, nhẫn xanh, nhẫn đỏ, nhẫn kim tiền. Cốc thôi mấy chế ơi, 150 em bao ship nha. 150 bao ship. Chiếc này là em có đi to. Cái nào mà 80-90kg em có luôn nha. Cái cốc này em có còn ở trong nhiều đó. Ở trong em còn đi bự nhiều lắm. Dạ, chiếc cốc này em có đi to, đi nhỏ đủ hết trơn nha. Nè, cái đẹp nào lấy nào, 80-90kg em có luôn nè, thấy không? Đó, đi thật là bự luôn. Có 150. Em Phạm Tài ơi, em lấy chiếc cốc không? Chiếc cốc đeo rất là đẹp nè. Có đi to luôn. 150 bao ship. Dạ, 150 bao ship. Mã số 7. Cho em xem. Hồng Diễm ơi. À, chị cho xem giùm em nha chị. Ủa con coi số điện thoại cái cô này lại hộ cô coi sao mà 20 ngày không có hàng nè. Thì chắc đi giờ về tới nhà mình này. Linh đây. Đang giúp chị cái này cái Linh. Em coi số điện thoại cô này lại giùm chị coi. Nè, cái cô Hồng Diễm nè. Em để chị chụp màn hình lại cho em đi ra ngoài em coi, rồi xong em kiểm tra giúp chị, cô này nó 20 ngày chưa có hàng. Hồng Diệp á. Hồng Diệp ơi. Đợi cái Hồng Diệp ơi, để em gái chị nó coi cái. Nhận
trắng này đẹp lắm này nha, hết nữa này nha. Chiếc này nằm bên khác mà sao qua đây con. Chờ em còn nhiêu hết luôn rồi nè. 150, mấy cái đấy hộp pha lê của em nó sáng tất cả này nè. Dạ đẹp lắm nha. Rồi mấy cái chỗ màu giùm em nha, cẩm thạch. Xanh tím nè. Rồi xanh biển nè. Rồi đỏ nè. Đỏ còn có ba bông chiếc hết rồi. Vàng nè. Mấy cái ơi, 150. Dạ, bông chế đan nail. Bông chế đan nail bữa nay chứ chưa bán được em. Cái này bộ quá. Bông chế đan nail chứ chưa bán được nha em ơi. Em yêu ơi. Tại vì bữa nay chứ mới làm bộ này quá trời đẹp mà chưa có làm đủ nhiều chưa có không. Ủa em ơi, Hồng đẹp ơi, em chuyên chế kiểm tra là em không có đơn bên chế, chỉ là em không có đơn vì là nhân viên chắc là nó điện xong rồi nó bỏ luôn hay gì chồng kỳ vậy. Cho em mua cái gì cho chế xin số điện thoại mới chứ gửi lại nha. Mấy đứa cháu mới vừa kiểm tra máy là không có được, là em chưa mua bên này bên chế lần nào luôn. Mua gì vậy em? Chế là em coi lại chế nha. Cảm ơn em. Dạ em bộ vàng 2.1 triệu. Dạ ok Khánh Linh này, cho coi bộ vàng lại cái con. Khánh Linh đây chứ cho em coi bộ vàng lại nè. Bộ trang sức vàng 2.1 triệu của con. Bộ cô đang đeo mà. Bộ vàng chanh. Có đủ đi Khánh Linh này. Bộ 2.1 triệu rẻ hơn tiền công nha mấy chế. Mấy chế coi màu tím nó dễ nhìn nè. Màu này màu trà đó mấy chế. Màu vàng á. Bộ nãy dục đâu? Coi bộ màu lại cái con bắt đầu. Dỡ mấy này lên đây. Điều quá nó để nó lại. Em thấy mấy bộ vàng luôn mà. Đây nè. Đây em ơi, bộ vàng nè. Đó, bộ vàng nè em ơi. Khánh Linh này. Ok ha. Chứ cảm ơn em. Rất là đẹp. Sang thiệt là sang nha. Có bộ trà và bộ xanh ghiêu nha mấy chế. Dạ. Chị đặt cũng nhiều lần mà nhân viên em không có gửi mai. Chị gửi hàng cho em nghĩ gửi liền nha mai. Trời ơi. Tiêu rồi mấy chế. Thấy không? Thời Nguyễn ngày mai có nhân viên điện em. Thời Nguyễn ơi, là mới có nhân viên điện cho em nha. Ok, cảm ơn em, thông cảm với mai em ơi. Dạ chị Chính đây. Chị đặt mấy món hả chị Chính? Chị Chính là cô ở Đồng Tháp lên nhà mình hoài nè. Mà điện hàng không lỗi luôn nè. Trời ơi, mấy cô nương này mất bị gì nữa mấy chế ơi. Chết ngựa rồi. Dạ em ơi, bổ màu vàng nè em ơi. Bổ màu vàng nha. À chào đầu lót Ngọc Tiến nha. Ồ. Cháu tươi đẹp gái, tối nay vô coi cô Mai. Dạ chào con. Chị sẽ cô Mai bán 2.000 đơn tối nay nha. Tới đồ cô Mai nghiền chưa? Đó con gái nè. Có đẹp cỡ này nè. Đó. Trời ơi, tối nay cháu tôi vô coi hàng chi bán đắt quá, trời bán đắt. Dạ em ơi, bộ màu vàng em. Dạ cảm ơn em. 2.1 triệu. Chị Chính ơi, ngày mai em điện cho chị. Mai điện Zalo cho em nha. Chị có Zalo em mà. Dạ. Câu 24 đeo. Đeo bán 250 bao ship em. Tony vậy. Nè, 250 cho bao ship. Cái này là một cây nha. Đẹp chưa? Dạ. Dạ chị Đơn Thị ơi, bán hàng hậu lắm rồi, không thấy gọi luôn. Mấy chế thấy em thấy thương không? Thông cảm giùm em nha mấy chế. Trời ơi, đối nhân viên đó, mà bữa nay đó anh chị. Dạ, bán đồ đẹp quá, dạ. Lên số điện thoại giùm em nha mấy chế. Dạ em nói mấy chế nghe nha, mấy chế đừng giận, thông cảm giùm em. Đẹp quá, nhân viên
nó điện cho mấy trái đẹp hai lần là cổng nhà máy là nó sẽ điện cho trái khác. Còn chị Trinh ơi, thông cảm giùm em, chị Trinh là mấy đứa cháu không gửi là nó là đẹp luôn á, chị đó là mua gấp rất là nhiều, mà mới ruột em từ Đồng Tháp luôn lên nhà em biết nhiều lần rồi, cả chục lần rồi. Lên sơn thoại em ơi, sáng em nổi để gửi sớm cho chị Trinh đây. Nhận hàng rồi đẹp lắm. Dạ ok, Tony ơi, nhẫn thêm Tony ơi, nhẫn mặt nợ vuông 250, nhẫn một cây trơn 250, có khắc một trong nhẫn nha. Mấy trái đeo đồ em khỏi sợ phai, sợ đen, sợ gì hết, cứ rửa xà bông, rửa chanh sắc giới bông hết luôn. Cầu lót cầu tiến ơi, cô Mai Mai con, cô Mai like rồi. Dạ like nữa cho mấy trái 150 nhẫn hột vuông giùm em nha. Dạ em còn màu xanh, xanh cẩm thạch, vàng và đỏ và xanh tím nha, mấy trái xanh biển nha, xanh biển. Rồi mã này là mã số 8 rồi, cái bên hông nó có sòn. Dạ bên này có sòn nha mấy trái, có sòn. Dạ mã số 8 giùm em. Rồi pha lê bầu nha mấy trái. Dạ ok, Nhân Nguyễn ơi, đổi đồ lên số điện thoại giùm em mấy trái ơi, mấy trái đang đổi đồ bên shop em, để số điện thoại lại hỏi em. Dạ Nhân Viên em sẽ đổi cho mấy trái liền, ngày mai em sẽ giao cho 3-4 đứa đổi đồ cho mấy trái luôn nha. Lên số điện thoại hỏi em đẹp. Mấy trái mua đồ, mấy trái mua đồ em là mấy trái mối không à. Rồi nhẫn hộ em nha. Dạ nhẫn này pha lê bầu 150 em bao ship. Rồi nhẫn này là 250. Trời ơi cháu em nó gắn tá lả tập lắm. Rồi 250 nha. Đây nè, mấy trái thấy đẹp chưa? Đó, có 250 hả? Chị cho em một chà neo 56 ok ngọc. Ok Chiêu Ngọc ơi, Chiêu Ngô Ngọc ơi, bộ chà neo 506 780 em, Nhi 56. Cho em một bộ chà neo đi 56, số điện thoại ok em ơi. Nè, chà neo nè, phá thử gà nè, Nhi làm đẹp nè. Dạ, thấy cầm sao Kim ơi, chị Mai chào em ơi, thấy em không, sao không trả lời liền. Đừng có giận. Trần Hiền ơi, chị Mai chào em. Hello, chào em. Chế mới lấy em nó bị ẩn mình lẫn nó gì đây nè. Cái máy của em đang coi là nó hơi bị mờ nãy giờ. Thông cảm gì chị Mai. Ai khen thì đọc còn ai không hỏi thì không có trả lời. Trả lời tới hồi đầu hôm tới giờ mới uống nước được con lần đó, có dám chạy đi uống đâu. Đọc uống xỉu luôn. Dạ, nhẫn trơn 5 chỉ. Cặp vòng 5 chỉ như vậy. Dạ. Dạ chị xin nghỉ qua. Dạ em có thấy chị không em kêu. Dạ có chị, em thấy chị em thấy mấy trái nha. Dạ cho em xem lại bộ màu lại đi chị, em chưa xem kịp. Dạ em Kim Phượng ơi, ok đợi chứ cho em coi lại liền. Dạ ok đợi chứ cho coi lại liền. Dạ mấy trái đẹp ơi, bộ này là bộ Chanel nha, Chanel 780. Rồi cho xem bộ lại liền. Dạ đợi em cái. Bộ này bộ Gucci 780 nè. Nè. Dạ. Em Ngọc Ngọc ơi, Ngô Ngọc ơi, chứ Mai cảm ơn em nha. Dạ. 580. Rồi, con cho cái cô nào lấy cái nhẫn 5 chỉ. 5 chỉ em ơi, nhẫn đồng vàng 5 chỉ là 200 nghe em. Rồi cái vòng đồng vàng 5 chỉ là 150 cái bao ship. Nè em chọn giùm chế nha. Em gì lấy đồng vàng 5 chỉ nè. Cái đồng vàng này 5 chỉ. Em đeo một bộ rất là đẹp luôn. Coi mấy chế coi cái màu gì là 24 nha. Bữa nay em đúc luôn, rất là đẹp. Dạ 5 chỉ, một chiếc 150. Chị ơi em nhận một chiếc nhẫn kim tiền dài đẹp lắm. Đó thấy không, kim tiền dài đẹp lắm. Mấy trái nhận đồ em rồi, mấy trái mua nữa ha. Là không bao giờ nào mua shop khác đâu. Rồi có mai đẹp lắm như nhà tiệc nha. Đeo ngày thường giữa chanh giữa xà bông cũng hơi sáng giới. Đây, kim tiền 200. Nhận rồi đẹp lắm nha. Mấy trái mua đồ em nó đẹp không? Ở trên live nó đâu có đẹp bằng ở ngoài. Dạ, nó đẹp bằng ở ngoài. Rồi em bỏ cái này xuống, đợi em tí xíu. Em ơi, trời ơi, mẹ mấy trái thấy không, hết nữa rồi đó. Mấy trăm chiếc hết nữa rồi. Đang siêu thợ làm. Rồi em gái gì ơi, chiếc nhẫn đồng 5 chỉ nè, 200 cái bao ship. Rồi chiếc vòng 5 chỉ nè. Chiếc vòng 5 chỉ bên trái nè. Cái này là mụn có đủ ni luôn á, ni này đi 62 luôn á, để cho bám mở phá này nha em ơi, 150 cái bao ship, có đủ ni nha, 150 bao ship. Rồi dòng này dòng nông, mấy trái tay mềm lấy chiếc này. Dạ
Bích Nguyễn rồi. Về đây Bích Nguyễn. Về rồi tôi chửi nó đi nữa rồi. Đang nhắn tin cho ai? Đang nhắn tin cho ai? Mình nhắn vô đây. Về rồi tôi chửi nó đi nữa rồi. Trời ơi, đang nhắn tin cho người yêu đúng không? Nhắn cho bà Mai đang like mà nhắn gì nữa vậy? Dạ, Đông Giang này là nông 150 luôn nha, em ơi, nhắn, nhắn 5 chỉ 200. Rồi, ok, cảm ơn em. Tôi về rồi, tôi chửi nó đi nữa rồi. Dạ, có xi men trơn không? Dạ có, Hiền Nguyễn ơi. Hiền Nguyễn ơi, Hiền Nguyễn ơi, đừng giận cho ba Hiền Nguyễn ơi, đây nè. Xi men nông, Lý Quỳnh xi men trơn, xi men trơn. Trời ơi, mấy chế ơi, đợi em, đợi em một cái. Dạ, xi men trơn em ơi, một bộ 700. Một bộ 700 cái này nè, xi men này là mày bán năm rồi. Mày bán không biết cỡ 10.000 bộ, rất quỳnh. Dạ. Số này cho Mai, ừ. Số số điện thoại bên. Trời ơi, số này chốt nè, nhìn coi giống không? Lấy số điện thoại ra con. Ok em ơi, cái số ở trên cùng là của chế đó, 0366. Em ơi, lại cho lấy số điện thoại bên chế ra cho em coi liền. Dòng xi men trơn 700 nè. Cái này nặng 2 cây mà bỏ phá này nha. Có đủ đi nè. Em ơi, còn xi men trơn này. Xi men trơn này chứ có đi 48 không à. Xi men trơn này 680 mà chứ còn đi 48 thôi. Đợi về bữa chứ có nghe. Nè. Em ơi, nè. Xi men trơn 700. À, xin lỗi 680. Một bộ nặng 7 chỉ. Bộng nha. Dạ, 7 chỉ. Cái phá gậy không Nguyễn Tươi ơi, cái bộ 700 không có phá gậy cưng, cái bộ đó đặt là phá này à cưng. Em ơi, đợi chế vài bữa em muốn lấy xi men trơn nè Nguyễn Tươi ơi, em muốn lấy xi men trơn này nè, em đợi chế vài bữa đi. Cái phá bóng lửa gà nè, một bữa nay chứ hết rồi chứ còn có đi 48 không làm kịp nè. Đó, phá lửa gà nè, 680 một bộ 7 chỉ. Rồi, số điện thoại bên em chốt đơn nè. Em ơi, số điện thoại bên Mai chốt đơn nè. Nè. Cái nãy em chưa thấy em mình luận là nè. 0366641277, số đó bên chế đó. Số đó bên chế đó. Nè, số điện thoại bên em 12 số nè các bác chế. 0918887822. Số này bữa nay bị phá rồi. Số này của em bị phá rồi. Số này em mua xin trả sao. Mấy bữa cháu nó quên đạp, bị phá mất tiêu rồi. Em phải đi mở lại mới được, số này bị phá rồi. Số này đang xài nha. 792 nè, 92 nè, 09 nè, 44 nè, 04 nè, 24 nè, 77 này đang xài nha mấy chế. 03 nè, 09 nè, 05 này cũng đang xài luôn nha mấy chế. Số em đang xài hết nha. Có một số bị phá thôi. Dây bi nhỏ đi chế. Dây bi nhỏ nãy giờ cô đâu rồi con? 550 em chịu ơi. Đợi chế cái nãy chế nào hỏi gì quên mất tiêu rồi. Dây bi nhỏ này chịu ơi. Dây bi nhỏ em có đây 550 em ơi. Chịu Diễm ơi. Ok chứ, cảm ơn em. 550. À cái em gì coi bộ màu vàng coi gọi em ơi. À lấy bộ lại cho mấy cô coi cái nữa nè. Dạ, em cho mấy chế coi bộ màu tím thì em khỏi coi em nha. Nè, màu tím nè. Màu tím nè. Dạ, em lên bộ, đang lên nhẫn nè. Đang lên nhẫn mới có số 9 nè. Cho coi bộ cái đang nhẫn nữa nha mấy chế. Dạ. Dạ, Ngọc Ngọc ơi, hôm qua em có mua cái nhẫn trơn một cây hả? Cái không một cây chưa ai gửi, cho số điện thoại lại đi em. Một cây 250, một cây vuông 250. Đồng giá nha. Cho số điện thoại lại, ngày mai nhân viên điện cho em Ngọc ơi. Chắc có điện cho em mà sợ em không bắt máy á. Dạ. Nè cô Trinh ở Đồng Tháp nè. Thấy không mấy cô nương. Chị Trinh ơi, đủ rồi vậy chút chị ngủ ngon. Sáng chị còn đi bán nữa. Dạ. Sáng nay bán sớm đủ đi. Chị yêu, mai sáng em gửi sớm cho chị. Đi 58 đúng không? Đi 58 đi xong rồi chị yêu. 58 nha. 58 nha. 58 hay 60. Bộ màu hiu nè mấy chế. Đẹp chưa? Bộ màu hiu nè.
đỉnh nói luôn nha. Dạ, bộ màu nguyên nè. Dạ, bộ màu nguyên. Anh Trương ơi, chị Mai chào em anh Trương ơi. Dạ. Dạ, hiện trạng đây dòng nông, một cây ni 58 là dòng bán dẹp, dòng bán tròn hiện ơi. Nè, nói cho mày biết đi để gửi lộn. Hôm qua có một chị khách sợ lộn, mày sợ lộn nè. Dòng tròn. Rồi, dòng bán dẹp. Dòng bán dẹp chẳng hiện ơi. 330 cái bao ship ni 58 có em. Em lấy cái nào? Dẹp. Đẹp lắm á. Cái nào cũng đẹp như vàng 24k nha. Rồi, lên bộ cho mấy chế coi cái nè. Bộ màu xanh dương nha. Bộ màu xanh dương. Cái mặt nè. À, đồ bông. Dạ, bộ màu xanh nghiêu nha mấy chế ơi. Bộ xanh nghiêu nè. Đó. Bộ xanh nghiêu giùm em nha. Xanh nghiêu. Bộ xanh nghiêu nha. 2,1 triệu nha mấy chế. Rồi. Bộ màu trà đẹp lắm mấy chế. Bộ màu trà quần nghe nó đẹp. Màu trà là vàng thiệt. Mình đang hot luôn nha mấy chế. Nè. Mấy chế coi tiệm vàng của anh mấy chế biết nè. Dạ, bộ màu trà nè. Bộ màu trà nè. Đó. Đẹp chưa? Màu này đẹp nhất nói luôn nha. Rồi ạ. Bộ màu trà ở ngoài đẹp lắm nha mấy chế ơi. Thấy không? Em để gần cho mấy chế coi nè. Dạ, bộ màu trà rất là đẹp nha. Tròn chị. Ok em nhận hiện ngay. Chứ cảm ơn em. 330 lấy một chiếc đẹp tí nữa nha. 158 chứ có. Rồi. Bộ màu trà nghe mấy chế ơi. Bộ màu trà giùm em nha. Dạ, bộ màu trà, bộ màu tím, bộ màu vàng, bộ màu hiu. Mới có 4 màu thôi nha. Mấy chế lấy giùm em bộ 2,1 triệu. Bây giờ bộ tím em đang đeo. Rồi bộ vàng nè. Đó, bộ vàng nè. Bộ vàng nè mấy chế. Em lay nhẫn lên nha. Chế nào lấy bộ lấy giùm em nha. Rồi mấy chế coi bộ màu trà nè. Đó, nó đẹp chị đó. Có được từ bộ đi con, để lột. Em lay nhẫn thêm cho mấy chế nha. Rồi hồi nãy các em về hỏi cái dòng em bé là bên Mai có dòng đồng vàng thôi. Em bé đeo cũng được. Chỗ mùi hôi tay được, ok tốt luôn. Có 100k. Em có đủ ninh. Dạ. Còn dòng người lớn thì cái đó có 2 chỉ nha. Cái này có 2 chỉ nha. Còn cái này 5 chỉ là 150. 2 chỉ là 150. Có ninh lớn thì nhỏ đủ hết trơn nha mấy chế. 2 chỉ, 5 chỉ. 2 chỉ có 100. Dòng bên em có đóng mộc hết trơn. Dạ. Đồ đẹp quá chị ơi. Dạ, ok chiêu. À, Nguyễn Thị Chiêu ơi, chị Mai cảm ơn em. Dạ, xi men lưỡi gà có ni 56, 58 không chế? Dạ có, bỏ xi ơi. Em lấy xi men nào em? Nè, xi men nè. Xi men chế đang đeo là đeo thường luôn, không ngứa nè nha. Em đeo thường mấy ngày nay đó mấy chế. Em đeo ngứa là em đeo 6 tiếng hồ thôi. Từ đây buổi sáng là cái tay em ngứa vô hết nha. Em đeo luôn. Có xi men mỏng. Em chỉ mấy chế cái nữa. Dạ, cái này đeo mấy chế thì cái bọng này là ở trong ruột nó bọng nha. Mấy chế đeo nó vô nước. Thì mấy chế vũ gì nè. À, em vũ gì nước nó văng ra trên. Em có vũ rồi, em mập rồi, em đeo mấy ngày nay. Nước văng ra hết. Phá lưỡi gà như dầm thiệt. Một bộ, một chiếc, một chỉ. Bảy chiếc, bảy chỉ em có căng rồi luôn. Nè mấy cái 600 nha, 600. Chị Mai có dây chuyền em bé 4 tuổi. Dây chuyền em bé 4 tuổi, bé gái, bé trai em. Bên chế 6 tắc. Em bé thì chế cấp cho em nha, có luôn. Rồi xi men đó là xi men là xi men kim cương 600. Xi men kim cương nữa nè mấy chế, em để gần cho mấy chế coi. Cái này bản dẹp nha. Bản dẹp. Một bộ 7 chỉ luôn. Một chiếc một cây. Một chiếc một chỉ. 7 chiếc 7 chỉ. 650. Cái này bản dẹp. Mấy chế lấy một bộ đi, đẹp lấy nữa nha. Em làm y mẫu vậy không mà không có đổi mẫu đâu. Đổi mẫu mất công quá. Rồi. Xi men gu xì. Chữ gu xì nè mấy chế thấy không? Đó. Chữ gu xì nha. Ok Trần Hiền ơi, chứ cảm ơn em Trần Hiền ơi. Rồi dòng xi men em lấy là dòng trơn em lấy là dòng tròn nông nè. Lấy một chiếc đi đẹp đấy nữa. Mai khách em một chị lấy 15 chiếc luôn. Một chị lấy 9 chiếc luôn nè. Đó, mấy chị lấy 7 chiếc luôn. Đẹp lắm nha. Y như vàng thiệt, cái màu như vàng 24k mình. Lấy một chiếc bao ship đẹp đấy nữa em. Rồi, cảm ơn em. Rồi bu xì nha mấy chế. Bu xì 780. À, Gucci 780. Cái chà neo nằm đâu rồi? Chà neo đây phải không con? Bây giờ cái mắt nó bị yếu quá mấy chế ơi.
Chanel 780 luôn nha mấy chế. Chanel 780 luôn. Đó, có bốn mẫu này là bộng. 7 chỉ 7 cây phá vô giờ thiệt. À bé gái hả? Em ơi, bé gái nếu mà cháu nhỏ thì đợi Mai đang làm dây chuyền nhỏ nhiều lắm. Còn nhỏ nhất bên Mai là cộng này nè. Cộng này nhỏ nhất nè. 550. 550 em. Rồi vài bữa có Mai like cho em đang làm xi măng nhỏ, đang làm dây chuyền nhỏ nhiều lắm Quỳnh Mai ơi, để cho mấy chế đeo ở nhà đó. Nha, cháu nhỏ đợi Mai đi. Có dây nhỏ nữa mà chưa có làm gọi. Thật ra Mai chưa có bán. Chị Mai có bán xi măng 4 ly. Có xi măng 4 ly có cho em. Xi măng 4 ly. Cái mẫu này 4 ly đó. Vu xì 4 ly nè. Chờ neo 4 ly nè, 780. Còn cái bộ này, cái bộ này đẹp dữ lắm nè, đặt. Cái bộ này đặt. Đợi vài bữa đem Quỳnh Mai ơi, có cho like liền. Dạ, bộ này là 7 chiếc 7 cây. 7 chiếc 2 cây. À 700. Cái này. Cái này nữa em mua cho em. Bé ok em, cảm ơn em. Đợi chế có cho like liền. Cảm ơn em nha. Cái này mở phá vậy nha mấy chế. 7 chiếc 7 cây. 7 chiếc 7 cây. Chị đo 19 em. Dạ, rồi, ok chị. Mai sáng gửi tóc hành cho chị em. Một bộ màu tím đi 19. Cái phá luôn. Rồi đẹp. Trời ơi nó đẹp. Đẹp tình á. Đẹp quá chị Trinh ơi, bữa nay em làm cái phá thì nhìn nè. Cái phá nè. Nó khích giật luôn. Như dần thiệt luôn nha chị. Mai sáng gửi sớm chị. Mai sáng gửi sớm. Bắt đầu em lên xi măng, chắc là chọn xi măng hộ em nha. Dạ, rồi em. Hai bộ ni 56. Dạ ok Mai Lê ơi. Dạ cảm ơn Mai Lê. Đồ em hai tầng. Hai tầng chị nha, được chưa? Sao không thấy gọi gọi em? Ủa, em ăn vô rồi. Cho cái số điện thoại lại đi em. Cái. Hai tầng rồi hả? Hai tầng rồi là chắc đi tới nhà em xong rồi em không nhận đi tới nhà chị rồi. Hai tầng rồi. Dạ em lên nhẫn nữa nè. Cô lên nhẫn 150 cho cô đi con. Em lên nhẫn này 250 xong em lên nhẫn 150 cho mấy chế nha. Dạ. Rồi tá lỡ tùm lum mấy chế thông cảm giùm em. Dạ có nhẫn cưới ni to không cô? Nhẫn cưới ni to có ni mấy em? Nhẫn cưới cái này cho bán 150 anh chứ. 150 anh chứ. Con coi hộ cô nhẫn cưới nằm đâu cô? Nhẫn này 250 nè mấy chế ơi. 250. 250 nha. Em còn hết màu đỏ rồi. Dạ em còn xanh lá này ha. Xanh lá nè. Xanh lá nghe mấy chế sáng lấp lánh luôn, mới đẹp. Đen nè. Đen nè. Rồi cái xanh tím tím nè. Xanh tím tím và xanh xanh biển. Dạ. Xanh biển em ơi, nhẫn cưới có nha em, 150 một chiếc. Dạ chiếc này 250 hộ em nha mấy chế. Chiếc này là nằm đây nè. Đó, màu xanh, màu đen, màu tím đó. Xanh lá nha. 250 bao ship. 250 bao ship mã số 10. Nhẫn cưới em có xi măng phá lưỡi gà ni 50 giá 600. Dạ ok liễu. Liễu thạch đây ni 60, ni 50, ni 548 mai dựng. Rồi 600. Mai đang đeo nha. Kim cương nè, ngày thường mai đeo luôn đó. Ngày thường mai đeo đó. Dạ ok. Rồi em ơi xin cảm ơn em. Rồi nhẫn cưới nè. Nhẫn cưới nè em ơi, có cái sòn ở trên nè, thấy không? Dạ. Nhẫn cưới nè em ơi, 150 một chiếc cái bao ship cho em luôn nha. Cái ni này là lưu 8 á, nếu mà nhẫn cưới là mình đeo ngón này nha. Nhẫn cưới mình chỉ đeo ngón này thôi nha. Mai đeo gọng linh luôn nè. Nhẫn cưới có nhẫn kiểu hả? Nhẫn cưới có nhẫn kiểu. Từ khi nhẫn cưới là ta lấy nhẫn này. Còn em lấy nhẫn này không? 150 luôn nè. Nhẫn này nó cũng giống giống nhẫn cưới nè. Nhẫn cưới là thường khi có cái đơn giản nhỏ nhỏ mà nó có cái sòn ở trên nha. Đó là thật yêu nhẫn cưới. Nhẫn cưới 150 nha mấy chế ơi, em bao ship. Dạ, hàng xuất sắc. Dạ, ok chị Dương qua nha. Em cảm ơn chị. Rồi nhẫn đẹp nữa đây, 195. 195 nhẫn bông mai. 195 nha mấy chế. 195 hôm mai 195 em bao ship mấy chế nha. Dạ, 195 em bao ship. 195 bao ship mã 11. Mã 11 bông mai 7 màu.
rồi một nhẫn cái nơn. Dạ, ngón chanh đi mấy chị? Chị hả? Chị cái tay chị ngón chanh chị có đi sáu à? À miền Tây quê tôi ơi. Mấy chị ơi, mình mua nhẫn này mình tặng cho xã mình mấy chị. Sao không? Không có đẹp cái nhẫn này. Không có đi ra ngoài, không cua gái là không em nào thấy chiếc nhẫn này ta chạy mất tiêu bỏ dép luôn. Là chiếc nhẫn này nhẫn cưới là biết. Biết mình có đó. Có bà xã rồi nha. Lỡ ông đi ra đường. Ông ra thấy em nào đẹp quá ông ghẹo. Em nó nhìn lại thấy chiếc nhẫn trên tay là chạy liền, không có dám trả lời đâu. Nghe lời em đi, mua chiếc nhẫn này tặng cho ổng đi. Có 100 à. Ổng tặng cho mình tặng cho ổng cái mày gì vậy đó mấy chứ. Tặng cho ông xã một chiếc nhẫn. Đúng. 150. Thôi mấy ông chửi em nữa. Bán luôn nhiều chị. Chiếc 150. Dạ. Đồ lót ngọc tiếp. Hello con, cô xin nhắn tặng cho anh yêu đây Ngọc Tiến ơi. Nè, 150 nè con. Để cho ông xã khỏi ra đường cô gái. Ông cô cái người ta thấy chiếc nhẫn là chạy bỏ dép luôn. Anh này có bà xã rồi mà còn cô gái. Đâu ai dám ưng đâu, không đâu ai em trả lời đâu, chạy liền. Em giỡn chút cho mấy chén. Dạ, xã chết chút đi. Dạ, nhẫn cưới có. Nhẫn cưới chế có đi 4, đi 5, đi 6, đi 7, đi 8 em. Dạ, thứ 8 là bự á. Thứ 8 là chỉ đeo món này nè, thấy không? Đó. Ông xã em bự không? Em bự không? Nhẫn cưới là mình phải đeo món này. Nha mấy trái đẹp, ngón chanh và nhẫn cưới. Là đúng luôn. Còn mấy trái đeo món giữa này phải. Xuất sắc luôn, đẹp lắm. Mấy trái đeo nhẫn này là chiếc món giữa này là để giữ tiền lại nha. Còn mà đeo nhẫn cưới chiếc này không đúng. Em nói thiệt, bạn bán không biết chiếc này là nhẫn cưới là đeo món này. Món này là nhẫn cưới. Rồi, 195 bao xích. Ngọc Tiến ơi, ngủ đi, qua cô hoài, cảm ơn con. Dạ, 195 màu ship, dạ em còn 5 màu, màu xanh lá và màu tím và màu đỏ và màu xanh đen và màu xanh ghiêu. Dạ, 100.000, xin lỗi 195, 195 màu ship. Dạ, một cái da gớt luôn con, lụm con. Dạ, mã 12 nha mấy chơi, 195 màu ship. À, Su Su ơi, chứ chào em Su Su ơi, nhẫn kim tiền, bữa nay chắc có đi nhỏ luôn em. Ni 4 số luôn. Dạ, bữa nay chế có đủ ni nha. Rồi, em mai nhẫn này cho mấy chế nha. Dạ, nhẫn 150. Chiếc này 150 em có màu đỏ và màu. Con cho cô mong nhẫn cưới lại không? Su ơi. Mẹ. Bữa nay nhẫn kim tiền. Mấy nàng công chúa ơi, bữa nay mai có đủ nha. Ni 4. Ni 4 có luôn. Ni nhỏ xíu nè, muốn chặt luôn nè. Có út nè. Có út mai là nhỏ xíu nè. Đó, mấy chế thấy đèn mở ra mở vô cái chế biết nè. Có đi 4 luôn nha. Dạ, có đi 4 luôn. Chẳng kim tiền, có đi 4 luôn. 200 bao ship. 200 bao ship vô được không sao. 200 bao ship. Dạ, chị Mai ơi, nhẫn kim tiền. Ok, Su Su rồi, chế cảm ơn em Su. Rồi, chế nào lấy nhẫn cưới em khỏi like nha. Nhẫn cưới em khỏi like. Em like chiếc này. Em like chiếc này. Dạ, em có hộp rõ và có hộp trắng nha mấy chị đẹp. Em có đủ ni luôn. Đó, chiếc này đi nhỏ nè, đi 5 á. Em có đủ ni nha, chiếc em còn rất nhiều. Em có trắng có đỏ. Dạ, 150 em bao ship. 150.000 em bao ship nha. 150.000 bao ship mã 12. Rồi, chứ đẹp nào lấy nhẫn cưới em khỏi like nha. Rồi, em có nhẫn em bé nha mấy chế. Nhẫn em bé trai bé gái có luôn. 150 bao ship luôn. Còn nhẫn em bé hơn thôi con. Dạ, 150 bao ship luôn. Rồi, chứ đẹp nào lấy nhẫn lông mai. Nhẫn cái nơi có 195 em bao ship luôn. Mấy chế mua trang sức bên em khỏi sợ mất tiền ship. Mà khỏi sợ em đặt ngọc cộng cảm một gì hết trơn. Mà nhận hàng được, xem hàng trước khi nhận hàng nha. Mấy trái mua của em là ok luôn. Em sẽ cho mấy trái xem hàng trước khi nhận hàng. Đó. Mấy trái như Cà Mau hả? Mua của em 10 mấy triệu. Khỏi cộng cạp luôn. Cháu em sợ, nó đây cô ơi. Cái cô này mua nhiều quá, 10 mấy triệu cộng cạp không cô? Chị đó mấy trái nhận của em hết trơn. Tại đồ em là bao đẹp mấy trái. Không len, không khoai. Đeo hoài, thay dàn thiệt luôn. Rồi, nhẫn em bé nè. Nhẫn em bé nè. Đó, nhẫn em bé nè. Em sẽ lên nhẫn em bé cho mấy chế coi. Bữa nay nhẫn kim tiền có 14 em Su Su rồi. Lấy hậu chế nha. Rồi, nhẫn em bé nha mấy chế. Nhẫn em bé 150.000 bao ship. Nhẫn em bé 150.000 bao ship. Mấy chế mua cho con mình. Mấy cháu trai. Đó, mấy
mấy nít nó đeo nó bực lắm, mấy cái lỡ có rớt có mắt cũng sao, có 150.000 à, mà được lúc mồ hôi của mấy cháu nó không có đổ mồ hôi tay luôn, rất là tốt nha. Dạ, nhỏ em bé 150 rồi, em có em bé gái luôn nha. Dạ, em bé gái trái tim nè, em bé gái trái tim nè, em bé gái 150 nha. Đó, bé gái bé trai 150, bé gái có cái hộp đỏ nữa nè. Bé gái em được 3 mẫu, 2 trái tim với 1 đỏ này. Dạ, nhắm bé trai 150 luôn nha mấy trái. Bé gái bé trai 150 giùm em. Dạ. Lấy hộp tím. Hộp tím. Hộp tím đồng đeo còn màu gì nữa không chị? Tím này đó Ngọc. Ngọc Ngọc ơi, bộ quá em. Phải không em? Em mới vô hả? Mới được. Bộ chứ. Có 4 màu em. Bộ màu già. Bộ màu già. Còn lấy cái 4 cái dòng này là hộ cô. Muốn có lắp lên cho cô Ngọc Ngọc coi. Bộ 2 triệu mốt Ngọc ơi. Chắc có mặt mới làm xong chiều nay. Có màu già này ha. Màu vàng nè. Màu xanh view. Dạ. Ok em. Chắc lấy một thứ chiếc chồng lên hộ cô đi. Bây giờ lai nhẫn. Chắc đang lai nhẫn. Dạ nhẫn mã 12 tiếp. Dạ ok chị. Ủa mã 12, mã 12 có màu đỏ chứ màu. À mã 12 đây. Có tím em ơi, 195. Con cho cô mã 12 tím đi con. Dạ. Con một chiếc vòng thôi. Em ơi, màu tím nè. Con lấy chiếc vòng, đúng rồi lấy chiếc vòng. Cho thứ chiếc cho cô một cặp coi cái con. Dạ. Nó cắm thạch 250 còn ni 21 không chị? Dạ không. Thôi Nguyễn ơi, cái này bự quá không có em ơi. Cái này đó không có bự nha. Cái nào có bự chị like cho em liền. Cái đó không có bự thầy Nguyễn ơi. Nói ơi. Cái đó không có bự. Cái khác đi. Cái cẩm thạch đó không có đi to em ơi. Không có đi to. Em ơi, chứ có 4 màu này em ơi. Chứ làm được mới được có 4 màu. Ngọc Ngọc ơi, bỏ quá nha em. Mà chứ đưa em cho cái lắc thôi tại chứ đang bay nhỏ. Nè em thấy không? Bộ vàng, bộ trà, bộ tím, bộ view. Có 4 màu nha. Có 4 màu. Là giống như chế đang đeo nè, bông nè, lắc tay, mua Phật à, lắc tay nè, mặt dây chuyền nè, 2 triệu mốt, bao ship, màu trà đẹp dữ lắm, màu tím đi, vinh bộ màu tím đi, nãy giờ mấy chế lấy màu tím quá trời luôn, rồi lên nhẫn tiếp nha, dạ, lên nhẫn tiếp mấy chế, nhẫn chiếc lá 150, nhẫn chiếc lá 150, chiếc lá 150 mã 14. Cô cho cô cái nhẫn màu tím thôi, cô nào lấy nè. Dạ, nhẫn màu tím 145, 195 nha em ơi. 195 màu xíu. Dạ, rồi đi. Nhẫn đôi màu tím. Nè, mấy cái này nhẫn cái mo nè. Nhẫn mo nè. Cái nhẫn tròn mà mo hợp dịp nè. Cái kiểu nè, cái bên sòn, cái bên kiểu nè. Rất là đẹp luôn nha. Dạ, 150 bao ship, chiếc mẹ em còn mười mấy chiếc thôi. Mấy cái thấy đẹp không? Từng ship ba mấy ngàn rồi. Mấy cái coi chiếc nhẫn này đeo hoài. Ghẻ đẹp. Sai mệt nha. Dạ, đeo được chị bệnh luôn. Đó, chị đổ mồ hôi tay, tê tay, cao huyết áp. Rất là tốt cho mấy chế độc đeo cho sức khỏe của mình luôn mà có 150. Mấy chế thấy thật là đẹp nha. Chiếc cái mò, chiếc nhẫn cái mò mã 15. Đây em ơi, chiếc nhẫn màu tím 150 nè. 150 hoài à. 195. Rồi cảm ơn em nha. Nhẫn cái mò đây mấy chế ơi. Nhẫn mò em còn mười mấy chiếc. Mười mấy chiếc hết. Mò bự quá. Cô nó rất là sang nha. Rồi chế nào lấy nhẫn em bé gái bé trai. Nhẫn bé gái bé trai giùm em nha. 150 bao ship. Dòng em đang đeo có bộ. Chị Lê Phượng ơi, cái bộ này chị. Cái dòng này, cái lắc tay này là bộ quá chị. Dạ bộ nè. Bộ nè. Đó nhẫn nè. Rồi nó bông nè. 2 triệu mốt. Lấy cho chị em có màu mới vừa lên màu coi đó. Màu trà, màu riêu, màu vàng. Đó đẹp chưa? 2 triệu mốt chị. Để dành đi đá với chị chơi đeo mấy cái mua bộ này hả? Dập thiệt mình 3-4 triệu tiền công rồi nha. Bộ này em chưa tách lẻ ra được cho mấy chế ơi. Dạ. Khách đặt nhiều quá em chưa có làm lẻ được. Không làm kịp. Để em làm nhiều xong em sẽ chia lẻ ra cho mấy chế. Mấy chế đợi em nha. Rồi. Nhẫn này mấy chế ơi. Nhẫn này là cái hộp có gác dài chính giữa nha. Đó, hết chiếc nhẫn luôn. Hai bên đây, hai bên sọt. Rất là đẹp, em còn mười mấy chiếc thôi. Em bán cho mấy cái đẹp 150 cho hết luôn. 150 nha. Đặt hàng đi để hết á. Hết là không có đâu thiệt. Không có ai bán chiếc nhẫn này mà
em gửi mà đồng cho mấy cái đẹp đó này đâu nha. Không đen không phai đẹp, mã 16 giùm em, mã 16 trăm rưỡi luôn. Rồi chiếc này là chiếc ông địa nè, chiếc nhẫn này nhẫn ông địa em này, mấy cái nữ đeo được nha. Rồi chiếc này em có đi nhỏ luôn đó, chiếc này em còn mười mấy chiếc luôn. Chiếc này 200 ông địa, ông địa nha, ông địa 200 mã 17, ông địa 200 mã 17 sắp hết nè. Được chưa? Nhẫn sòn này đẹp nè, chiếc nhẫn này nè em bao đẹp mấy chén luôn nha. Nè mấy chén nhìn nè, đó nó tia nè nha, đẹp lắm. Ba từng sòn y như nhật vậy, chiếc sòn trắng này gấp nè. 200 bao xích nha mấy chén ơi, lấy chiếc này 200 bao xích, 200 mã 18. Dòng em đeo có bộ nha mấy chén. Dạ em hỏi Simenco mới để chẳng hiểu luôn. Em lấy Simen đã. Simen một trà đây nè. Em chọn mẫu giùm chị đi. Trang Duy Nguyễn rồi, Trang Duy Nguyễn rồi. Nè. Simen. Simen Simen Chanel. Simen Chanel. Cái này cũng mặc yếu quá mấy chị ơi. Nè. Simen Chanel nè. Đó, Chanel nè. Chanel nè, phá lửa gà như dòng thiệt nè. Em coi giùm chị cái nha. Rồi chị đang đây nhẫn á. Báo mà nhẫn mặt ngang, nhẫn mặt ngang có đi bự á, nhẫn mặt ngang có đi bự nè Thời Nguyễn ơi, nhẫn mặt ngang mày có đi to nè, nhẫn mặt ngang mày có đi to nè, nè nhẫn mặt ngang này mày có đi bự chả bao lửa đi 22 có, cái nào có mày nó có nha, nè. Đó đây, rồi 220 rồi, ngày mai Văn Vinh sẽ lấy đồ em ra tiện cho em, ok cảm ơn em Thời Nguyễn ơi, đừng giận cho mai nha, thông cảm. Em mua đồ chị mối rất là nhiều em biết chị rồi, khỏi sợ. Ủa cái đơn này có ai, tụi con để đây lấy hồi mắt đơn của người ta nè mấy con nương ơi. Rồi chiếc nhẫn sòn này 200 nha mấy chế, em cũng còn nhiêu chiếc nè, trang sức mình em mấy chế mua đi, khỏi sợ đen khỏi sợ phai. Tụi con nhẫn 150 đi con ơi, lên nhẫn 150 đi, hai cái nhẫn đơn màu tím dạ ok chị Tâm Nguyễn ơi, đỏ chiếc tím 195 chị, bán cái nhẫn mặt ngang dạ ok chị, nhẫn mặt ngang em đang đeo 250 là mấy cái một cây đồng vàng nha, đồng vàng nha mấy cái ơi, đồng vàng chị cho em chiếc nhẫn em bé trai màu xanh, em bé trai mi ba màu xanh có em, mi ba có em hoài hoài an ơi nè, mi nhỏ có em, cái nhẫn này em bé mà mi ba mi bốn có, màu xanh có nè, màu xanh nè, màu xanh lá nè, chiếc này màu xanh lá đó nha, chiếc này màu xanh tím nè, tại mai đeo vô cái tay thấy vậy đó. Chiếc này màu đen 150 chứ bao ship dạ ok Hoài An ơi, chắc cảm ơn em rồi. Nhắn yên ngựa cái mấy cháy 150, em còn có 5 chiếc này 100 dạ. Mặt ngang ni 5 cho em Ngọc Ngọc ơi, màu mặt ngang ni 5 thì đợi cái 2-3 ngày nữa mới có nha, bữa này hết mặt ngang ni 5 bữa nay hết nha mấy cháy, hết rồi. Còn như 7, như 8, như 9 trở lên, như 10 trở lên nha. Như 5 hết. Ngọc ơi, bữa khác nha. 2 ngày nữa. 2 ngày, 3 ngày nữa có. 2 ngày nữa, 3 ngày nữa có đi nhỏ. Cái đang làm. Rồi. Bữa nay hết nha. Bữa nay, cái như 5 này còn. Cái nhẫn tròn này như 5 còn. Còn cái nhẫn này hết. Hết, mày bán hết nha. Hết bất công mấy cháy, sợ mấy cháy ở Sài Gòn mấy cháy chạy qua nhà em không có, nó thiệt luôn. Nhiều chế loại lắm, bữa nay cũng có em loại chạy lại nè, thì mai em thấy chiếc nhẫn đẹp quá chạy qua lấy như nhỏ hết rồi, gửi hết rồi, tại em bán nhiều lắm mấy chế thấy nhiều nhưng mai em gửi là hết rồi, thiệt bữa nay hết rồi em ơi, đợi chế về bữa đi, đang làm nha, có nhỏ làm mời chế like liền, dạ chiếc nhẫn đi ngựa nè mấy chế, 150 bao ship, 150 bao ship, dạ em còn 4 vòng, em còn 4 vòng, đây, mấy chế coi trên đây cho nó dễ đi, nè. Màu đen nè, màu đỏ nè, xanh biển nè. Dạ, xanh đẹp, xanh tím nè dạ, 150 bao xích. Lên dây đi chị. Dạ ok, chẳng phú rồi. Đợi chế chút xíu chứ lên dây cho em coi liền nha. Đợi chế đang bay nhẫn. Chế này nhiều chút rồi. Dạ mã 19 giùm em nha. Mã 19 150. Mấy chế mua em thấy mình có chị em gì đó, mình tặng cái chiếc nhẫn này cho chị em mình, chắc là quý. Dạ. Em có mấy chị mối em may ơi, tặng chiếc nhẫn cho chị em mình chắc là quý mấy chế. Ta đeo hoài đâu có phai đâu, vừa làm trang sức được mà vừa được chị tê tay được, rất là tốt. Dạ.
cảm ơn chết rồi. Để nếu không mình cho tiền một chiếc nhẫn này 200, em cũng còn nhiều đây, chiếc chọn em rất là đẹp nha mấy chế. 200 em bao ship mấy chế luôn, 200 bao ship mở 20, 200 bao ship mở 20 mấy chế, nên nhẫn đẹp lắm. Dạ ok, em lấy cái nhẫn em bé đấm đi chứ, cảm ơn em. Chiếc nhẫn này rất đẹp nè mấy chế, nhìn kỹ nè. Đó nè, cái sòn em làm 4 hộp đây nha, 4 hộp sòn bên đây, 4 hộp sòn bên đây chị em luôn. Tại vì đó, bữa nay chị thấy em mừng quá. Dạ Trầm Tú ơi, chào Trầm Tú. Trầm Tú ơi, Trầm ơi, thấy thương quá. Chị thấy là chị đọc liền à, đọc liền. Long Lê ơi, Long Lê lấy mã 20. Ok Long Lê, cảm ơn em. Dạ em thấy mấy cái mua, mấy cái bình luận em mừng lắm. Thiệt luôn, em đọc hết, em chạy lẹ quá, em đọc không kịp. Dạ bữa nay thấy là mừng quá hả. Trần ơi, cảm ơn em. Quái ruột ơi. Dạ chiếc này em có 4 màu hay mấy cái, coi màu đi em like siêu quá rồi. 9:45 rồi, để em like cho mấy cái cho anh nhanh. Dạ chiếc này hộp xanh đen, chiếc này hộp đỏ, hộp xanh lá vàng. Có 150 em bao ship, có 150 bao ship. Dạ ximen em đang neo liễu thạch đây, 600 một bộ. Đợi em để nhẫn xuống em lấy cho chị coi đi. Dạ chiếc 150 em có 4 màu, mã 21, mã 21, 150 ngàn. Tặng quà mấy chế, em bao mấy chế đẹp luôn. Không bao giờ đen mà không bao giờ phai. Mình cho chị em, mình cho bạn, mình rất là quý, rất là quý. Đã nhiều chế đeo đồ của em, trang sức của em là đầy tay luôn, hết hết chỗ đeo luôn. Em bán mối không à. Mấy chế mua của em hoài là em bảo đảm. Đồ em đẹp lắm, mấy chế yên tâm. Dạ ximen chế đang đeo một bộ nhiêu tiền? Dạ ximen chế đang đeo 600 em, 600 đây nè, chế đây gần cho thấy nè. Ximen chế đang đeo 600 em mình, không ngứa, không bao giờ ngứa nha. 18 cái mấy chế nữa thiệt. Hồi xưa mà chưa bán trang sức nha, mai mua mai đeo cộng dây chuyền xi nha, cộng dây chuyền xi điệu điệu mà, điệu điệu đeo cộng dây chuyền xi nè. Đây qua Thái Lan cái là ngứa luôn, cái cổ tháo cộng dây chuyền giục luôn, giục bỏ bảnh luôn. Đeo đắt tay phải không? Đeo nhắc đi chơi mà đâu có đeo vậy, đeo vàng thiệt đâu, đeo vàng giả chứ đeo vàng thiệt gửi mắt sao. Đeo đắt tay từ đây qua bển ngứa quá, tháo ra luôn. Thiệt. Đeo đồ xi là em đeo 6 tiếng ngứa là em đã bị ngứa, em mới chết. Em đeo vòng hôm qua tới giờ, hôm kia tới giờ nè. Có nay 2-3 ngày rồi đó. Không ngứa không gì hết nha mấy chế nè. Ngứa em tháo ra rồi, em không có đeo làm gì. Mà em đeo thử cho mấy chế coi nó đẹp cỡ nào nha. Em bán phải đeo tất cả đồ em làm lên về nhân viên em đeo hết. Đứa nào cũng đeo hết. Đẹp, em không bán cho mấy chế. Còn xấu em không bán đâu. Xấu là phải làm lại đó. Em nói thiệt luôn nè. Nhân viên đứa nào cũng đeo đồ trong người chân. Điều kia ha, nó đâu có chịu đeo đâu. Mới làm mẫu này mới về bắt nhỏ đeo rồi. Đứa nào cũng đeo hết trơn á. Bộ 600 mấy chứ ơi, 600 phá lưỡi gà nha. Nè em bỏ phá cho mấy cái đẹp coi rất là dễ. Phá lưỡi gà dài rất đẹp nha. Trong chiếc chồng em có đóng bọc ký hiệu shop em nha. Bình mai 10k. Cái này là đồng chứ không phải vàng. Từ cái ra tiệm vàng bán nha mấy chứ. Từ ra tiệm vàng bán nha. Đồng nha. Dạ, nhẫn kim tiền 200. Ok chẳng qua ơi. Thế cảm ơn em chẳng qua. Có này nhỏ luôn em, có này nhỏ luôn. Có này 4 luôn. Su su ơi, nhẫn này có bữa nay có này 4 nghe su. Nhẫn kim tiền đẹp lắm. Nè, nãy có mấy chế nhận rồi. Mai ơi, nhẫn kim tiền đẹp quá. Kim tiền dài. Dạ. Cho em một cái vòng 5 chỉ. À hoa hồng đen ơi, vòng 5 chỉ bên chế có hai loại em. Cái loại này 150. Có mở phá. Có mở phá. Thích cái nào? 5 chỉ. Lấy đặt đi, nếu mà cái tay mình mà mềm mềm á thì lấy đặt. Dạ khoa giỏ ơi, em lấy cho nhận cưới đi chính. Ok em 150 chứ bao ship. Nhận hàng cho xem hàng trước khi nhận hàng. Mấy chế cứ mua đồ em, không bắt chế nào cọc cạc mà cho mấy chế xem hàng trước khi nhận hàng nha. Đẹp lấy không đẹp cho cô tá đem về. Dạ mai qua mã 21 màu xanh. Dạ ok đi số 7 có em, cảm ơn em. Dạ có 150 à mai qua. Ok chứ cảm ơn em nha. Rồi nhẫn kim tiền 200. Ok chẳng qua luôn, cảm ơn chẳng qua luôn. Rồi em ơi, hoa hồng đen ơi, qua giùm chế nha. Cái dòng này cũng 5 chỉ mà không có phá nè. Nè đặt nha 5 chỉ, 150 cho bao ship. Lấy một dòng đẹp lấy nữa.
Ba trái cứ mua bên em một chiếc vòng thôi. Em bao ship cho ba trái hông này để lấy nữa. Chiếc vòng này em chỉ cách cho ba trái đeo là không bao giờ xúc, không có phá, nhưng mà đeo vĩnh viễn không xúc, không bao giờ xúc là ba trái sẽ đeo cái vòng này. Ba trái bẻ vô một bên một phân gì nè, một bên một phân gì nè nha. Rồi ba trái đeo vô, đeo vô rất là dễ. Rồi khi mình gài lại, khi mình gài lại là nó sẽ khít, không bao giờ nào hở. Cái dòng simen em đeo cũng vậy nè, em sẽ chỉ cách cho mấy trái đeo chăm sóc nha. Đeo vàng cũng vậy, nhiều trái đeo gạch lắm, nhiều trái thì không biết. Thì em nói thiệt, cái dòng này thí dụ như mấy trái mở phá gì nè, rất là dễ đeo. Rồi nó bật vậy đúng không, mấy trái cứ bẻ vô đại đi, không có gãy đâu. Một bên sâu vô chút xíu, sâu vô chừng phân gì nè, sâu vô phân gì nè. Khi mấy trái đeo vô gài vô là nó sát, không bao giờ hở. Đó, cho nó giống thiệt, cho khỏi ai nhìn ra là chăm sóc hết trơn nha. Đồ của em mấy trái đeo ngày thường rửa xà bông rửa chanh là sáng đẹp. Dạ, em lên nhẫn nữa cho mấy trái. Dạ, nhẫn mã 21 ok, hồng đào. Dạ, cảm ơn em. Dạ, hoa mai cũng nhẫn 21 luôn, đẹp luôn. Rồi nhẫn này cũng có 150 nè, 150 luôn, em có đi to luôn. À, Thời Nguyễn ơi, chiếc này chiếc con đi 21 luôn nè Thời Nguyễn. Chiếc này có 150 nè, đi 21 bộ luôn. Đó, 150 nha, 150. Rồi đi nhỏ xíu có luôn nè nha mấy trái. Chiếc dài này em bán rất là nhiều, mấy trái mua đi đẹp, mua nữa. Em bao ship 150, nhận hàng cho xem hàng trước khi nhận hàng, mở ra coi nha. Trong shop em có khắp 100 chiếc nhẫn này hết, bao mấy trái đẹp hết nha. Rồi có 150, 150 mã 22 nha mấy trái. 22 kim tiền sòn thấp nha mấy trái. Kim tiền sòn thấp, mấy trái thấy đẹp chưa? Dạ, 195 bao ship, 195 bao ship, mã 23, mã 23. Dạ, nhẫn này 150 nữa nè. Dạ, nhẫn này 150 nữa nè. Mấy trái ơi, chiếc này đẹp lắm. Chiếc này 5 hạt sòn, 5 hạt sòn. Dạ, nhẫn kim tiền 200. Dạ ok, ok Nguyễn Linh này. Chiếc cảm ơn em, chiếc có đủ này. Dạ, chiếc có đủ này. Trái nào lấy nhẫn em bé, lấy nhẫn em bé nha. Nhẫn em bé nó chặt của em đeo hồi đau tay quá, em phải mở ra. Em bé có ni 3, đó chiếc này có ni 5, có đủ ni. Dạ, con bỏ nhẫn em bé lên đây con. Em đeo hồi chấm tay nó đau quá, em bé nó nhỏ, cái tay bự mà chấm chồng vô. Dạ, chiếc này đẹp nè mấy chế. Có 150, có 150. Cái này hộp chìm, không bao giờ sợ xuất hộp, dễ, khó xuất lắm. Cái này có hộp chìm nằm trong 5 hàng. Rồi, có cái hộp sọt trên, có 150 mấy chế ơi, rất là đẹp nha. Có 150 rất là đẹp. Mã 24, mã 24. Chị Mai dòng 24 đồng một cây đã có phá cho chị giờ chưa em? Một hai ngày nữa thợ đang làm. Văn Lê ơi, có là trái lai liền. Dạ, dòng một cây chưa có mở phá. Đợi trái đây một hai hôm có trái lai nha em. Dạ. Có mở phá đợi một hai hôm, mối đang đặt nhiều lắm. Thợ đang làm em nha. Có trái lai liền. Mấy trái đẹp lấy dòng mở phá đợi em về bữa nha mấy chế. Rồi dòng một cây này có phá cũng đợi em về bữa luôn. Rồi về bữa mấy chế không làm kịp. Dạ không làm kịp nha. Rồi nhẫn này là mã 24. Mã 24. Con cho cô chiếc này hộp ngang 150 luôn đi cho. Chiếc này mặt tợ vuông nha mấy chế. Nè. Cái này em biết còn ở trong không? Mấy chế thấy đẹp không? Một sọt rất là nhiều nha. Chiếc này mấy chế đeo con giữa vuông đẹp lắm. Dạ 195 nha mấy chế. Em bao ship luôn. 195. 195. Bao ship. Thật là đẹp nha. Dạ 195 bao ship mã 25. Mã 25. Rồi. Chiếc này 150, ba hàng sòn ngang. Dạ, Nguyễn Linh ơi, trái thái xong hỏi em mày, cảm ơn em. Dạ, chiếc này 150. Chiếc này 150 nha. Em có đi nhỏ luôn đó. Trái đẹp nào lấy chiếc này đi 54 có luôn nè. Chiếc này nè. Chiếc này nè, em có đi nhỏ nhiều nha. Mấy trái thái thật là đẹp không? Dạ có 150. Có 150. 150 bao ship. 150 bao ship. Rất là đẹp nha mấy chế, 150 bao ship. Dạ, chiếc này là mã 16. Chiếc này mã 16. Mã 16, 150 em bao ship. Em mua cẩm thạch. Em mua cẩm thạch cho dì em lớn tuổi rồi. À, dì em lớn tuổi là lấy cẩm thạch đúng không? Chị có cái đi bự. Có đi bự mà cái hộp tròn không à? Cái hộp tròn không à? Chị lấy cho em coi. Cái mẫu cẩm thạch mà màu xanh, cái hộp tròn giống như cái nhẫn 195 đó con nhớ không? Đấy, uống nước cái mấy chế, em sẽ thay đổi cho mấy cái nữa.
vàng không xong đây, còn váy áo nè, còn bán áo nè. Cái thấy áo em mặc đẹp không? Đó. Đẹp lắm nha. 380 em bao ship. Kim sa vàng. Kim sa vàng. Không bao giờ nào mà không có vải cho kim tuyến đâu nha. Cái này kim sa em hết cách tính cách nó chỉ vô trong cái vải luôn. Nè mấy cái gì nè. Ở trong nè. Nha, ở ngoài nè. Kim sa vàng. 380 em bao ship. Chị nào 100kg cũng mập vừa, em nào 50kg cũng mập vừa. Tại vì cái này nó tròn trên cái dây nha, tròn trên cái dây nó sẽ coi đẹp. Đi đám thì chị cứ chơi đẹp, mặc vô, mặc áo dây, mặc đồ. Mình có ngại mặc áo dây đi đám thì mình chọn cái áo này, nó rất là đẹp. Mấy cái coi đẹp nè. Kim sa vàng 380, kim sa trắng nha. Kim sa trắng 380 mấy cái. Không bao giờ không phải như kim tuyến đâu, cái này kim sa. Nó kết, nó đạp vô từ mũi hết nha. Rồi, áo em là kim sa đen. Kim sa đen. Đẹp lắm mấy chế ơi, 380 bao ship. 380 bao ship cái nha. Đấy đây đẹp lắm. Để dành đi đám đi tiệc cho chơi. Có cái này à. Rồi Nguyễn ơi. Không con ơi, cái cẩm thạch kia kìa con. Nè, bây giờ mai nói cho thằng Nguyễn nghe nha. Cái nhẫn này. Cái nhẫn này mai có cẩm thạch, có cẩm thạch màu xanh. Bây giờ cháu nó không biết được. Đây nè, cái chiếc nó giống vậy nè. Mai có ni 21, chịu không? 195 màu xích. 195 màu xích giống chiếc này. Mười lớn có luôn. Dạ. Có ni to luôn. Dạ. 195 màu xích. Mà lấy cho nha. Có lấy mà lấy cho. Chứ đâu mà. Không phải, cái 195 nó không. Cái giống này nè. Có, mà có nhiều lắm mà cháu bây giờ nó không biết trường kính nè. Tại đồ nhiều quá nó không biết trường kính. Có lấy cẩm thạch 195 mà lấy cho đi bự có. Nhắn kim tiền 150 bao ship mấy chơi. Kim tiền nè. Cái sòn kim tiền. Rồi cái đây hàng kim tiền. Rất là đẹp nha. Đó, mẫu này là mã 2. Mã 27. Đẹp quá vậy mai rất là đẹp chị. Lớn tuổi chắc mặt không có hợp. Dạ chị. Khoái mặt thôi đổi sao rồi chị. Đẹp lắm. Em bán cái đó nó thiệt luôn á. Mối em mua nhiều lắm. Cái này mà năm rồi nha. Trong năm em bán mấy ngàn cái. Nói thiệt luôn, nó đẹp vậy đó. Mấy ngàn cái luôn á. Em bán vàng mà em mặc mấy cái mua quá trời luôn. Quá đẹp đẹp. Mấy trái để dành đi đám đi đẹp 15 cũng lấy ra mặt đẹp. Đâu có bị hư hao gì đâu. Mấy kết, cấp chỉ. Dạ. Cho xi men đặt không phá không cô. Xi men đặt. Xi men đặt có phá em ơi. Chừng nào không có phá là phải đặt á. Dạ. Rồi, chung khách đã chia sẻ cảm ơn em ơi. Rồi nhắn tì hưu 150 nha mấy chế. Dạ chị 65 tuổi. 65 tuổi mặt lại tương trạng. 65 tuổi. Em mua cẩm thạch. À đúng rồi đây. Trời ơi tụi nghiệp cháu này kiếm là thầy Nguyễn ơi. Đi 21. Đây nè. Đi 21 nè. Nè, cái này chả bá lửa nè. Mua tặng đúng không? Nè. Đó. Tặng là bao đẹp luôn. Khỏi chê luôn, đi bự nè. Đó, đi bự đó nha. Rồi, chịu không? Đi 21 mai có nè. 195. Rồi, ok, mai không có lai số nha. Mà là cái khác nha. Rồi, chiếc kỳ hưu nghe mấy chế. Chiếc kỳ hưu tại chiếc đó mai còn ít chiếc lắm. Ra lại được. Dạ, chiếc kỳ hưu mã 28. 150 nha mấy chế, 150. Cái đó là tì hưu bằng nguyên cái đồng đỏ. Còn tì hưu này là tì hưu hộp đá màu. Tì hưu hộp đá màu cũng 150 mấy bao ship luôn. Bao ship cho mấy chế luôn. Dạ màu xanh đen, rồi màu xanh lá, rồi hồng, vàng, nâu, nâu, xanh lá, rồi xanh tím tím, rồi màu trắng, rồi màu trà, rồi đỏ, đó còn bốn màu mới cháy 150 bao ship,
cái này em cũng còn bao nhiêu chiếc hết à, 150 bao ship, 150 bao ship mã 29, mã 29. Dạ em like 30 chiếc em nghĩ nha, em like món khác cho mấy chế nha. Dạ mấy chế muốn coi gì đúng không? Bây giờ em chưa like gì, chưa like mặt luôn. Còn nhiều lắm em like, đẹp nhắn nhắn nam em chưa like luôn. Có like nhắn anh cho con? Chưa luôn hả? Trời ơi, sao tối nay like chứ lâu dữ vậy ta? 10 giờ rồi. Nhẫn cây quạt này mấy chế, đẹp không? 150 bao ship, 150 bao ship. Dạ em like 30 nhẫn đây nha, em like 30 nhẫn. Nhẫn em còn nhiều lắm, em tới mấy trăm mẫu nhẫn thì mấy cái nè, nhẫn ốc này nè, rồi nhẫn này nè, nhẫn nhiều. Em like nhẫn đường số 1 đi chín, 1 chiếc mã 25 đi chín. Dạ ok, pha giỏ rồi, chị Mai cảm ơn em. Số 1 có đủ màu nha. Ok, bây giờ like nhẫn nam cho mấy anh nha. Nhẫn nam nó đẹp, bữa nay em thấy đẹp quá trời đẹp, em mới chụp hình lên cho mấy chế coi, cho mấy anh coi. 380 bao ship, 380 bao ship. Chiếc này nó đẹp nha, không anh nào chê, anh nào có mua là vậy, em mua mấy chiếc này hả, anh nào cũng chắc lưỡi không luôn. Em nói thiệt á, chiếc này nó đẹp dữ lắm. Ở trong nè, ở trong có chữ phước nha. Rồi trong chiếc nhẫn em có khắc mộc nha, rất là đẹp men rồi. Chiếc này mã số 1 nha, mã số 1. Cái này kim tiền bên đây, cái nhẫn kim tiền bên đây đẹp, rất là đẹp luôn, đẹp thiệt và đẹp luôn. Mã số 1, 380, mã số 1. Chị ơi em muốn đặt hàng dây chữ công ống trúc có nhẫn hàng không chị? Dây chữ công ống trúc có em à, em đặt có mấy chị, cỡ mấy cây à, có chị đặt chị có nhẫn. Anh Hùng ơi, em làm mấy cây em nói đi. Dây chữ công mà vừa khúc ống trúc đúng không? 10 cây hả vậy? 5 cây 10 cây nói lại. Có nhận đặt khách mai đặt làm. Có nhận em. Em muốn mấy cây em nói đi. Ok, rồi. Ba làm cho. À cái gì? Em báo mối không à? Nguyễn nổi đồ mua đồ của em là đặt không đó, đặt dây 5 cây, 10 cây, 20 cây. Rồi em làm cho. 90 kg đeo vừa không chị? Bác Lan ơi, có bên Mai có đủ ni, bác Lan ơi. Bên Mai có đủ ni nha. Dính tay rồi ta. Lột cho cái kẻ này. Rồi em xem nó chứ. Dây nam 4 triệu lúc trước á. Em cho số điện thoại đi, chị làm cho em nha. Dây nam 4 triệu lúc trước phải không? Rồi biết rồi, bên cái đó bên trái có. Dây giống vậy hả? Đúng không? Dây giống lót tay đúng không? Giống lót tay này đúng không? Rồi chứ làm cho. Nhẫn nam nè, nhẫn nam có 90 kg có chứ. Dạ ok Thanh Hồng ơi. Ok. Rồi. Nhẫn nam nè, nhẫn con trâu nghe mấy chị mấy anh ơi. Nhẫn con trâu nha, chiếc này đẹp lắm. Bên em có đủ nơi chiếc này, anh nào có này nhỏ có luôn nè. 16 có luôn. Dạ, 16 có luôn nha. Đó, rất là đẹp. Con trâu. Rất là đẹp. Rồi, ở trong có lồng nhẫn có mộc. Chữ phước. Có đóng mộc hết nha. Này là 380 bao ship mã số 2. Mã số 2. Dạ bông tai chứ đeo là bộ em ơi. Hằng ơi. Nhẫn cưới có ni số 3 không chị? Ni số 3 nhỏ xíu. Có. Ni số 4 là nhỏ nhíu nhiều rồi. Em ơi nhẫn cưới 150 em. Nguyễn Hằng ơi, chế Mai hỏi. Tờ chế làm vòng. Dòng bi lò xo chế chín dòng em đặt nha chế Mai. Bi lò xo khó làm lắm hàng ơi. Cái bi lò xo khó làm lắm em. Không làm được. Không làm được. Làm được chứ làm lâu lắm rồi. Thiệt luôn em á. Nha. Khó làm lắm. Đồng. Khó lắm. Không phải dễ em. Nha.
nếu mà làm được là làm lâu rồi chứ không phải mới. Đợi đợi em nhắc chế đau thiệt luôn á. Cái dòng bi kìa, cái dòng bi xin chứ còn nằm ở đây nè. Dòng bi xin còn chỗ đâu rồi đó. Cái dòng bi mà quấn 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 đúng không? Không làm được em. Thiệt. Làm được chứ làm lâu lắm rồi. Rồi con ơi, lên nhẫn hộ cô đi con. Cái đó không được em ơi. Với nhà mấy cộng dây mì, với mấy cái gì qua đồ khó làm lắm á, chế động á, khó làm lắm. Không phải dễ làm đâu. Thằng ơi không làm được em ơi. Có nào đẹp lấy đi. Mấy cái đó khó lắm không làm được. Dạ, nhẫn tấn tài tấn độc mấy anh ơi. Dạ, tấn tài tấn độc. 250 em bao ship nha. 250 em bao ship. 250 bao ship. Dạ, chị bé Lan ơi, chị may mặc đồ gì cũng đẹp à. Bữa nay mặc cái áo này lên đừng phe cái áo đừng bán đó. Phe cái áo bán nha bà chị. Áo 380. Tập qua nhóm lên cho bà chơi coi. Áo 380 nha. Bao ship á, đẹp lắm á. Thiệt, em nói bà chơi đẹp là đẹp á. Đẹp lắm. Dạ. Là nhẫn nữa, là nhẫn nữa. Rồi, nhẫn này hết màu đỏ hả con? Con này coi còn sót màu đỏ không con? Coi cái mấy băng kia kìa. Hết màu đỏ rồi đâu phải không? Hết màu đỏ rồi mấy anh ơi. Cái này con rồng xanh nha. Con rồng xanh còn không con? Có mấy băng đó đây. Hết màu đỏ rồi mấy chú ơi. Còn màu xanh không à? 250. 250 bao ship. 250 mã số 4. 250 mã số 4 hết rồi. Em còn cũng có mấy chục chiếc. Em cho cô nhẫn 250. Nhẫn này 380 nha mấy anh. 380 nha. 380 cái này có hộp đỏ. Dạ đẹp quá. Cảm ơn bé Lan ơi, chứ mà cảm ơn em. À chị ơi, cái vòng tay vòng tay đẹp 5 chỉ khó làm. Bao nhiêu tiền? Cái vòng nào ta? Cái lem ca ơi, chị vòng tay đẹp 5 chỉ. Bao nhiêu tiền? Và cái nào ta? À cái vòng này hả? Cái dòng lần tròn này phải không em? Cái dòng dẹp là tới 1 cây. Cái dòng dẹp không có làm nên chỉ nha. Cái dòng này có 330. Em ơi Lem ca ơi, cái dòng này 1 cây em. 1 cây 1 cây 2 1 cây á à, 330. Nhưng mà chưa có phá. Nông, cái tay chế nào mềm là nông nha. Cái này chứ không có làm nên chỉ em ơi. Còn em lấy 5 chỉ nè. Ok, ok Như Quỳnh ơi. À, gồng xanh 250 ok chứ cảm ơn em. Rồi, cái chiếc này là 5 chỉ là 150 chứ bao ship nè. Cái này mở phá nè. Đồng vàng, đồng vàng 24, không phai, không đen hết nha. Cái đó đồng vàng, bên mai đồng vàng. Còn cái này 5 chỉ này đặt. 5 chỉ này đặt được. Dạ, 5 chỉ này đặt được. Không có mở phá nha. Chưa có mở phá, mấy cái đeo như bộ xe men đẹp nè. 3, 4 đẹp. Làm của hội môn mới chứ 5 chỉ, có 150. Màu xích, lấy một chiếc đẹp đấy nữa. Dạ. Ok, Như Quỳnh lấy chiếc màu sạch gồng xanh 250 chứ bao xích. Rồi, cảm ơn em luôn. Bên nhẫn nam cho mấy chiếc trước nha. Chiếc này rất đẹp nha mấy này. Dạ, đỏ xanh lá nha. Chiếc này đẹp, đỏ xanh lá. 380 bao xích. 380 bao xích, mã số 7. Cho em coi lắc 7 cây. Dạ ok em. Lắc 7 cây 450 luôn em ơi. Con coi có lắc 7 cây đồng đâu con. Chiếc này là chiếc nhẫn cưới á. Lắc 380 lắc 7 cây con. Coi đồng đâu con, chính hậu cô. Dạ chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn làm. Chị Cát Bụi ơi. Em chào chị yêu chị. Dạ chiếc lắc 7 cây. Chiếc lắc 7 cây này chị ơi. Cái này em bán nhiều lắm. Khách em khách VIP đeo không đó em nói thiệt. Mấy anh là thầu xây dựng nha. Thầu xây dựng mà thầu là thầu lớn luôn á. Dạ, mấy anh em nhiều. Đó, nhiều mối em toàn á. Mấy anh đại gia không á.
nha. Mấy chị đeo cũng được, mấy chị mối là cho tiền góp rồi không, em nói thiệt luôn, em mối đeo cỡ này không này, dây 20 cây đâu không á. Dạ, 4,5 triệu, 4,5 triệu nha, cho em coi lắp 7 cây đẹp lắm mấy chị. Rồi nhẫn nha mấy chị, nhẫn nha, nhẫn này nhẫn ông địa, ông địa nha. Dạ, ông địa mã số 6 300, mã số 6 300. Rồi em chiếc này 380 đẹp nè, chiếc này mấy em trẻ trẻ mấy anh model đeo đẹp lắm nè. Chiếc này là cái hộp xanh ở trong nha, cái hộp xanh lá ở trong, ở ngoài nó chỉ nổi lên chút xíu thôi. Rồi ở ngoài nổi lên chút xíu thôi. Dạ, có hộp cỡ nè. Dạ, 380 nha, 380 hộp xanh lá nha, hộp cỡ. Dạ, mã số 7 nha, mã số 7. Dạ, chiếc sờn 250 nha mấy này. Em đưa lần gần cho coi nha. Cái hộp này là hộp baguette dài, sờn hai bên, dạ, rất là đẹp. Nhẫn này 250 mấy chị ơi. Em có đủ ly nha. Dạ, em có đủ ly. Mã này mã số 8 250. Em có rất là nhiều ly. Simen chờ đeo có bản. Có bán 9 chiếc không chị? Có chứ. Em mua mấy chiếc chị bán mấy chiếc em? 7 chiếc trở lên chị bán hết. Kiều ơi. Lấy mấy chiếc. Mã 2 màu trắng. Dạ, mã 2. Mã 2 màu trắng. Cái này con trâu quá em ơi. Mai Mai ơi, con trâu là đồng vàng. Con chị ngu chứ. Mã 2 con trâu đây. Nè. 380, đẹp lắm. Rồi. Mấy chị có mua cho số điện thoại giùm em nghe mấy chị ơi. Rồi nè, sòn trắng 250. Trần Tiền ơi, chị Mai chào em, Trần Tiền ơi. Có xi-men 9 chiếc lấy cho số điện thoại nha chị ơi. Dạ, mấy chiếc sòn nè mấy chị. Chiếc sòn 250, chiếc sòn 250 nha. Có dây chồng cổ không? Của nữ đeo không? Dạ có, chị Nhiên Mỹ ơi. Tao tay lụt bụng quá mấy chị ơi. Dạ. Trắng sòn nha mấy chị. Trắng sòn 250. Trắng sòn 250 mã số 9. Dạ, chiếc nhẫn này đẹp lắm mấy chị. Cái hộp bằng nè. Bằng nè. Dạ, 250 bao ship. 250 bao ship. Cái này hộp bằng nha. Bình nè. Hộp bình. Cái này hộp nhung nha. Hộp nhung, hộp lớn ở trong. Nó hộp to ở trong nha. Rất là đẹp luôn. Dạ, em coi nhẫn nữ. Chiếc này mã số 10 nha. Chị cho em coi nhẫn nữ. Nãy em like nhẫn nữ rồi, ông Nguyễn Bao ơi. Dạ, chế cho em xem nhẫn nữ hộp. Màu đỏ. À, Khê Trần ơi, nhẫn nữ hộp đỏ. Nhẫn nữ hộp đỏ. Nhẫn nữ hộp đỏ có mẫu nào đó con ơi, lấy cho mấy cô coi cái con. Dạ, em like nhẫn nam. Dạ. Đây nè, có nhẫn nữ hộp đỏ, mấy mẫu này đẹp rồi chứ ơi. Mã này mã 21. Em nói mấy cái chiếc này không rẻ mà đẹp. Không đẹp mới mốt được mua đồ em. Chiếc này mấy cái đeo ngày thường rất là tiện nha. Nó ôm tay. Mà bên đây có cái sòn, 4 hộp sòn chìm nè. Rồi bên đây có 4 hộp sòn chìm nha. Đó, rất là đẹp. Dạ. Có dây chìm nào mẫu trẻ trẻ đeo được không chị? Cái đây trang sức ai đeo cũng được mấy chế. Dạ, chiếc này là 150 nè, mã 21 giùm em, đỏ nha mấy chế. Đúng màu. Dạ. Rồi, chiếc này mã 21 nha mấy chế. Tại nãy em like nhẫn nữ rồi. Sáng 7 giờ shop em mở cửa chị. Chị nó đang ơi, biết nhà bay rồi đúng không? Dạ, 7 giờ shop em mở cửa nha mấy chị. Dạ. À, nhẫn hộp đỏ có đi 21 không? Dạ. Chị cắt bụi ơi, nhẫn hộp đỏ đó không có đi 21 chị. Cái nhẫn hộp đỏ mà 195 có đi bự. Được không chị? Có lấy nữa. Cái hộp đỏ mới thiệt con. Ở giống hộp cẩm thạch mấy đĩa con. Dạ, cái hộp đỏ mà giống hộp cẩm thạch hồi nãy em đem lên cho chị Thần Nguyễn coi á. Chiếc đó là có ni 21, có ni to. Nha chị cắt bụi. Dạ. Hộp tròn màu đỏ chị. Có luôn. Đợi mai lấy lên cho.
Rồi cháu lấy lên cho. Dạ. Lấy liền cho. Mấy chị. Rõ tròn tròn. Dạ mấy chị đẹp ơi. Chiếc nhẫn gồng 250 mấy chị tặng cho ông xã mình. Cho anh trai em trai mình nha. Có rất là đẹp, có 250 em bao ship đồng. Em rất là tốt cho sức khỏe, rất là đẹp nha mấy chị. Chiếc này 250. 250 mã 11. Mã 11. Đây, hộp đỏ nè. Hộp đỏ này nữa không mấy chị? Đỏ này em còn nhiều nè. Đỏ này em có đủ ly nha. Ly to, ly lớn, ly nhỏ em còn một. Cái này còn một mâm bên kia luôn. Nè mấy chị thấy có xanh nữa nè. Xanh đen á. Em nhiều nhẫn lắm, em tới mấy trăm kiểu lận. Em không có like hết được. Em chỉ like một viên, em like chừng 30 mẫu cho mấy chị coi thôi. Nè. Nè. Cẩm thạch đỏ xanh đen đen. 195 giùm em mấy chị ơi. Đỏ đỏ không sòn giùm em đi mấy chị ơi. Lấy mẫu đỏ không sòn giùm em nha. Sợ nhân viên em chốc lộn cho mấy chị. Đỏ không sòn giùm em nha. Đỏ tròn. Đỏ tròn không sòn giùm em. Rồi, 195 em bao ship. Có cẩm thạch có, xanh đen có, đen có. Đỏ không sòn nha. Ok, cảm ơn mấy chị. Rồi. Nhẫn đồng đỏ mặt vuông. Đỏ mặt vuông. Đỏ mặt vuông 150 em ơi. Đỏ mặt vuông chứ có 150 chứ giảm giá. Đỏ mặt vuông 150 á, 150 giảm giá nha. Rồi. Rồi em sẽ like nữa em mới chơi. Em sẽ like nữa. Dạ nhẫn nhẫn này là nhẫn mặt vàng vuông này là mặt vàng vuông 250 chị ơi. Dạ, chế mai dây chế khế 950 một dây chế khế. Không chế có em, có cây hơn cây em xui. Để muốn nước em lấy cho mấy chế nữa nha. Dạ, nhẫn gồng dài nha mấy anh ơi. 250 bao ship. 250 bao ship. 250 nha, gồng dài. Gồng dài mã 12. Dạ, xi men em đeo 600 bộ chị ơi. Xi men em đeo 600 bộ. Hóa lưỡi gà như dòng thiệt. 600 bộ nha mấy chị. Hóa lưỡi gà như dòng thiệt. 600 bộ. Dây chế khế 950 là hơn cây nghe xui. Đồng đầu cao nha mấy anh ơi, 250 luôn. Đồng đầu cao 250 luôn. 250 bao ship mã 13. Cứ làm buồn ngủ đi, ngủ đi. Ngồi xính nhau nữa này khỏe, ngồi ngủ còn ngồi như nó giỡn. Ngủ đi tụi con. Dạ, nhẫn hộc đỏ. Nhẫn hộc đỏ đẹp nha mấy anh ơi. Đỏ nè. Chắc là đẹp nha. 250 bao ship. Dạ nhẫn tròn một cây có ni 21. Có ni 21 chị cắt bụi ơi. Nhẫn tròn một cây có ni 21 chị. Ni lớn em có. Mặt tợ vuông đẹp lắm nha chị. Cái mặt tợ vuông đi cho nó lạ, cho nó độc. Rất là đẹp nha. Bao đẹp luôn. 250 luôn. Có ni lớn luôn. Dạ, nhẫn này 250 nha mấy người. 250 mã 14. 250 mã 14. Cóc nha, cóc kim tiền. Màu đen. Dạ màu xanh đen. Em có màu đỏ nữa nha. Đây. Dạ. Đỏ, xanh đen, đen. 250 bao ship luôn. 250 bao ship luôn. Mã 15 nha. Mã 15. Nhẫn đồng của em thì mấy chế khỏi chê rồi. Nó thật là đẹp. Rồi nhẫn này là nhẫn ông ba ông Phước Lộc Thọ nha. Ba ông Phước Lộc Thọ. Em có xanh đen và đỏ Phước Lộc Thọ. 250 bao ship luôn. 250 bao ship mã 16. Chế mai hôm nay em hỏi nhân viên chế báo không có là sao? Ủa nhân viên báo không có hả? Trời ơi em coi nè. Còn có ngàn chiếc nhẫn.
nhiều lắm, nó còn cả ngàn chiếc mà. Rồi em like nữa cho mấy trái nha. Chiếc này 250 luôn, 250 luôn nè, hộp đỏ và hộp đen 250 nha mấy trái, 250 mã 17, 250 mã 17. Cá chép quá rồng nè mấy trái ơi, cá chép quá rồng nè. Dạ em có đỏ luôn nha. Còn em có đỏ xanh đen đen nha. Dạ 250 bao ship, 250 mã 18. Bây giờ em kiếm chiếc nó hơi bị lâu tại nhiều lắm. Dạ ngồng ngồi, ngồng ngồi đẹp lắm nha mấy người, gọi thật là đẹp nha. Có đỏ, có đỏ với có xanh, có xanh xanh đen đen. Dạ, chiếc này 250 bao ship luôn. Dạ 250 bao ship mã 19. Mã 19. Bên em là nhẫn có đúng đi nha mấy trái. Đó mấy trái thấy một lần nè, em like lần mấy ngàn nhẫn không bà, chứ đâu có bán người ta mà được một chiếc hai chiếc đâu nha. Bên em nhiều lắm. Đó mấy trái cứ nhìn nè. Có đủ size đủ đi hết á. Nhẫn em làm một lần làm ngàn mấy hai ngàn chiếc không, không có làm lần nữa. Mấy trái nhìn nè. Đó một bọc em cũng không muốn nổi luôn. Rất rất là nhiều. Mấy ngàn chiếc luôn. Mấy trái nhìn nè, em có đủ ni luôn nha, có đủ ni hết á, nhiều lắm. Rồi chiếc này là mã 20, mã 20, 250 nha mấy trái, 250. Cho cô chiếc sòn đó đi con. Mấy trái coi chiếc sòn đẹp nè, chiếc sòn này đẹp lắm nè. Dạ chiếc sòn 250 nha, 250 đẹp luôn. Chiếc sòn 250 mã 21. Rồi chiếc sòn này đẹp nữa nè. Chiếc sòn 250 luôn. Chiếc này trắng trắng là hộp sòn chìm nằm thuốc ở trong luôn á. Dạ 250 luôn. Bao ship luôn. Dạ 250 bao ship mã 22. Bên em làm là em làm mấy trăm mấy ngàn không mà chứ em đâu có làm hết đâu. Thật ra em làm cũng đi hết trơn đó mấy chị nè. Nhìn nè. Đó, một lần là em nhiều lắm. Em làm cũng sai hết. Chị ơi, tỳ hưu chất liệu bằng gì mà em thấy nó trắng? Tỳ hưu này mà nó trắng hả? Trời ơi. Bên chế là đồng không em ơi? Tại trong cái điện thoại em thấy vậy đó nha. Nha. Ở ngoài nó đẹp lắm. Cái điện thoại nó sáng. Cái đây là bán đồng đỏ không à, không bao giờ đen, không bao giờ phai. Bên chế bán đồng đỏ em chưa mua lần nào đúng không? Rồi em từ từ em bấm nút kết bạn chế đi, từ từ theo dõi, từ từ đi hả mua. Từ từ cỡ 1 năm đi mua cũng được mấy chế ơi. Có chế kết bạn với em, theo dõi em 1 năm mấy mới mua. Dạ. Dạ nhẫn này nhẫn ra ông thằng Tài nha mấy chế. Dạ ông thằng Tài. Anh nào có chơi số đề mua chiếc nhẫn này tháng chín số 28 ngày luôn. Ông Tài ông độ tôi mua đó cho hên nha mấy chị đẹp. Rồi chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là mã 23. Dạ 250 luôn, 250 luôn. Rồi anh nào lấy chiếc nhẫn gồng, chiếc nhẫn gồng nguyên con gồng ở trên nha, nguyên con gồng ở trên, ở ngoài nó đẹp hơn trong hình hết nha mấy chị, tại vì cái điện thoại nó sáng lắm. Em tin anh bốt bút bao nhiêu cái đẹp. Mã 24 giùm em nha. Mã 24. Con chưa cô anh này các bạn. Chế nào lấy nhẫn vuông, bên em có nhẫn 18 nè. Nhẫn 24 nè. Đó, mấy chế nhìn nè. 18 là giống đồng đỏ, giống vàng 18. Còn đồng vàng là giống vàng 24 nha. Bên em có hai loại luôn nha. Chế nào thích đồng đỏ thì 300, thích đồng vàng thì 250 nha. Bên em có đủ hết, có đủ hết. Rồi nhẫn 4 số 9 nè mấy chị. Đó 4 số 9 trên luôn, 200 em bao ship chế luôn. Dạ 200 bao ship nhẫn 4 số 9 giùm em nha. Dạ nhẫn 4 số 9, nhẫn 4 số 9, 4 số 9 mã 25. À chị ơi, chị Nguyễn ơi, chị lấy dây chuyền chồng cổ là cộng này em chồng cổ được chưa hả chị?
cộng này cộng tỷ lệ cộng nào chồng cổ em làm chồng cổ cho chị. Cộng này chồng cổ 550, cộng này chồng cổ 750. Hai cộng này chị có thích không? Em chưa like dây chuyền được nữa đó chị. Đợi em sẽ like năm nhẫn nữa em sẽ like dây chuyền cho nó chứ. Dạ chiếc nhẫn này chiếc nhẫn gồng. Gồng gồng nha mấy chị. Gồng nè. Gồng nổi luôn nha. Rất là đẹp luôn. 250 em bao ship luôn. 250 mã 26. 250 mã 26. Bông vậy nè mấy chế nhìn coi 500-600 chiếc. Dạ. Em làm một lần là cả ngàn chiếc. Rồi chiếc nhẫn này 250 luôn. 250 hộp vỏ trong. Thật là đẹp nha mấy chế nè. Hộp vỏ bự nè. Ở ngoài hai cái đầu gồng lên nha. Đó ốp lại rất là đẹp. Bởi sợ sạch hộp có gì hết. Chiếc này 250 luôn. 250 mã 27. 250 mã 27. Chiếc này có này to nha mấy chế. Đây, chiếc này rất đẹp luôn nè. Hộp đỏ nè, có hai hàng sòn hai bên. Đẹp luôn. 250 bao ship luôn. 250 bao ship luôn, mã 28. Mã 28 tối nay em có like đầu gồng không? Rồi, anh đã lấy đầu gồng đây. Chiếc đầu gồng này 250 luôn nha. 250 bao ship. Mã 29. 29 chị mai dòng chị đeo. Không có dừa. Dạ Khánh Nhi ơi, Khánh Nhi không dừa mai cho đổi Khánh Nhi. Chị mai dòng đeo không có dừa. Cho đổi lại, ok em. Không dừa chị cho đổi lại em. Gửi lên chị cho đổi lại, không sao hết nha. Chưa đeo chị cho đổi. Dạ. À, chào Nhi ơi. Em mới mua chị hai con kỳ bu lớn rồi. Sáng em đặt thấy sáng quá. Này con kỳ thu. Cảm ơn em Nghi Dì. Cái con kỳ thu đẹp lắm em. Đồ của chế mai đồng. Em cứ rửa xà bông rửa chanh là sáng. Dạ. Em đeo không có giờ cho em đổi em. Cho em đổi nha Khánh à. Khánh Nghi Dì. Dạ cho em đổi em. Cho em đổi. Chiếc sò này đẹp nữa nè mấy chế. Còn đẹp nữa nè. 250 bao ship mấy chế. Mã 30 nha. Được. Mã 30. Em lên dây cho mấy chế nha. Em lên dây cho mấy chế. Em lên dây cho mấy chế rồi nha. Mặt cũng rất là nhiều luôn. Rớt con. Bên đây. Nè con. Lên dây chuyện cho mấy chế nè. Sạn dây cho con. Sạn dây cô lại cho tốt hành. Em lên dây cho mấy chế. Rồi tối giờ. Chắc nhẫn lên hết đi con. Nhẫn kim tiền nó đẹp nè mấy chế ơi. Em có 14 luôn nha. 14 thì nhỏ 200. Mẫu này em làm như là bán hết luôn. Kim tiền. Kim tiền dài. Bao đẹp như thiệt luôn. Rồi. Mã số 1. Mã số 1. Cái này là đồng em. Đồng. Không có phai. Không có trắng. Đồng mà trắng gì. Em lấy cái vũa em vũa đại. Với đích con thì hua. Có trắng cái đòn cho em 1.000 cái. Mấy trái mua đồ em đừng sợ nha. Em thí dụ cho mấy trái thôi. Cộng dây chuyền này. Mấy trái về có sợ mấy trái lấy cây vũa. Mấy trái mài đại nó đi nha. Thử đi. Không bao giờ trắng. Trắng đòn cho một. Trắng cái đòn cho em 100 con kỳ hưu. Em lấy cây vũa em mài đại dưới đít con kỳ hưu đi. Ở trong á. Con kỳ hưu 300 đúng không? Đó là con kỳ hưu. Con kỳ hưu giống vậy mà 300 phải không? Đó là con kỳ hưu 175. Mấy chế mới rửa chanh xong. Mấy chế mới rửa chanh với xà bông là nó hơi sáng, nó hơi trắng nha. Cỡ 10 phút, 15 phút nó sẽ đỏ lại. Nuôi vàng 18k. Tất cả cái nào cũng vậy nha mấy chế. Tất cả cái nào cũng vậy nha. Mấy chế cái dòng xi men này cũng vậy. Mấy chế cứ vô rửa chanh rửa xà bông là chút nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng. Nó hơi trắng. Mấy chế đẹp cỡ chừng 10 phút, 15 phút là nó sẽ đẹp lại. Em cứ một lấy cái vũa em mài đi, không có bay màu. Cái màu em luôn. Cái bán đồng xưa nay mà. Không phải mới bán đây đâu. Dạ, không có bán cũng vậy. Dây 550 nha mấy chế. Dạ. Dây 550. Dây 550 bao ship. Em
thích nhẫn tròn chị, mà nhân viên chị bảo bảo có ni 21 chán. Nhiều lắm mà em, cắt bụi rồi. Cảm ơn em cắt bụi rồi. Rồi, mấy cái đẹp rồi. Dây mã số 1, dây mã số 1 phót tròn nè. Cái cọng này hơn một cây nha mấy chế, hơn một cây nha. Chiếc này, chiếc này, chiếc này mã số 1, chiếc này mã số 1, mã số 1 550.000 bao ship. Rồi, dây mã số 2 750, dây mã số 2 750, dây mã số 2 đâu con, dây mã số 2 750 mấy chế rồi. Hả, dây mã số 2 đâu con? Đồ em mấy chế rồi. Giờ chút xíu mà khách lấy sĩ ra lên nhà em lấy. Chút xíu mà khách lấy sĩ đang lợi nha. Bao đẹp mấy chế luôn, mấy chế khỏi lo nha. Đồ em bán là em bán cả thế giới Việt Nam. Em bán cả qua bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Đài Loan, bên Malay. Malay em mới gửi cho mấy em mệnh lên nè. Chứ không phải em bán Việt Nam không đâu, em bán toàn thế giới. Mấy chế yên tâm mua đồ em, khỏi sợ mất tiền, khỏi sợ quay, khỏi sợ gì. Em cứ lấy cái dũa em mài mài lại, tùy thu đi. Có mài mài thì đền cho em 100 con nha, không sao hết, cứ mời đại, không bao giờ phai màu. Rồi em là bao đẹp mấy chế luôn, mấy chế coi like trang sức giả không, em bao cả thế giới, không có sắp nào của đồ đẹp giống rồi đồ em không. Yeah, gì em bán nhiều lắm, em bán sỉ, em bán lẻ. Trời, kiếm không ra cộng dây chuyền Mỹ nè, giờ thấy rồi nè. Dạ, cộng dây chuyền em đang đeo mã số 2, mã số 2 nghe mấy chế. Dạ, 750 em bao ship, 750 bao ship. Đẹp gái quá, vô like phụ hơi đi nè. Đứa nào nói đẹp đẹp không à, cả chục đứa. Mà vô like phụ đứa nào like. Em like tới giờ em khang tiếng, anh nói lỗ tai em lũng bũng lùng bung rồi nè. Dạ, chị Mai dòng đeo không vừa cho đổi, rồi gửi lên cho đổi hết chân, chập động cho đổi hết chân. Dạ, chị Mai cho em xem xi men dung đi chị. Xi men dung, xi men dung đây. Em chọn thì chị nha, Tony, Tony đây. Dạ. Cái này là chữ nó sẽ được rồi, chứ chữ Chanel, chữ Chanel 780, chữ Chanel 780 rồi. Xi men dung đúng không, chữ Gucci 780, dư dằn thiệt nha mấy chứ, dư dằn thiệt nha. Có cái chữ này giống vàng gì đó, em phải nghiêng từ từ cho mấy chứ thấy rõ, có đẹp chưa. À, chị Duy Nguyễn có em đang lay dây này, chị chọn dây giùm em. Tất cả chị muốn dây nào bên em cũng trồng đầu, em làm trồng đầu cho chị nha. Dây em là trồng đầu hết, dài chị nha. Dạ. Rồi, cái chữ là chữ Chanel luôn. Em có lấy cái này 780 thì giảm còn 700 nè. Lấy này không? Cái này chị bán rất là nhiều, nặng đặt 2 cây. 2 cây 2. Em ơi, em bao bao trần ơi. À, xi men 48 mà sao dao bộ nhỏ lớn vậy chị Mai? Ủa sao kỳ vậy? Cái móc dài nó bị hở hả? Cho chỉ cho em, không bao giờ hở, tháo ra liền. Trở lên chứ đổi cho em. Ủa sao kỳ vậy? Ủa lên đây. Em bao trần nè, coi kiểm hàng giao hàng hai bộ xi men mà sao bộ lớn bộ nhỏ kìa. Kiểm tra mở ra coi kỹ đàng hoàng lại em cầm lại cho chắc, hai giao cho chị nha. Dạ, em ơi, gửi lên chứ đổi cho em bao chặt. Rồi, cái xi men hở phải không? Em lấy bộ giá nhiêu vậy? Bộ nào vậy? Nè, xi men này đúng không? Xi men này đúng không? Cái phá này là cái phá lưỡi gà. Nè, nha, cái phá lưỡi gà, đồng nó khó làm lắm mấy chế. Giờ làm bữa nay mà làm bụng mà làm phá lưỡi gà như vàng đây là mấy chế biết. Trời ơi, đâu có phải dễ làm đâu, khó lắm. Làm te tua luôn á, em thợ làm là tôi bật nghe te tua luôn á, không phải dễ. Nè, cái phá lưỡi gà đúng không? Đây, em ơi, chỉ cho em một cái nha. 780, 780 hả? Ok. Không có phá nào, hở hết. Tại mấy chế không có biết đeo, không có biết cách sử dụng. Là em chỉ cho mấy chế thông cảm giùm em, để em sẽ chỉ cho mấy chế một cái liền. Đây, cái phá lưỡi gà này đúng không? Đây, không có cái nào hở hết nha. Đó làm là như vàng hết nè. Đây, cái phá lưỡi gà này khi chế gửi cho em á là chế không có bật cái này lên, em cứ ở đây có cái lưỡi gà nè,
lấy cái móng tay mình bẻ cái lưỡi gà lên chút xíu, bẻ cái lưỡi gà lên chút xíu thôi nha, nè cái lưỡi gà nhỏ xíu nè, thấy không nè, bác sĩ ơi lấy móng tay mình dở cái lưỡi gà lên chút xíu, là người ta kêu bằng xi măng lưỡi gà là vậy, có cái lưỡi gà chút xíu mấy cái sẽ bẻ cái lưỡi gà vô, rồi nó kêu một cái bốc không hở, không hở, hết hở luôn mà không xúc không gì hết nha, đó không bao giờ hở là vậy nha mấy chế, bẻ cái lưỡi gà lên tí xíu rồi gà vô nó sắc gạt luôn, có đâu nó hở, tại em nhiều quá em không có mỗi cái chiếc mỗi bẻ cho mấy chế được, tại hàng nhiều quá rồi cái đơn nhiều quá mấy cháu không có làm kịp, bẻ cái lưỡi gà lên tí xíu đi rồi gắn vô đi là đẹp liền nha bao chàng ơi, cái bao em đẹp luôn không có hở nữa nghe mấy chế, chồng khóa lưỡi gà là như vậy nha mấy chế đẹp ơi, mấy chế đang đeo chiếc nào có hở mở ra bẻ cái lưỡi gà lên tí xíu giùm em, gài lại là nó đẹp không hở gì hết, rồi thấy không, bẻ lưỡi gà ra bẻ một bên vô chừng phân vậy đó, khi dài vô nó sát lại liền hết hở gì chưa, em có bẻ lên mà nó có đưa ra luôn, trời ơi bẻ lên đây có ra đâu mà lên, không có biết làm nó không có đẹp, rồi em lên dây nha, lên dây chứ chỉ cho nó dễ lắm, bẻ một bên vô một phân, bẻ một bên vô một phân là nó khích kịch lại, lên dây cho mấy chế nha, dạ xi men đeo bền không chị, trời ơi xi men đồng mà có phai đâu không bền, con đi con mua đồ chị nhiều lắm mà bà hỏi gì ta, mối xi men đồng có phai đâu mà không bền, dạ dây nha, dây này là mấy chế thức chồng cổ, lấy chồng cổ đó đẹp chưa, dây phen lập, dây phen lập mã số 3, dây phen lập mã số 3 750, con sẵn dây cho đủ cho cô đi con, dạ dây nha mấy chế, dây này 1.580.000, dây này là cộng này là hồi tối em đeo ngắn ngắn trên sắt cổ nè, 1.580.000, 1.580.000 mã số 4, mã số 4 dây này 1.400.000 nha mấy chế, dây 1.400.000 hai cái máy nha, dạ 1.400.000, 1.400.000 mã số 5 nè, em đeo thí dụ hở gì nè mấy chế bóp lại nè, thí dụ như nè cái phá lưỡi gà em không có mở nè, cái phá này mấy chế đeo có hở nè, mấy chế bẻ vô chút xíu, bẻ bên một phần nè, rồi bẻ cái lưỡi gà lên chút xíu đeo vô hết hở nha mấy chế, không bao giờ hở nữa, cái phá lưỡi gà là mình phải biết đeo nó sát, rồi mấy chế đẹp ơi, dây này 1.180.000, 1.180.000 dây này đẹp lắm mấy chế, mấy chế nữ mình đeo đẹp nè, tại em cầm nó bị đó, mấy chế đeo vô mấy chế kéo cho nó thẳng như hai đeo vô cổ mình nha, cái khúc phan lập cái khúc khoảng, dạ mẫu này mã số 6 đem lại cho nó nhanh chút xíu, dây này 1.250.000, dây này 1.250.000 rất là đẹp nha mấy chế, dây 1.250.000, dây 1.250.000 mã số 7, mã số 7 dây này 750.000, dây này 750.000 nha mấy chế, dây 750.000, dây 750.000 mã số 8, mã số 8 dây đẹp chứ không 950.000 ha con, còn nhiều không, dạ dây chữ công 950.000 nha mấy chế, dây chữ công 950.000, cái này em còn ít trong sắp hết rồi, đang kêu sợ là dạ, mã số 9 nha, mã số 9, mã số 9 rồi, dây đẹp lắm mấy chế ơi nè, đẹp chưa, dây 1.950.000, dây 1.950.000, dây 1.950.000, cái nào muốn dài bây giờ em làm cho mấy chế hết thích dài 6 tấc, 6 tấc rưỡi, 5 tấc rưỡi gì cũng được, rồi dây này 2.450.000, 2.450.000 dây số 8 nha mấy chế, móc khóa hộp luôn, 2.450.000, 2.450.000 mã 11, dây lớn 10 cây, dây lớn 10 cây nha mấy chế, móc khóa hộp luôn, dây lớn 10 cây, má đeo thật là đẹp nha, dây 10 cây nha,
dây 10 cây, mã 12, 3 chữ số 50. Su su rồi, mã 12. Cao 1m6, nặng 80kg nha chế, ok em. Thái lon hả chế, mà chào em nè. Em quanh cứng rồi chế. Dây 1.950.000. Dây 1.950.000. Dây 1.950.000. Mã 13. Mã 13. Con kiếm dây nào 750 hộp con đi con. Cái màu con. Đây nè. Dây N. Dây N 750 mấy chế ơi. Dây N 750. 750.000 nha. Dạ, 750. Mã 14. Dây N 1.180.000. 1.180.000. Lớn hơn nha mấy chế. Dạ, mã 15. Mã 15. Em có mặc dây chuyền nhiều lắm. Thư Nguyễn lấy dây mã số 9 dài 60. Ok em, cho số điện thoại đi em. Đã nhầm cho số điện thoại. Ngày mai mới, chứ nghĩ là em mới có chạy số điện thoại em ra. Ngày mai nhân viên điện cho em. Thư Nguyễn lấy dây, cảm ơn em. Rồi dây này 2.200.000. Dây 2.200.000. Dây 2.200.000. Dây 2.200.000 mấy chứ ơi. Dây này là mã 16. Dây mã 16. Dây này 2.200.000 luôn. Dây 2.200.000 luôn. Dây 2.200.000 luôn. Đẹp lắm mấy chứ ơi. Mã 17. Mã 17. Mã 17. Rồi chị Nguyễn Thu rồi. Lấy em hai cái nhẫn. Hai cái nhẫn. Mã 23 nha chị. Ok Nguyễn Thu rồi. Cảm ơn em Nguyễn Thu rồi. Dạ. Nguyễn Phượng ơi, chị Mai chào em Nguyễn Phượng ơi. Chị Mai ơi, hôm bữa em có mua chiếc nhẫn dài độc đỏ mà giao cho em nó rộng quá nên em không có nhận. Rồi trả về cho chị, để khi nào em rảnh em xuống nhà chị ghé mua luôn. Ok em. Ok em, cảm ơn em chị, cảm ơn em. Em biết nhà chứ hả? Xuống nhà lựa cho chắc thôi. Thấy à, xuống nhà lựa đi. À, dây 2.200.000. Phen lập súng đẹp lắm đó chứ. Phen lập súng nha. Đó, cộng này em có lắp tay 880.000 nha. Rất là đẹp. Rồi, dây này là mã số. Mã số 18 đúng không con? Mã số 18. Xem nhẫn 24 mặt ngang. Đây. Xem nhẫn 24 mặt ngang đây, đẹp chỗ này. Đắt lắm mấy chế ơi. Mày còn nhiều hết nữa mày. Tiện đó làm mấy trăm chiếc xong nó còn có một góc phải không? Đang làm. Một hai ngày nữa có nữa. Nè, nhẫn mặt ngang em nè. Em bao mấy chế đẹp luôn á, đẹp. Chỉnh vàng 24 đẹp luôn nha. Chỉnh vàng 24 đẹp luôn. Còn có nhiều hết nữa. Đắt lắm. 250 bao ship. 250 bao ship. Chơi chiếc khác này còn nhiều, tụi con bỏ đây ta. Hôm nay là nhiều lắm. Cô sang dây rồi hả? Dây nào này cô like chưa? Rồi con đưa lên đi, đưa mầm này lên đi. Cô móc vào đây coi cái nào được like cái dây phen lật hơi bự hơn 950 nha mấy chế. Dây phen lật 950 nha. Dây phen lật 950 mã 19. Mã 19. Cộng dây chữ công này là 1.450.000. 1.450.000. 1.450.000 mấy chế. Chữ công này dày nha, rất là đẹp luôn. 1.450.000. Dạ, mã 20. Anh chị nào muốn lấy dây bên em 10 cây có, 20 cây có nha. Nhiều lắm. Bây giờ em lay nhiêu dây thôi. Em lay mặt cho nó chế lửa. Em lay mặt cho nó chế lửa. Mặt chồng em đang đeo 400. Mặt chồng em đang đeo 400. Phải không ta?
không phải 380. Cô có mặt gồng cô đang đeo đi con. Mặt gồng 380. Đẹp lắm mấy anh ơi, em bao đẹp luôn nha. Đó. Ôi giò quá đẹp, cũng ghét rồi, cũng ghét đấy. Mấy chai cứ mua bên em, khỏi sợ gì hết. Nha, đây. Mấy chai mua là tối nay mấy chai trò số điện thoại chút xíu nữa là em nghỉ like á. Nó sẽ chạy cái đơn mấy chai gà gì nè. Chai nào không nhà máy là để không nhà máy. Bữa nay nhiều chế không nhà máy nè. Đó. Không nhà máy là em quỷ đơn. Bữa nay mấy chế không nhà máy là em sẽ quỷ đơn nè. Ngày mai em sẽ like tiếp. Rồi mấy chế có đặt cho số điện thoại giùm em. Không nhà máy đâu biết được đâu gửi. Chị cái gì 2,2 triệu. Chị bớt cho em đi. Em chốt chị Mai ơi. Cái gì đó bữa nay chế giảm giá rồi đó. Chế giảm giá 50k đó em. Cái nhẫn chưa cưới nè con. Cái mặt cô đang đeo. Mặt nào rồi? Mặt con gồng đỏ. Lấy dĩ đi con. Gồng em có 3 loại. 380. Dây 10 cây bao nhiêu? Dây 10 cây 3,950, 4 triệu chị ơi. Chị Lan Lê rồi. Dây 10 cây, bữa nay dây trái khế em đang làm khách đặt nhiều lắm, em làm chưa rồi. Cái dây mà cái dây 10 cây bên em là hiện giờ còn 3,950 cộng dây bự mới thì đó chị. Chị lấy em cho chị coi lại Lan Lê rồi. Lấy cộng dây 3,950 đi. Dạ mặt nam bên em có mấy mẫu này. Em còn mẫu này. Mấy anh ơi. Dạ. Cái mặt em đang đeo mã số 1. Cái mặt em đang đeo mã số 1. Dạ mã số 1 nha. Mã số 1. Mã số 1. 380. Cái dây 10 cây bên em nó bự gì nè. Cái bản bự vậy nè. Chị ơi, dây 10 cây 3,950. Em cũng còn mấy cộng hết rồi chị ơi. Hết rồi. Dạ. Lắc tay này em nhiều lắm mà em hết luôn. Chị muốn dây trái khế thì đợi vài ngày đó em có. Em khách em đặt nhiều lắm. Dây trái khế 10 cây em có nha. Đợi em bữa đó. Mặt gồng đẹp, gồng đúc luôn nha mấy anh ơi. Gồng đúc luôn nha. Mã số 2. Mã số 2 400. Mã số 3 nguyên con gọng luôn nha. Nguyên con gọng luôn nha. Rồi, anh coi nè. Rất là đẹp nha. Như vàng đẹp. Mấy anh mua cái mặt si này nó cũng đáng 300 ngàn rồi. Cái mặt này có 380 thôi. Đeo hoài luôn. Rồi. Cái móc bự. Trên cái móc em có khắc mộc. Trên shop em trên khắc này. Trên cái mộc trên đây nha. Khắc mộc shop trên cái mộc. Móc trên đây nha. Rồi. Rồi thật là đẹp luôn, 380 luôn. 380 mã số 3. Bắt đầu em lai mặt mẹ quan âm cho mấy cái coi. Mặt mẹ quan âm 300. Mặt mẹ quan âm 300. 300 mã số 4. Mặt mẹ quan âm 250. 250 mã số 5. Mã số 5. Rồi, mặt mẹ quan âm 300. Mặt mẹ quan âm 300. Mã số 6. Mặt mẹ quan âm 250. Mấy chế mua cái mặt em cũng bao ship cho mấy chế luôn nha. Rồi, cho xem hàng trước khi nhận hàng. Dạ. Mã số 7. Mấy chế cứ mua hàng em khỏi sợ cọc cạc, khỏi sợ gì hết á. Em cho mấy chế xem hàng trước khi nhận hàng. Dạ, em không bán cùng 7 nhưng ta đâu. Mấy chế đồ like trên like nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu. Ở ngoài nó đẹp hơn nha. Dạ, ở ngoài nó rất là đẹp. Dạ, mấy chế coi cái mặt này nè. Mấy cái mặt này nè. Mấy chế nhìn ở ngoài nó đẹp dữ lắm. Dạ, coi nó đẹp nha, rất là đẹp luôn đó. Cái mặt bên em đẹp lắm rồi. Mặt thấm giá 250. Mặt thấm giá 250. Mã số 8. Mã số 8 rồi. Mã số 9. Cái mặt màu tím 450 cho mấy cái đá sòn lớn sáng chiếu lấp lánh luôn. Mấy cái nhìn nó đẹp như vàng thiệt luôn, có 450 ngàn. Mấy cái về đeo chung dây chuyền ở nhà 18 mình chuẩn màu đẹp luôn nha. Chuẩn màu 18 miền Tây mình luôn. Cái móc em có làm sòn cho mấy cái luôn. Đó, đẹp chưa? Móc sòn. Đeo kiềng cũng được mà đeo dây chuyền cũng được luôn nha. Mã số 9 450. Dạ ok chị Miễn Phượng lấy nhẫn mặt ngang. Nhẫn mặt ngang em tháo cũng dục rồi đó. Đây là chị. 250 em bao ship. Nhẫn mặt ngang 250 em bao ship. Mấy trái về đừng để cho nó bóng vậy. Mấy chế thiệt, em nói thiệt luôn, mấy chế làm cho nó chà, nó như dầm thiệt mình đeo. Làm củ hồi môn luôn nha, đẹp. Nhẫn mặt ngang 250 chị.
em có đủ size. Bữa nay đi 56 hết nha mấy chị. Đi 56 em hết hàng. Đang siêu thợ làm. Em đang siêu thợ làm mấy cái chạm chạm này. Cái chạm chạm này em có mấy chiếc. Chạm thật là đẹp. Nó đẹp. Chạm bữa nay hết nha mấy chị. Chạm còn có 1-2 chiếc. Đẹp quá mấy chị đẹp ơi. Đẹp chưa? Xanh lá nha. Đẹp thiệt là đẹp luôn. Dạ mã số 10 450. Dạ có nhẫn em bé. Có bông cho em bé không chị? Bông em bé. Bông bé không có em ơi, Kiều ơi. Bông bé không có em. Bé mấy tuổi em? Bông bé chưa hết rồi. Dạ mặt đỏ nha mấy chị. Mặt đỏ mã 11. Mặt đỏ mã 11. Mặt vàng. Mấy chị thôi coi nó đẹp. Cái đá lớn nha. Sáng đẹp. Đẹp hết. Không bao giờ chơi được nha. Cái móc này em có làm sòn cho nó chế luôn. 450. Mã 12. Mặt màu đen. 450. 450. Mã 13. Dạ sòn trắng. Sòn trắng. 450. Mã 14. Bắt đầu tới mặt tím. Mặt tím. Mặt tím. 400. Mã 15. Rồi. Màu hiu nha mấy chế. Màu hiu. Màu hiu. Mã 16. Rồi. 400 nha mấy chế. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Mã 10. Cho em xem mặt ngang đi chị. Mặt ngang hả? Mặt ngang chế đâu có bán đâu. Sorry em. Mặt ngang này là chế đang vô bộ nha. Mặt này phải không? Tony, Tony. Cái màu tím chế đang lên like là bữa nay chế mới có làm xong chế làm bộ à. Chưa đủ, không đủ dao nữa. Đợi đợi mấy bữa nữa thì chế làm nhiều. Chế sẽ like cái mặt này. Bán nha. Bữa nay chưa có em. Bữa nay chế vô bộ không khách tập quá trời không đủ dao nữa. Chưa có làm lẻ được nha. Em bé 14 tuổi. Em bé 14 tuổi em lấy mấy đồ bông. Đồ bông toàn ten của chế 200 đẹp mà. Con lấy đồ bông dạ dạy 200 cho cô Kiều. Cô Nguyễn Kiều coi cái ra con. 14 tuổi cháu lớn rồi. Mẹ 14 tuổi cháu lấy đôi này cho cháu đeo được mà. Gái 14 tuổi đeo đôi này được chứ gì đâu. Mẹ em có 200 nè. Con này dễ thương nè. Đôi này số mấy vậy con? Đôi số 1 nè Kiều ơi. Cháu 14 tuổi đeo được 200 chứ bao ship. Đôi này đeo dễ nè. Đôi đó đẹp bắt. 14 tuổi 200 cái bao ship. 200 bao ship. À da, chào em đẹp trai. Đang like nha. Trần ơi, giờ này đó anh lấy đồ đó mấy chị. Su. Dạ, like nữa nghe mấy chị. Mã 18. Mã 18. Mã 18. Mã 18. Mã 18. Rồi. Mã 19. Mã 19. Màu vàng nghe mấy chế. Màu vàng mã 19. Màu vàng mã 19. Và màu hiu. Màu hiu mã 20. Màu hiu mã 20. Rồi. Màu vàng 350. Màu hiu 350 nghe mấy chế. 350 màu xích. Lấy đi mấy chế ơi, đẹp lắm. Đồ em mấy chế khỏi chê đi. Em nói thiệt, em mất mối mà. Dạ. Đỏ nha mấy chế, đỏ 300. Đỏ 300. Mã 21. Hồng nha, hồng. Mã 22. Mã 22. Mã 23 trắng. Mã 23 trắng. Đỏ cam. Đỏ cam. 300 nghe mấy chế. Mã 24. Mã 24. Rồi, 250 nè. Nhẫn 24 mặt tợ có em ơi. Nhẫn 24 mặt tợ có nè em ơi. 250 chứ bao ship. 250 chứ bao ship. À, Bùi Thị ơi, chị Mai ơi, tìm
45 kg đeo với dây dây thang 1.3 triệu được không? Tím 450 hả? Được em. Dây 1.3 triệu bự mà. Dây 1.3 triệu bự mà em Bùi Thị ơi. Dây nào vậy trời? Mặt tím đeo với dây 1.3 triệu được. Dây 1.3 triệu là dây lớn rồi. Mẹ. Vừa đó em. Dây dây mà cái dây 7-800 thì nó hơi nhỏ, còn cái dây 1.000 là nó bự rồi. Đẹp lắm. Bao em đẹp luôn. Em cứ nhận hàng cho xem hàng trước khi nhận hàng nha, em khỏi lo. Rồi, mặt đẹp nữa nè mấy chế. Mặt chờ neo, mặt chờ neo tím nha, 300. Chờ neo tím 300. Mã 25. Rồi, chờ neo xanh lá. Xịt. À, lấy ghế cho anh đẹp trai ngồi con Linh. Lấy ghế cho anh ngồi con. Không cần. Dạ, đứng cho bớt mỡ hả? Rồi. Mẫu này xanh lá nha mấy chế. 300. 300 mã 26. Ngồi đi em ơi, ngồi đi. Dạ. Trắng nha, trắng. Trắng mã 27. 300 nha mấy chế. Chờ neo 300 nha. Chờ neo 300 em ship mấy chế luôn. Mặt tím nhỏ nhỏ xinh xinh 250 bao ship. Bỏ chiếc nhẫn này xuống đi để cần ớt hoài. Ờ phải trời thương quá không mấy chế. Giờ này mà con khách lại nhà mua nó đó. Em bán nhiều lắm. Đó mấy chế thấy đó, giờ này đó bao nhiêu giờ lại 11 giờ mà còn khách lại nhà mua đó, chịu nổi không? Bớ vậy. Rồi mặt này mấy chế ơi, mặt 250 bao ship nha. Mặt 250 mã 28. Mã 28. Rồi, mặt 250, mặt 250 đỏ vàng nha. Đỏ vàng. Mã 29. Mã 29. Mã 29. Rồi, mặt màu vàng. Mấy chế mua đồ em đừng sợ phai màu, đừng có sợ gì hết. Em nói thiệt. Dạ. Mấy chế yên tâm, rửa xà bông, rửa chanh là sáng. Rửa hoài chừng nào sáng chừng nấy, bóng chừng nấy. Dạ, mặt màu vàng nha mấy chế 250 bao ship. 250 bao ship mã 30. Nữa nha, nữa tối nay live quá chừng luôn 11 giờ luôn rồi. Dạ. Mấy mặt nó nghỉ nha mấy chế. Mặt 350 hộp xanh biển. Hộp xanh biển mã 31. Rồi, hộp xanh lá. Hộp xanh lá mấy chế ơi, vật bự đẹp nè, móc bự luôn nè. Dạ. Em có khắc mộc trên đây cho mấy chế luôn nha. Bình mai 10k cho mấy chế luôn. Rất là đẹp luôn, hộp xanh lá nha. Hộp xanh lá. Xanh lá mã 32. Rồi, sòn trắng nè. Sòn trắng 350 luôn. Mã 33. Màu trà nè. Màu trà nè. Màu trà. Màu trà mã 34. Rồi, đỏ nè. Đỏ nè. Đó mã 35. Rồi 300 nha mấy chị. Bắt đầu tới 300 nè. Chị Mai ơi, cộng dây chuyền 24k để em mua cho chồng em cái phá. Cộng dây chuyền 24 rồi trời. 24 đồng vàng hả? Chứ có dây chuyền 24k đâu. Vàng hồi đời 2013 hả? Em mua gì em muốn xin cái phá chứ cho nha. Cái phá si cũng cho mà cái phá đồng đỏ cũng cho rồi. Lấy gì nói đi, ngày mai nhân viên cho cái phá về. Cắm vô. Được chưa? Vậy nha. Rồi, cảm ơn em. Dây si đúng không? Dạ 24k. Em sorry em, muốn xin cái phá ngày mai cho số điện thoại đi. Ngày mai nhân viên điện em muốn xin cái phá si 24, xin phá 18, 24. Xin phá đồng vàng cũng cho luôn mà xin phá đồng đỏ cũng cho luôn rồi vậy đi. Thế lại nữa. Dạ mặt màu đỏ nha. Ai da gớt rồi. Mặt màu đỏ, màu đỏ mấy chế ơi, hộp đỏ ngoài hộp đỏ luôn. Đẹp nha mấy chế. 300 bao ship. 300 bao ship. Mã 36. Mấy cháu em nó ngáp rồi mấy chế ơi. Mấy 40 chiếc em nghỉ nha. Dạ, 36 đúng không? Dạ màu xanh đen. Xanh đen. Xanh đen số 37. 300 nha mấy chế. Màu đen, màu đen 38. 38. 38. 38 đẹp quá trời. Rồi, màu trà nghe mấy chế, 300 luôn. 300 luôn, 39. Rồi 40. 300 luôn. 300 luôn mấy mặt này dễ đem rồi mấy chế.
đúng 10. Ok, em muốn mua 240.000 khóa hợp. Muốn mua cái gì cũng có hết. Cảm ơn em. 41, 250 nha mấy chế ơi. 250, còn mấy cái 250, 41. Một tiếng là cô lai chưa. Em lai nhiều nghỉ nha mấy chế ơi, phiêu quá. Ngày mai chị em mình gặp lại nha. 65kg đem xi măng đi mấy vậy chị? Em cao mét mấy Thắm Nguyễn ơi? 65kg em cao mét mấy em? Tùy theo mấy chế cao. Dạ, đôi bông mở số 1, 200 em ơi. Cầm thí ơi, mấy chế phiêu lắm rồi, mấy chế ngủ nha. Em cũng ngủ em. Nhân viên em nó ngáp hết rồi nè. Dạ, em mai em lai đồ cho mấy chế nữa nha. Ngày nào cũng có mũ mới, đêm nào cũng có mũ mới. Mấy chế thấy nhìn đồ em nó đẹp, giống như vàng vậy nè. Đó, coi nó đẹp nè. Đẹp á, ở ngoài nó đẹp hơn trong lai nha. Còn cái dòng xi măng này em đeo nè. Đó, em đeo thường luôn đó. Có em đeo nha. Tắt lai nhậu đi. Tắt lai nhậu đi. Đó. Giờ này mà em còn bán á, mấy chế thấy không? Bởi chị không phải trời thương. Chúc mấy chế ngủ ngon nha. Dạ. Chúc chị My Si Nguyễn, My Si Hoa ngủ ngon. Dạ, trời ơi thấy cái áo đẹp quá, mà 65 tuổi rồi. Không thôi là bao kinh cái áo này rồi. Cái áo bán luôn, áo đẹp, cái áo bán luôn. Lấy 50 triệu đây. Chưa. Tắt lại. Dạ em chúc mấy chế ngủ ngon nha. Xin chào cả nhà hết. Xin chào mấy chế hết. Áo đẹp, cái áo bán luôn, cái áo bán luôn bây giờ.